chương 1281 đám cửu ly, ngao tần là nhờ khí tức của thần binh pháp bảo chứ không phải của bản thân họ, là thuộc về ngoại vật, nên không được quy tắc do thái cổ văn tự xác lập tán thành, không phải tiên cũng không phải thần, nên không được mở cửa cho qua, còn khí tức của hắn là biến hóa từ bát cửu huyền công, lấy khí tức của truyền thuyết đại năng hao thiên sư huynh làm nguyên, tiến hành cải tạo, và kết hợp với nhục thân nội cảnh của hắn để tạo ra khí tức yêu tộc thuần khiết, nếu truyền thuyết không chú ý, sẽ không nhận ra được. Cho nên về mặt bản chất, hắn đã phù hợp với quy định do thái cổ văn tự lập ra quy tắc này lại không có linh tính cứ thấy đáp ứng được yêu cầu là cho qua chứ không phân tích là vì sao đáp ứng được hay có vấn đề gì hay không hà mộ chớp mắt đã hiểu ra vấn đề mình có thể vào nhưng đám cửu ly thì lại không chứng tỏ tính toán của sư phụ đã vượt hẳn đám tiểu thánh như huy quang bắc cực họ chỉ tính ra được mức độ nguy hiểm ở đây chỉ cỡ yêu vương dùng ngũ đức càn khôn phiến là đủ cho đám hậu duệ an toàn thông qua nhưng lại không biết cái ngọn núi chống trời hàng nhái này chỉ có khí tức tiên thần mới được đi vào. Cửu Ly hỏi, Nguyệt Lạc tiên sinh, ngươi làm sao đi qua đó được, nói cho chúng ta biết với. Chẳng lẽ hắn là yêu vương, đại yêu hoặc là yêu thần nào đó cải trang, thứ bị lừa thực ra không phải quy củ không phải tiên thần không được vào mà chính là, đám yêu mình. Hà mộ không biết đáp sao, không thể nói thực ra ta là nhân tộc, dùng cho lừa đảo giả dạng để qua mắt các ngươi, ta vượt qua được ải là nhờ khí tức của một tiểu thánh yêu tộc thuần khiết. Hà mộ hoàn toàn có quyền mặc kệ bọn họ, cứ thế đi vào, chiếm hết tiên cơ, nhưng hắn bị ảnh hưởng cái phong cách cao nhân của sư phụ, lại trước sau được cửu ly tin tưởng, quả thực là không thể làm ra hành vi phản bội lòng tin như vậy được. Nhất là ai biết ở trong núi này sẽ gặp phải chuyện gì, có thêm một người là có thêm một phần an toàn. Cho dù sư phụ nói chuyến đi này là cơ duyên của mình, nhưng cũng không bảo sẽ không có chuyện gì nguy hiểm hay bất ngờ, rất có thể chỉ đạt được cơ duyên khi hợp tác tới cùng với đám yêu này thì sao? Hà Mộ suy nghĩ lung tung, nói với đám cửu ly sau khi tại hạ lấy được thanh tiên kiếm này, nhờ cơ duyên xảo hợp luyện hóa được chút khí tức tàn lưu của một yêu thần bản tộc, lúc cần có thể xuất ra để chấn nhiếp nguyên thần đối thủ, chấn áp tâm linh của họ, không ngờ lúc này lại có chỗ dùng. Hắn nheo mắt, vận chuyển khiếu huyệt quanh thân, tỏa khí tức hao thiên khuyển ra ngoài cho mọi yêu xem. Đất trời tối đi, chín mặt trời như bị thôn phệ, uy áp mạnh mẽ tỏa ra, đám ngao tần, cổ việt, kim lân tiên tử đều run lên cầm cập như gặp phải thượng vị giả, chỉ có cửu ly là đỡ hơn một chút thánh đức dễ chịu, vạn pháp không dính. thượng vị giả cũng như chó dơ mà thôi, áp lực này không là gì cả. nguyệt lạc tiên sinh không gạt ta. cửu ly cong môi cười khẽ, ngay cả thủ đoạn áp đáy hòm thế này mà cũng nói cho bọn ta biết. hà mộ thu liễm khí tức, mỉm cười, chuyện này quan trọng, nếu không nói rõ, mọi người làm sao cùng hợp tác? cửu ly gật đầu hài lòng, đám ngao tần, cổ việt vừa ghen tị vừa tăng thêm lòng tin đối với nguyệt lạc, nhưng mà bọn ta đều không qua được, làm sao mà hợp tác? kim lân tiên tử cao mày cửu ly khẽ cười ngươi quên thần thông thôn nhật của thiên cầu bộ tộc à trong bụng tự có càn khôn có thể giấu chúng ta vào trong mang qua hạn chế đúng rồi kim lân tiên tử vỗ tay đám ngao tần cổ việt cũng vui vẻ hà mộ ngẩn ra mình không phải là thiên cầu thật làm sao biết thôn nhật thần thông hà mộ suy nghĩ thật nhanh quay ngược trở ra thần thông này ta mới luyện thôi còn chưa thuần thục các vị phải bảo vệ thật kỹ những chỗ quan trọng trên thân để khỏi bị ngộ thương Đám Cửu Ly không chút nghi ngờ, lập tức thi nhau thi triển, thừa dịp Hà Mộ há miệng, tay trái ngầm vung tụ bào ra. Đất trời tối sầm, mặt trời như bị ăn mất, hư không xung quanh trở nên vô tri vô giác. Đám Cửu Ly không chống lại lực hút, còn chưa kịp nhận ra xung quanh ra sao đã bị hút vào trong tụ bào. Tụ lý càn khôn. Hà Mộ di hoa tiếp mộc, dùng cái này để qua cửa. Sau khi Mạnh Kỳ và Tề Hoàn công tiểu Bạch trao đổi xong môn tụ lý càn khôn, nó đã trở thành tuyệt kỹ của Ngọc hư cung không đòi hỏi bắt buộc phải làm chủ tu, không phải lo huyền quan hối hận, dùng rất tốt, ai cũng kiêm tu được. Tụ bào buông xuống, hà mộ cất bước xuyên qua quy tắc, đi vào trong núi chống trời. Sau đó, hắn há miệng, tụ bào vung lên, ném đám cửu ly ra ngoài, cả đám còn đang mê muội thì hắn đã kịp giấu lại tụ bào, khép miệng lại. Thần thông của thiên cầu bộ tộc quả thật bất phàm. Cửu ly khen. May thôi, may thôi. Hà mộ thực lòng trả lời. Đám yêu lập tức leo lên đỉnh núi, một đường đi vô cùng tĩnh mịch không những không có một yêu vật nào mà ngay cả một cọng cỏ cũng còn không có chỉ có đá màu xám xanh mà thôi thấy vậy hà mộ trầm ngâm ngưng trọng nói lúc trước khi bằng hữu kia phát hiện ra cái di phủ này nhất định chưa vào được tới đây hai vị tiểu thánh nhìn trộm và thôi diễn cũng chưa nhìn thấy được ảnh hưởng một lời thành pháp này có nghĩa khi chúng ta bước vào đây thì không thể nghĩ cấm chế và nguy hiểm chỉ tới mức yêu vương được nữa mọi người tăng cường cẩn thận nếu có bất cứ một cái gì dị thường, ta đề nghị lập tức rút về, không thể mạo hiểm. Nghe Hà Mộ trịnh trọng nói vậy, đám cửu ly im lặng một hồi, quay qua nhìn nhau, rồi nói, đồng ý. Bọn họ tiền đồ sáng lạn, không ai muốn vì chuyện này mà chôn vùi bản thân. Bất chi bất giác, Hà Mộ đã thay vai trò thủ lĩnh đội ngũ của cửu ly. Trên ngọn núi này không thể phi hành, cả bọn đi bộ cả một canh giờ mới lên tới đỉnh. Trên này biển mây tràn ngập khắp nơi, bình bồng mênh mông, trong bình bồng tơi xốp là sự vững chãi cứng cáp, bước đi thoải mái, từ trên cao này nhìn xuống, khí tức man hoang cổ xưa đập ầm vào mặt. Quả thật là thái cổ tiên giới. Cửu ly thở dài cảm khái. Kim lân tiên tử tinh mắt nhìn thấy trong biển mây có một món đồ, lập tức thỏ tay hút qua. Đó là một thanh kiếm đã dì xét loang lổ, ảm đạm tối tăm, không có linh tính, như là đã chết, trên có khắc hai chữ triện cổ. Cửu tiêu. Đây là một thanh thần binh có tiếng đó, không ngờ lại hư hỏng ở đây, Ngao tần nhìn thoáng qua, kinh ngạc và tiếc hận. Cửu ly gật đầu, hổ chết vẫn còn uy, cửu tiêu mặc dù đã hư hại, nhưng tài liệu của nó không thấp. Ta thu lại trước đã, sau này rời khỏi đây rồi chúng ta phân chia sau. Không ai nói gì, một hàng tiếp tục đi tới, trên đường phát hiện khá nhiều thần binh quý hiếm, tài liệu hy hữu, nhưng tất cả đều đã mất đi sức mạnh và sự sáng bóng, như đã bị thời gian hủ thực. Tình trạng quỷ dị làm cả đám càng thêm ngưng trọng và đề phòng. Vòng qua một cung điện bằng mây trắng, Xa phía trước hiện ra một thứ trông giống như ngọn núi, lững lờ mây khói, lượn lờ thanh quang, mây trắng xung quanh hóa thành từng dải dài, mặt ngoài có hào mang chảy xuôi như những mạch máu, vô cùng yêu dị. Thứ giống ngọn núi kia đang thong thả phình ra co vào, như đang thở. Hà Mộ vừa kinh hãi vừa kích động. Cửu Phượng không tiếc tiêu hao tích lũy sông tới nơi này là vì vật này phải không? Đây chính là cơ duyên mà sư phụ đã nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thịch! thịch thịch trái tim của hà mộ vô thức đập theo nhịp hít thở của vật kia hắn không sao kiểm soát nó lại được đầu óc dần trở nên nặng đi đầu vắng mắt hoa cả người mệt mỏi mà đó là hắn đang được kiếm qua ngũ sắc của ly tiên kiếm bảo vệ đó hà mộ bỗng nghe thấy hai âm thanh của tâm thần mình chấn động một tiếng như tiếng giống mênh mang bằng bạc uy áp chúng sinh một tiếng cao vút thánh thót như tiếng trời vô cùng dễ nghe long khiếu phượng ngâm xung quanh như nổi lên gió xoáy quét tan sự ảnh hưởng quỷ dị của vật trước mắt cửu ly và ngao tần thấy tình hình không ổn lập tức dùng ngũ đức càn khôn phiến và thanh tiên kiếm băng phách bắn ra thần âm đặc hữu của chủng tộc mình hà mộ nhờ hai âm thanh này mà thần trí từ trong mê muội tỉnh lại hắn cau mày vật đó đã vượt qua cấp độ yêu vương chúng ta e là không đủ sức nếu cố cưỡng ép xông tới chỉ sợ tắng mạng mà thôi hay bằng tạm thời thối lui các ngươi báo về cho trưởng bối của mình xin họ quyết định đây rốt cuộc là cơ duyên hay là nguy hiểm hà mộ vốn tính tình cẩn thận biết mình không nên lỗ mãng mạo hiểm. Đám Cửu Ly mặt mày cổ quái nhìn nhau. Cửu Ly quay đầu nhìn Hà Mộ, cười ngượng ngùng, "Nguyệt Lạc tiên sinh, ngươi cứ yên tâm, thu hoạch nãy giờ ngươi đương nhiên sẽ được chia một phần, tí nữa nếu đồ vẫn còn thừa, cũng sẽ ưu tiên suy xét cho ngươi." "Có ý gì?" Hà Mộ cảm thấy có gì đó không đúng. Cửu Ly nghiêm chỉnh, nhìn thấy vật này, "Là chúng ta hiểu nhiệm vụ lần này của chúng ta đã hoàn thành viên mãn, chuyện tiếp theo chúng ta không thể nhúng tay vào." Hà Mộ chợt nghĩ ra, ngần ngừ, ý ngươi là. Cửu ly không đợi hắn nói xong đã khẽ gật đầu, chúng ta đều đã chuẩn bị để lập tế đài thỉnh thần hàng lâm, bây giờ chúng ta sẽ luyện chế dụng cụ. Dù ở trong mảnh vỡ thái cổ tiên giới này, chỉ cần cấm pháp ngăn cách không cản nổi, chúng ta đều sẽ có thể triệu hoán một phần sức mạnh của trường bối trong nhà hàng lâm. Đến đây, cách không ra tay, phá hủy nguy hiểm trước mắt, mở nó ra. Cô nghĩ nghĩ, bổ sung thêm, đương nhiên ra tay như vậy sẽ khiến kẻ có tâm chú ý tới, sẽ dẫn tới các loại biến số phiền toái, cho nên chỉ đến khi cuối cùng mới dùng. Lúc đó dù kẻ có tâm có nhận ra được, lần mò tìm được đến nơi này thì ra tay cũng không còn kịp nữa. Chúng ta vốn không định cố tình giấu giếm ngươi đâu, mà chỉ là chưa tới lúc cần thiết mà thôi. Ồ, hay thật. Mình mới nghĩ các tiểu thánh yêu thần không có khả năng hoàn toàn ký thác chuyện quan trọng thế này, cho đám hậu duệ tiểu bối, chẳng lẽ không sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Thì ra là vậy. Hà Mộ cười khổ cảm thán nếu được tiểu thánh yêu thần mở thứ đó ra, ta nhất định có hy vọng, có được lợi ích rất lớn, lại còn được chia phần vật phẩm nãy giờ nữa. Tại hạ còn có thể có ý kiến gì? Cửu ly vốn định nói thêm vài lời an ủi, nhưng lời ra miệng lại không sao thốt được thành lời, chỉ buột ra được một tiếng thở dài. Cô lấy ra một cái tế đàn năm màu lưu chuyển, lại lấy ra những vật phẩm bố trí xếp vào vị trí, cuối cùng cắm ngũ đức càn khôn phiến vào chỗ hạch tâm, cả quá trình lắp ráp chỉ mấy có mấy hơi thở mà thôi. Cùng lúc đó, Ngao Tần, Cổ Việt, Kim Lân Tiên Tử cũng dùng kiếm băng, song hoàn màu xanh đồng, roi dài màu vàng làm vật dẫn, bố trí pháp đàn thỉnh thần hàng lâm. Hà Mộ lạnh nhạt lùi ra sau một quãng. Khí tức ngụy trang của hắn không thể gạt được truyền thuyết, đại năng nếu họ chuyên chú xem kỹ, cần phải né đi. Đương nhiên, đối phương chỉ là hàng lâm một phần sức mạnh mà thôi, không phải bản thể giá lâm, khả năng khám phá ra hắn không cao, chỉ là cẩn thận vẫn là hơn hết. Cửu ly trở nên trang trọng, bước lên tế đài năm màu, hai ngón tay dựng song song thành kiếm, điểm lên ngũ đức càn khôn phiến, năm màu cùng sáng bừng lên, dọc theo tế đàn xoay quanh hướng lên trên, cuối cùng tụ thành một khối, ngưng tụ thành một cánh cửa đầy hoa văn huyền ảo. Bang! Cánh cửa mở tung ra, lộ ra bên trong là một ngón tay như huyễn như thật, quang mang xung quanh tụ lại, hóa ra một cái bảo tháp hoàng kim 33 tầng, trấn áp vật đang không ngừng phình ra co vào kia. Vô thành vô tức, những dòng chảy mây trắng như những mạch máu bên ngoài vật đó thi nhau tan rã sau đó tan thành mây khói bên kia đám mây trên đầu ngao tần tạo thành một vùng trắng xóa nó xoay tròn vỡ ra hiển hóa ra một cái miệng khổng lồ với những cái dâu rồng phun ra một dòng khí do băng tinh tụ thành nơi nó đi qua vạn vật kết thành băng đất trời trở thành một vùng thuần trắng trong vắt đẹp như mộng ảo lạnh băng thanh quang không ngừng lượn lờ quanh vật kia cũng bị cô động thành băng cuồng phong xung quanh cổ việt gào thét huyễn hóa ra một bộ xương khô trắng toát bốc lửa đỏ, lửa nhờ gió thổi, phùng to ra, khí thế quét ngang đất trời quét về phía vật kia. Biển xanh thẳm dưới chân kim lân tiên tử sôi trào, một vật to tướng màu vàng kim bay ra, theo sát lửa đỏ bắn về phía trước. Hai phe kết hợp, đánh tan thanh quang đã bị kết thành băng, nước mưa rào rào rơi xuống. Vật giống núi kia chỉ chống đỡ được mấy sát na liền sụp đổ. Ầm, từng đạo thanh quang từ trong phun ra, những tầng mây khói khoét tán ra ngoài, cả ngọn núi như quả trứng bị đập vỡ, nhanh chóng hiện ra vật ở bên trong. Đó là một khối máu do nhiều giọt máu phân biệt rất rõ ràng nối kết lại với nhau, cổ xưa mà tăng thương, trong màu máu đỏ có màu u ám, như phản chiếu hư không trong đó, chỉ riêng sự tồn tại của chúng đã khiến thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, băng phách thần tức, xương khô bạch diễm, và chảm tiên kim lân đang ào ào nhào tới chấn áp đều bị khựng lại, như bị rơi vào trong đầm lầy, không tiếp tục xông tới được nữa. Những giọt máu vốn đang thong thả dung hợp bị sự can thiệp, của ngoại lực làm nó gián đoạn, không dung hợp được nữa, trở về hình ảnh ban đầu là một quả cầu đỏ máu trơn bóng, hoàn mỹ, lơ lửng giữa không trung, có vẻ lúc nào cũng có thể tan ra. Cửu đầu trùng xem ra là muốn dùng những giọt máu cổ xưa này để nuôi dưỡng cái gì đó, nên sau khi y vẫn lạc ở Linh Sơn, sau đó không còn được tiếp tục hỗ trợ, khiến đã trải qua vạn cổ mà chúng vẫn không làm sao hoàn toàn dung hợp được. Hà mộ lào đảo đã có chút đoán ra lý do của tình hình hiện thời và bố trí của thượng cổ yêu thần cửu phượng truyền thuyết đại năng rất mạnh chỉ trong tích tắc thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp và băng phách thần tức đã thoát ra khỏi trói buộc đang định nhào tới chộp lấy khối máu đám cửu ly ngao tần đều mặt mày vui vẻ đã sắp đại công cáo thành mà vẫn chưa có biến số nào hết đúng lúc này thái cổ tiên giới bỗng nhiên tối sầm lại hoàng kim bảo tháp đột ngột bị dừng lại sau đó tan rã băng phách thần tức xương khô bạch diễm và chảm tiên kim lân cũng mất đi thực chất trở lại thành hư ảnh rồi cùng dần tiêu tán sao thế cả đám trợn tròn mắt ngạc nhiên. Trong huyễn tưởng thiên, ngũ đức phượng hoàng huy quang mở bừng mắt, sợ hãi bật thốt, liên hệ đã bị cắt đứt. Mối liên hệ giữa nó với tế đàn thỉnh thần hàng lâm đã bị cắt đứt. Nó không thể cách không hàng lâm sức mạnh tới đó được nữa. Sâu trong một ngọn núi trên một tinh cầu do băng phách ngưng tụ thành, tiếng rồng ngâm vang vọng tinh không, vẫn nộ gầm vang, ai ngăn cách liên hệ. Côn Luân Sơn Ngọc hư cung, mạnh kỳ mắt vẫn khép hờ, nhưng trong mắt như có thần quang hai màu đen trắng bắn ra truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Ly Cà Phê nhé. Thỉnh thần hàng lâm là dùng liên hệ, có nhân thì phải có quả, đương nhiên khó mà thoát khỏi ảnh hưởng của chư quả chi nhân. Chẳng lẽ là do những giọt máu kia tạo thành dị biến? Trong huyễn tưởng thiên, huy quang mặc kệ mọi thứ, không suy nghĩ nguyên do, quyết định thật nhanh, thân ảnh chợt lóe đã hàng lâm tới cổng động phủ của cửu đầu trùng. Vì khí tức của mảnh vỡ thái cổ tiên giới và ảnh hưởng của một lời thành pháp, bà ta không thể dùng đặc thù không chỗ không ở xuất hiện ở trong hoang nguyên, cũng như không thể nào nhìn thấy được tình hình ở chỗ thần sơn chống trời. Giống, huy quang còn chưa kịp cất bước tiến vào động phủ, xung quanh đã có tinh quang lấp lóe, tụ thành một dải ngân hà, một con chân long ngũ trảo do những đốm băng phách trong suốt tạo thành xuất hiện, bắc cực tiểu thánh cũng không chút do dự chạy tới. Mặc kệ chuyện làm kinh động đến những kẻ có tâm Khô cốt hỏa thần và long ngư đế quân mặc dù độn tốc rất nhanh thần thông không kém, nhưng lúc này chỉ có thể lực bất tòng tâm, căn bản không thể nào so bì được với đặc thù không chỗ không ở, của truyền thuyết đại năng. Huy quang và bắc cực tiểu thánh không cần nhìn nhau, cũng chẳng cần truyền âm, rất ăn ý cùng thu nhỏ thân mình, tiến vào cửu đầu trùng động phủ. Ẩm, ừ. bọn họ vừa qua khỏi đại môn, hư không lay động, trở nên tối đen, tinh không như bị che lấp, một làn khí tức kim xí đại bằng xuất hiện đủ làm nhiễu loạn biển khổ, hư không gợn sóng. Hai cánh răng rộng, muốn quấn cả ngọn núi mang đi đơn giản mà thô bạo, tận lực thể hiện uy lực của một tạo hóa đại thánh. Nhưng cùng lúc đó, lại có từng luồng khí thức mạnh mẽ hàng lâm, đám đại thánh ngưu ma vương. Giao ma vương cảm nhận được thiên cơ biến hóa, đều thi nhau chạy tới. Chỉ trong thời gian ngắn, tất cả đại năng đại thần thông giả đều đã có mặt. Ngư ma vương nheo mắt, thò tay ra, bóp một phát chặn ý đồ cướp hàng của bằng ma vương, ra vẻ hàm hậu nói, tam đệ, chuyện gì thế? Chỗ này hình như là động phủ của cửu đầu trùng mà bọn họ tuy là huynh đệ kết nghĩa đều bị phong ấn sâu trong linh sơn nhiều năm giao tình coi như cũng sâu thường cũng chăm lo cho nhau nhưng cũng có thể cắm dao vào thân nhau họ trung quy không phải là cùng chủng tộc đều có lợi ích của riêng mình khó tránh khỏi đều có chút tâm tư riêng nhất là khi ở đây đều là yêu tộc cường giả trừ phi thế lực phật đạo dốc hết sức lực nếu không không thể nào lay động được cái cục diện này cho nên khi tất cả lợi ích ở đây đều là dành hết cho yêu tộc cứ đánh một trận vì lợi ích của chủng tộc mình cũng không có gì là đáng trách bằng ma vương hiển hóa ra hình người, trầm giọng nói, đại ca, bên trong có dị biến, chuyển động phủ đi về trước rồi tính. Ẩm, um. nó lời còn chưa dứt, cả ngọn núi đã rung lên mãnh liệt, những tảng đá đã bị phong hóa thi nhau rơi xuống, bay vào tinh không. Đám cửu ly, ngao tần, cổ Việt và kim lân tiên tử kinh ngạc nhìn bảo tháp 33 tầng, băng phách thần tức, xương khô bạch diễm, chảm tiên kim lân tiêu tán ngay trước mắt, tế đài thỉnh thần cũng không còn có sức mạnh truyền ra nữa khối máu cổ xưa giữa không trung không còn sức mạnh bảo vệ, trần trụi hiện ra ngay trước mắt họ, muốn lấy nó chính là dễ như trở bàn tay. Các tiểu thánh yêu thần đã diệt trừ hết những nguy hiểm, nhưng lại không chạm tay được tới thu hoạch. Khối máu giữa không trung rung rung, khiến hư không khi minh khi ám, không ngừng lay động. Hà mộ nhìn mà tim đập nhanh, tỉnh táo lại trước tiên, trong đầu đột ngột xông ra một ý nghĩ. Đây chính là cơ duyên của mình. Chắc chắn là như vậy. Tuy rằng không rõ đám huy quang gặp phải chuyện gì, nhưng cục diện đã thế này, thừa dịp đám cửu ly còn chưa kịp phản ứng, mình dư sức cướp lấy khối máu kia. Nhưng mà lấy được rồi, thì làm sao thoát thân? Chưa tính đám cửu ly ngao tần nhất định sẽ ra tay ngăn cản, mà đám tiểu thánh huy quang cũng sẽ sẵn sàng trả giá. Cách không hàng lâm tới đây, mình chạy ra mảnh vỡ là sẽ gặp phải họ ngay, tới lúc đó đúng thật là không thể nào thoát được. Lại còn những kẻ có tâm chú ý, giờ đã rút dây động rừng, dù có dùng địa hình hoang nguyên chạy ra được khỏi động phủ, thì cũng không trốn được nổi dưới mắt đám cường giả đang không ngừng lục tục đuổi tới đó. Phải làm thế nào bây giờ? Có nên mạo hiểm hay không? Khối máu đột nhiên chấn động kịch liệt, làm hư không và đất đai đều rung chuyển. Ầm. Um. Một tiếng nổ mạnh vang lên từ trong khối máu, mây trắng làm đất và mảnh vỡ thái cổ tiên giới bắt đầu sụp đổ. Ầm. Um. Khối máu tan vỡ, hóa thành vô số những đốm đỏ tóe ra khắp hướng, mỗi giọt tự chạy đi tìm thứ có thể cung cấp sức mạnh và sinh cơ cho nó. Vù vù. Cửu Ly bị tiếng nổ làm bừng tỉnh, vừa kịp nhìn thấy một giọt máu bắn thẳng về phía mình, không hề mang theo ác ý, xuyên qua lớp màn bảo vệ của Thánh Đức Thủy Quang, chui vào mi tâm tổ khiếu của cô. Nàng không kịp hiểu gì, chỉ theo bản năng lập tức vận chuyển sức mạnh toàn thân để đối kháng với giọt máu này. Máu vừa chạm vào thân liền tan ra, thấm vào cơ thể, thâm nhập vào trong kinh mạch, mắt Cửu Ly tối sầm, đất trời đen kịt, như bị tan thành mảnh nhỏ, hư không bắt đầu tái tạo lại. Ngao Tần, cổ Việt và Kim Lân tiên tử mỗi người cũng bị một giọt máu chui vào tổ khiếu, theo bản năng tiến hành, đối kháng với giọt máu, trong mắt hiện ra ảo giác. Hà mộ bị mấy giọt máu vây quanh, vù vù bắn thẳng vào mi tâm. Hắn sợ hãi, lập tức vung kiếm ngăn cản. Nhưng đột nhiên món pháp khí sư phụ luyện chế cho tỏa ra ánh sáng mông lung, như một cái lốc xoáy hút những giọt máu bay về phía nó. Cái gì thế? Hà mộ sừng sốt, bị một giọt máu xuyên qua khe hở của kiếm quang, chui vào mi tâm tổ khiếu, thấm vào kinh mạch tầm mắt trở nên tối sầm, thái cổ tiên giới tắc tắc vỡ tan, từ chỉnh thể đến từng mặt, từ mặt đến từng dây, từ dây đến từng điểm, hà mộ bị cảnh tượng thần dị này làm cho say mê. Sau đó xuất hiện một làn bạch quang cực sáng ngăn cách cảm quan. ầm, thái cổ tiên giới hoàn toàn tan vỡ, dư ba hất văng đám cửu ly ra ngoài, hoang nguyên hoàn toàn sụp đổ hủy diệt. ầm, huy quang và bắc cực tiểu thánh tinh mắt nhìn thấy, lập tức đón lấy đám con cháu, động phủ của cửu đầu trùng ầm ầm tan vỡ. ầm đám đại thánh bằng ma vương và ngư ma vương sững người nhìn động phủ tan biến trong lòng giật thót định ra tay cứu lại nhưng không còn kịp nữa lại nhìn thấy đám huy quang và bắc cực tiểu thánh đón đám cửu ly ra xảy ra chuyện gì bằng ma vương nhìn huy quang huy quang hừ một tiếng ta vừa mới đi vào là động phủ liền bắt đầu sụp đổ bà ta cúi xuống nhìn con gái trong lòng tốt nhất phải nên giải thích để khỏi bị nghi kỵ cửu ly cố gắng nhớ lại tình cảnh vừa rồi nói chúng ta phát hiện cửu đầu đại thánh dùng thần binh linh vật dựng dục những giọt máu cổ nên mới bày ra tế đàn thỉnh mấy người mẫu thân tới hỗ trợ nhưng vừa mới chuẩn bị xong thì ở nơi trung tâm phát sinh dị biến xuất hiện một vụ nổ lớn khiến mảnh vỡ thái cổ tiên giới sụp đổ những giọt máu đó cũng văng đi tứ tán khắp phương không biết đi đâu đương nhiên chuyện mình dung hợp được một giọt không thể nói ra chỉ chừng nào về nói cho mẫu thân nghe thôi ngao tần cổ việt và kim lân tiên tử cũng biết mình đã có được lợi nên cũng khôn ngoan giữ bí mật, hùa theo lời của cửu ly. Thấy vậy, bằng ma vương và ngư ma vương cơ bản đã hiểu chuyện vừa xảy ra, thấy nó cũng phù hợp với logic và thôi diễn, nên không nghi ngờ gì, chỉ hỏi đặc điểm của những giọt máu cổ xưa kia, nhìn trộm mấy cái nhẫn chữ vật của đám tiểu bối, rồi bắt đầu tìm kiếm chung quanh, tìm những giọt máu quý. Sau khi các đại thánh rời đi, cửu ly thở phào, mãi đến lúc này, cô mới nhớ tới một chuyện, hỏi đám ngao tần, nguyệt lạc tiên sinh đâu? Không biết. Kim lân tiên tử lắc đầu, Ngao Tần nhíu mày, hắn chết trong đó rồi sao? Tên đó không có trưởng bối tới cứu mà. Hẳn là không, hắn có đức có vận. Cửu Ly lập tức phủ định phỏng đoán của Ngao Tần. Huy quang và Bắc cực tiểu thánh liếc nhau, sau lưng quang mang sáng lên, biến ảo ngũ đức hoa văn, ngưng ra thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp để bảo vệ đám tiểu yêu, đưa họ quay về Huyễn Tưởng Thiên, mở ra cấm pháp, rồi mới nói, kể lại chi tiết mọi chuyện cho ta. Cửu Ly, Ngao Tần lập tức nói ra chuyện mình được dung hợp một giọt máu cổ và toàn bộ quá trình thăm dò cùng với Nguyệt Lạc Tiên Sinh. Cắt đứt liên hệ vụ nổ bất ngờ. Huy Quang lầm bầm, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên ngưng trọng, chẳng lẽ là hắn? Cũng chỉ có hắn mới làm được chuyện cử trọng như khinh như vậy. Ai? Ai kìa? Cửu Ly kinh ngạc. Huy Quang và Bắc Cực Tiểu Thánh nhìn nhau, đáp, nếu các ngươi đều đã lấy được lợi, chuyến đi này coi như cũng không uổng phí. Chuyện này dừng lại ở đây, sau này không được nhắc lại. Nhà mình chẳng lấy được gì, nhưng ít ra hậu duệ cũng có được thu hoạch, thôi thì coi như cũng được đám yêu cửu ly và ngao tần nhìn nhau đều không hiểu lắm nhưng không dám hỏi thêm lùi ra ngoài chia nhau thu hoạch nhìn theo bọn họ huy quang và bắc cực tiểu thánh đều buột ra tiếng thở dài quay đầu nhìn về phía nhân gian giới côn luân sơn hà mộ đột nhiên nhận ra mình tự nhiên đã quay về tới ngọc hư cung trong tay mạnh kỳ có thêm những giọt máu cổ tăng thương đây là máu của hạo thiên thượng đế loại máu có khả năng giúp trùng sinh sau khi mất đi linh tính mất đi sinh cơ loại máu đến từ kỷ nguyên trước trong ngọc hư cung, mạnh kỳ xòe bàn tay, những giọt máu lăn lăn trong đó, giọt nào cũng đầy đặn, không chút tì vết, cực kỳ hoàn mỹ, ẩn chứa màu sâu thẳm như đang phản chiếu hư không, tỏa ra khí tức cổ xưa tăng thương, tác động mạnh tới kết cấu của trời đất xung quanh. Từ những gì nhìn thấy ở phủ tang cổ thụ và cảm ngộ nhiều năm về hạo thiên kính, mạnh kỳ khẳng định máu này chính là của hạo thiên thượng đế, kẻ từng là chúa tể của chư thiên, hoàng giả thời thái cổ, uy danh lưu truyền tới tận kỷ nguyên này, trên địa cầu vẫn còn thờ phụng là chiến tướng lừng danh dưới trướng của hạo thiên thượng đế cổ thần cửu phượng lại đi gom nhặt từng giọt máu của ông ta sau khi ông ta vẫn lạc là muốn dựng dục muốn làm ông ta sống lại hay sao hay là định mượn gà đẻ trứng dùng ngoại lực kết ra máu đối ứng với đạo quả hư ảo sau đó luyện hóa hấp thu bước lên bỉ ngạn mạnh kỳ suy nghĩ lung tung đột nhiên nhớ ra một thứ nghĩ ra là làm hắn vung tay bắn ra một quả huyết đào yêu dị hình như nó đang ngủ say nên được đánh thức nó mờ mịt quay quay ngơ ngác cái thứ này là từ bàn đào viên, lớn lên trong đầu thọ tinh, được tiểu tang gọi là tà vật thời thái cổ lưu lại, không biết nhìn thấy máu của hoàng giả thái cổ hạo thiên thượng đế, nó sẽ phản ứng thế nào? Huyết đào yêu dị quay được nửa vòng thì khựng lại, những sợi máu bên trong thịt quả đột ngột phình lên, lùi hẳn ra ngoài, một làn khí tức tà dị cổ xưa mà mạnh mẽ tỏa ra. Không gian trong tĩnh phòng tối sầm, dòng sông thời gian hư ảo tự hiện lên, vừa như thời gian đang nhanh chóng trôi qua, lại như quá khứ đang không ngừng tái hiện, thời gian trở nên hỗn loạn, đầy phẫn nộ hạo thiên một giọng nói hư ảo mà uy nghiêm như từ đầu nguồn của dòng sông thời gian hư ảo vọng tới ngọn nguồn ngoài truyền đến trong giọng nói tràn ngập căm hận và nghiến răng nó không có linh tính và sự sinh động như một tiếng vang được khắc trong trời đất xuyên qua kỷ nguyên mà không tan biến mạnh kỳ nhuyến mày phản ứng của huyết đào yêu dị dẫn tới dị biến đã vượt ra khỏi dự đoán của hắn trong đầu hắn hiện ra rất nhiều suy nghĩ sau đó thống nhất lại một cái tên đông hoàng thái nhất một hoàng giả thái cổ đã vẫn lạc trong tay Hạo Thiên Thượng Đế. Một trong bao hoàng giả thái cổ tiếng tăm đến nay vẫn được lưu truyền. Thái cổ Tam Hoàng lấy Hạo Thiên Thượng Đế cầm đầu, tiếp theo là Đông Hoàng Thái Nhất, cuối cùng là Phục Hoàng, chính là danh hiệu bắt trước theo tên tuổi của Thượng Cổ Ngũ Đế mà sắp ra. Mạnh Kỳ nhìn quả đào chăm chú, quả đào run run bay lên tay hắn, vòng quanh những giọt máu của Hạo Thiên Thượng Đế, vẻ đang nghiến răng phẫn hận, muốn nuốt chửng đối phương, nhưng hình như nó chỉ hấp thu được những vật có liên quan tới tuổi thọ không làm gì được loại máu không có sinh cơ này. Tuổi thọ là một phần quy tắc của trời đất, là một mặt của đại đạo về khía cạnh thời gian. Thời thượng cổ thần thoại, thiên đế tuy lấy quang âm thành đạo, làm hao tổn địch nhân, khiến người ta già đi, nhưng ông không phải là người duy nhất làm được điều này. Sự ảnh hưởng tới tuổi thọ của bàn đào viên thuộc về Kim Hoàng Tây Vương Mẫu, trong khi trong thời thái cổ hồng hoang, người nổi tiếng nhất về thời gian chi đạo lại chính là Đông Hoàng Thái nhất. Tiểu đào tử trốn trong đầu thọ tinh, dùng chất dinh dưỡng từ thi thể ông và bàn đào viên mà trưởng thành, có thể hấp thu tuổi thọ, thích những vật có khả năng kéo dài tuổi thọ vật này thực là yêu dị. Nhìn thấy máu của hạo thiên thượng đế không ngờ lại có phản ứng lớn tới như vậy, dẫn tới tiếng giống khắc trong trời đất, làm thời gian hỗn loạn. Kết hợp tất cả lại, mạnh kỳ có thể nhất định nói nhất định có liên quan tới đông hoàng thái nhất. Linh tính chỉ bước đầu, món đồ thuộc về thần binh pháp bảo này. Chẳng lẽ trong thời thượng cổ, ngoài thái cổ yêu thần cửu đầu trùng còn có người khác đi gom máu? di thể hoặc những thứ tương tự của Đông Hoàng Thái Nhất, muốn nhờ thời cơ khi thiên đình rơi xuống tạo ra kiếp số, dùng thọ tinh và bàn đào viên làm Đông Hoàng sống lại. Hay là dựng dục kết ra đạo quả đối ứng. Đạo quả, đào tử coi như là quả thực, có thể cảm ứng được những vật gần đạo và tiên giới cửu u như đại đạo tri thụ. Mạnh kỳ nheo mắt, ngắm nghĩa quả đào đang nhảy nhót trong lòng bàn tay. Có khi nào nó là một đạo quả hư ảo chưa hoàn toàn thành thục, hoặc chưa hoàn thiện hay không? Chính là đạo quả hư ảo đối ứng với Đông Hoàng Thái Nhất và không biết vì sao lại có mấy phần linh tính mạnh kỳ thở một hơi dài khẽ nói quả nhiên là mặt kiếp dây dưa nhân quả từ thời thái cổ cũng có thể kéo dài tới bây giờ cẩn thận nghiên cứu và vuốt ve quả đào một hồi tạm thời không có thu hoạch gì mạnh kỳ lại cất nó vào trong tay trái tẩm thần thức vào một giọt máu của hạo thiên thượng đế cảm ngộ nó đồng thời vận chuyển chư quả chi nhân và biến thiên kích địa đại pháp muốn kích thích kêu gọi những mảnh vỡ ký ức còn tàn lưu của hạo thiên thượng đế một vùng tối đen chỉ có tan biến vô biên và thời gian tuế nguyệt phủ đầy bụi xem ra chưa chạm được tới huyền bí của quá khứ không đánh thức được ký ức tàn lưu trong huyết mạch mạnh kỳ thở dài hấp thu một giọt máu vào trong khiếu huyệt tay trái số còn lại dùng hỗn độn thanh liên tử bao lấy nuôi dưỡng xem xem có nuôi ra được cái gì không tóm lại dựa trên thôi diễn và dự cảm chư quả chi nhân của bản thân kết quả hẳn không phải là hạo thiên thượng đế rốt cuộc là ai bỏ huyết đào yêu dị vào trong óc thọ tinh mạnh kỳ thở dài không suy nghĩ nữa, tập trung vào việc luyện hóa máu. Hà mộ ngồi trong phòng, lòng còn ngơ ngác. Mình về đến Ngọc Hư Cung bằng kiểu nào vậy? Không phải cửu phượng di phủ bị nổ tan à? Hắn chớp mắt, giật mình, kính sợ nhìn tĩnh thất của sư phụ, trong lòng đã có suy đoán. Việc ngăn cách thỉnh thần hàng lâm rồi vụ nổ bất ngờ kia, hẳn không phải là ngẫu nhiên và ngay đúng lúc như vậy. Sư phụ, quả nhiên đã nắm được thiên cơ, đã sớm sắp xếp sẵn. Hắn bỗng nghe thấy một tiếng gọi rè rặt, nguyệt lạc tiên sinh. Nguyệt Lạc Tiên Sinh, Cửu Ly, cô ấy là sao tìm được tới đây vậy? Hà Mộ kinh hãi, sau đó phát hiện ra giọng nói kia là vọng ra từ giọt máu cổ hắn dung hợp được, bèn tập trung linh thức truyền vào, dùng cách thức của vạn giới thông thức phù thử trả lời lại, "Cửu Ly cô nương, chuyện gì thế? Ngươi quả nhiên cũng dung hợp được máu của Hạo Thiên Thượng Đế." Tiếng Cửu Ly có ý cười. Hà Mộ kinh ngạc, "Máu của Hạo Thiên Thượng Đế?" "Ừ, mẫu thân ta nói giọt máu cổ xưa đó là máu của Thái Cổ." Hoàng gia Hạo Thiên Thượng Đế tàn lưu lại sau khi vẫn lạc, được Cửu Đầu Đại Thánh gom lại được một ít, vì đại đạo đối ứng của nó bao gồm cả hư không, nên những giọt máu có một mối liên hệ đương nhiên, chúng ta có thể nhờ việc dung hợp máu đó mà liên lạc với nhau lúc nào cũng được, dù cách nhau bao xa." Cửu Ly vui vẻ giải thích. Hà Mộ giờ mới hiểu ra, hiểu được cơ duyên lần này mình lấy được đúng là không phải nhỏ, không nén được mỉm cười, thuận miệng nói, "Thì ra là vậy, các ngươi đều vẫn khỏe chứ? Đây chính là một hình thức vạn giới thông thức phù khác." chúng ta đều đã về nhà mình, người ngoài không ai biết chuyện dung hợp máu, mọi chuyện đều rất bình thường, còn ngươi?" Cửu Ly thân thiết hỏi. "Đã trở lại Côn Luân Sơn Ngọc Hư cung." Hà Mộ đương nhiên sẽ không trả lời như vậy, trầm ngâm một lúc, nói, "Tại hạ không có xuất thân, sợ bị Bắc Cực tiểu thánh và hai vị yêu thần đã biết chuyện nhằm vào, muốn bắt ta luyện huyết, nên thừa lúc vụ nổ mà bắn mình đi xa, độn vào nhân gian giới, ẩn nấp vào trong thế tục, ở đây có nhân hoàng bảo vệ, không sợ bọn họ tìm tới, chờ ta luyện hóa hoàn toàn." cảnh giới đột phá, sẽ trở về tinh vực. Cửu ly ừ, cách này vậy lại hay. Ta chắc chắn mẫu thân ta không muốn lấy của ngươi, nhưng không dám chắc bắc cực tiểu thánh và hai vị yêu thần kia. Cô bật cười, nếu ngươi đã tới nhân gian giới, vậy nhất định phải giúp chúng ta có thêm kiến thức, để chúng ta biết cái thế giới nghe nói rất là tươi đẹp đó. Hai bên nói nói cười cười, câu chuyện chuyển sang bàn về phong thổ nhân gian giới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lưu Dương ở gần Nam Hoang, ngày mùa hè trời nắng nóng là thời điểm khó ở nhất. Đi bên ngoài chẳng khác gì nhốt mình vào trong một cái lồng hấp, lúc nào cũng có khí nóng cuồn cuộn lượn lờ quanh người, khiến người ta dễ có cảm giác mình sắp bị luộc chín. Một vị khách được thị nữ dẫn vào một tòa nhà, lập tức cảm nhận được có một luồng khí lạnh phả thẳng vào mình, như gió xuân phất vào mặt, thật là vô cùng sảng khoái sung sướng. Dương mắt nhìn lên, cây xanh râm mát, sóng ngợn đông đưa, giữa cảnh cây nước sinh tươi là những tòa tiểu lâu điểm xuyết, bố cục tinh tế rất có cảm giác trên ứng tinh tú dưới hợp địa mạch chỗ tốt bố trí hay vị khách vuốt tròng dâu ngắn không kìm lòng được cao giọng khen với thực lực ngoại cảnh của y đương nhiên không khó nhìn ra trong lâm viên xinh đẹp này có ẩn chứa một cái cấm pháp đại trận rất là khủng bố ai ở trong này quả là an tâm thị nữ xinh đẹp mỉm cười nơi này là một địa điểm lừng danh của lư dương gọi là trĩ dương viên vốn là sản nghiệp tổ tiên của tống thị sau các chi mạch ồn ào đòi chia nhà bị rơi vào tay một nhánh không trực hệ đã không còn lại còn cờ bạc háo sắc Cuối cùng bán cho chủ tử nhà ta Chuyên dùng để tiếp đái quý khách Chỉ dương viên Tống thị vị khách ngẩn người Ngập ngừng Thật là Lư Dương Tống thị Là Lư Dương Tống thị từng có pháp thân Có mấy vị tể tướng thời tiền triều Thị nữ mỉm cười gật đầu Đúng là Lư Dương Tống thị đó Năm ấy là một trong 14 thế gia Vị khách lắc đầu khẽ than Đưa mắt nhìn ra xa Cảm khái Không ngờ lại có ngày ta được tới thăm và ngủ tại Chỉ Dương Viên của Lư Dương Tống thị nếu còn ở thời tiền triều, e là muốn tới gần nơi này cũng không được. Không hổ là thế gia hàng đầu năm xưa, chỉ một tòa lâm viên, cũng đủ chứng minh khí thế khi cường thịnh. Vị khách nói với thị nữ, chủ tử của ngươi quả là bất phàm, lại còn vô cùng có thành ý. Đôi mắt y lưu luyến quét qua cảnh đẹp xung quanh, trong lòng trăm vị tạp trần. Một kẻ xuất thân bần hàn, nhờ có nhân hoàng trị thế, ma đế truyền pháp mới có cơ hội được trở thành ngoại cảnh như y, được hưởng thụ một lần cái khí thế của thế gia đứng đầu năm đó, quả thực là vô cùng hạnh phúc. Thời tiền triều, y còn tuổi trẻ khí thịnh, trong người đầy ảo tưởng, thế nhưng chưa từng có hy vọng xa vời được nghênh ngang đi lại, ngủ nghê ở một nơi như Lưu Dương Tống Thị Trĩ Dương Viên. Lúc đó ai dám nghĩ sẽ có hôm nay. Bên ngoài Trĩ Dương Viên, một cỗ xe ngựa dừng lại. Trên thân xe có đồ án một đao một kiếm giao nhau, là dấu hiệu của Lưu Dương Tống Thị. Mành cửa sổ xe khép hở, một gương mặt bình tĩnh hẳn nếp nhăn nhìn vào Lâm Viên, mái đầu đã bạc, khí chất đã già yếu, tinh quang trong mắt ẩn sâu. Đánh xe im lặng chờ đợi, không nói gì, lão gia của gã chính là đại gia chủ của Lưu Dương Tống. Thị, lần nào đi ngang qua nơi này cũng đều cho dừng lại nhìn một lúc, như muốn nhớ lại cái thời hoàng kim cường thịnh của gia tộc. Đi thôi, đi vô ưu lâu. Tống toàn lược quay đầu vào, nhắm mắt lại, giọng như thở dài. Sa phu ngẩn người, lão gia lại đi vô ưu lâu, lão phu nhân sẽ cổ trách. Không đi vô ưu lâu, còn đi đâu được nữa, tống toàn lực cười khổ tựa vào ghế dựa mềm sa phu không dám nói gì thêm chở tống toàn lực xuyên phố qua hẻm đi tới bờ sông đầy thuyền hoa dừng trước một cái tiểu lâu trang nhã tống toàn lực ngựa quen đường cũ thường tới nơi này uống vô ưu tửu nổi tiếng thiên hạ chỉ định một ca kỹ xinh đẹp giỏi đàn hát giọng hát thấp cũng hay hát cao cũng giỏi theo quy củ cũ tống toàn lực khẽ gật đầu với ca kỹ đi tới ghế nằm ngồi xuống tự châm trà tự uống ca kỹ cũng đã quen ngồi xuống khẽ gầy tỳ bà nhẹ nhàng mà hát giọng hát du dương tống toàn lực trầm mặc uống rượu đến khi cảm thấy đã say sách bầu rượu đứng dậy đi tới bên cửa sổ chỉ vào dãy núi nhấp nhô đối diện bên kia sông ngươi có biết chỗ đó không đó từng là sản nghiệp tổ tiên của lư dương tống thị ta diện tích trăm dặm khoáng vật linh thảo đều là của chúng ta ca kỹ như không nghe không thấy vẫn tiếp tục đánh đàn ca hát tống toàn Lược không để ý cũng chẳng cần chờ đáp lại nốc một ngụm rượu từng đúng vậy chỉ từng Năm đó Lư Dương Tống Thị Ta khí nuốt Nam Quốc, nổi tiếng thiên hạ, được xếp vào hàng ngũ 14 thế gia hàng đầu, đời nào cũng có thành viên trong chính sự đường, cùng thần đô triệu thị trị thiên hạ, đệ tử mà trong nhà coi trọng thì dù có tội lớn, cũng được miễn nhập hình. Nam Châu các nơi, bao nhiêu tài nguyên khoáng sản phúc địa đều thuộc về gia tộc ta, bao nhiêu cường giả cao thủ đều phải nghe lệnh, tổ trạch ở Lư Dương ai cũng phải nể mặt. Ta chính là sinh ra trong hoàn cảnh đó, gia cảnh đang thời phồn thịnh, tâm cao khí ngạo đến mức cực điểm mặc dù ở quỳnh hoa yến bị cuồng đao tô mạnh đánh bại làm mình tỉnh ngộ tiến thêm một bước trên con đường võ đạo nhưng cũng vẫn không bỏ việc khoe khoang thân phận coi thường đám cường giả bình thường trong thiên hạ mở khiếu mà đi lịch lãm cũng rất oai phong y cứ liên miên mà nói một mình ca kỹ thì cứ tiếp tục đàn hát nhưng bài hát dần chuyển thành bi vô cùng hòa hợp với tâm trạng của tống toàn lược khi đó ta có danh hiệu là thi đao từ kiếm ta rất là thích rất là đắc chí sau đó một đường thuận buồm xuôi gió mở cửu khiếu thiên nhân giao cảm, nửa bước ngoại cảnh, tấn chức lên hàng ngũ nhất lưu, qua mặt biết bao kẻ thế gia cùng thế hệ, càng miễn bàn tới đám giang hồ nhân sĩ tầm thường. Tống toàn lực nâng chén rượu, nhìn ra ngọn núi xa, trong lòng không ngừng nhớ lại cảnh huy hoàng trước kia, đến khi nhân hoàng lâm thế, cả nước quy thuận triệu thị, sự tốt đẹp ấy vẫn còn đang kéo dài. Ma đế truyền công pháp cho khắp thiên hạ, khiến ai cũng có cơ hội tu luyện công pháp cao dài. Các đại thế gia và môn phái cũng nhờ vậy mà được ăn ké, lĩnh ngộ được rất nhiều tuyệt học hoàn thiện căn cơ gia truyền, môn hạ đệ tử tu luyện càng thêm mạnh mẽ. Dù có nhiều người đắm chìm vào trong thế giới vạn giới thông thức, nhưng những kẻ giỏi lên nhờ cái thứ ấy cũng nhiều lên. Giọng tống toàn lược có chút mê mang, chuyện ngày hôm nay thực ra đã bắt đầu xuất hiện điểm báo từ lúc nào vậy chứ? Ừ, hẳn là từ lúc nhân hoàng chú tạo phong thiên đài, để sắc phong thổ địa sơn thần các nơi, thành hoàng thiên tướng, khi triều đình bắt đầu có thêm thần đạo giám sát và phù hộ, ngừng đầu ba thước có thần minh không còn là hư ngôn nữa. Tuy rằng phong thiên đài chưa được hoàn công, không chỉ bốn tầng trên cùng bị tổn hại, ba tầng giữa cũng bị ảnh hưởng, khiến việc nhân hoàng sắc phong những thần linh từ cấp pháp thân, trở lên như tiên công tiên bá, tinh quan thiên sư không thành công, nhưng mỗi tòa thành lớn đều có thành hoàng cấp đại tông sư, chấn thủ cũng đã đủ làm người ta kinh sợ, cũng khiến tầm quan trọng của các thế gia môn phái không có pháp thân, chỉ có thần binh chấn áp khí vận bị giảm xuống mạnh. Cho đến khi nhân hoàng tự chứng truyền thuyết, có được đặc thù không chỗ không ở, thì những thế gia môn phái đứng đầu của ngày xưa như chúng ta ở trong mắt ông ấy đã trở thành thần dân bình thường, bị đoạt đi quyền thừa kế thức vị, không còn được giữ chức đứng đầu tại các châu thành, chính sự đứng mất đi sự huy hoàng, quan lại trong triều đều phải xuất từ văn cử và võ cử, không có ngoại lệ chức vị thần linh thành hoàng thổ địa đều chỉ để sắc phong, cho người có công. Rồi thì các thế gia môn phái đều phải trình báo sản nghiệp, không được giấu giếm, nộp thuế nộp phí, cuối cùng là quan lại triều đình và mật thám lục phiến. Môn suối các chi mạch của các nhà vùng lên làm loạn Đòi chia nhà Có thần đạo giám sát ở trên đầu Những trò âm độc đâu ai dám dùng Đành phải trơ mắt nhìn những kẻ tham lam Lòng lang dạ sói xẻ nát ra sản tổ tiên Như dãy núi đầy tài nguyên khoáng sản kia Như chỉ dương Viên Giọng tống toàn lược trở nên thê lương Phụ thân ta Thượng thư hữu phó xạ của đại tấn năm xưa Chính là vì không thể làm gì trong tình cảnh đó mà lửa giận đốt tâm Buồn bực mà chết Ta vẫn luôn suy nghĩ nếu ta có được thiên tư và sự khắc khổ của cuồng đao tô mạnh, không, là nguyên hoàng tiên tôn hiện giờ, sớm ngày chứng được pháp thân, đặt chân lên địa tiên, thành tựu thiên tiên, thì hẳn đã tránh được việc này. Sách đến lúc dùng mới hận ít, lực đến lúc vận mới thấy yếu. Hẳn là đã tránh thoát được. Tống toàn lực ngồi bệt xuống, ôm đầu, một người già tóc đã trắng xóa mà như một đứa bé con bất lực, thì thào tự nói, nước mắt giàn ruộng, hẳn là đã tránh thoát được rồi. Lời hát của ca kỹ vừa chậm, vừa trầm, vừa thấy đãi tiệc tân khách, đã thấy cả nhà sụp đổ. Này rêu xanh ngói xanh đó, ta từng ngủ giấc phong lưu, nhìn 50 năm hưng vong đó. Khi ô y hạng không còn họ vương, mặc sầu hồ quỷ khóc đêm, phượng hoàng đài chim kêu loạn. Giấc mộng đã tàn, cảnh cũ đã không còn, quả thực là không sao tin được. Tìm một bài ai giang nam, đau sầu hát đến khi già. Bài hát này xuất phát từ vạn giới thông thức, chẳng biết tác giả là ai rất nhiều điển cố chẳng còn ai biết nổi nhưng sự bi thương tang thương này khi phù hoa đã tan hết dưới ánh trăng lại vẫn còn nguyên bao năm không thay đổi những người đã trải qua sự thay đổi của triều đại mà cuộc đời dần không còn được như ý nảy ra cảm giác đồng bệnh tương liên vì thế mới lưu truyền nó ra rộng rãi vừa thấy đãi tiệc tân khách đã thấy cả nhà sụp đổ tống toàn lực nghẹn ngào hát theo đau thương và sầu khổ cửa phòng bỗng bị đẩy ra một tiếng cười ha hả vọng vào thế ra chúng ta dù lạc đà gầy cũng còn hơn ngựa béo lưu dương tống thì còn giữ được rất nhiều sản nghiệp kia mà đâu phải là không còn khả năng lật lại hơn nữa môn hạ đệ tử cũng xuất chúng sau này dù đi theo võ cử hay là văn cử thì cũng đều có đường ra tống huynh cần gì phải suy sụp tinh thần tống toàn lược nhìn qua ngạc nhiên trương nguyên lễ người tới chính là một bạn tốt kết được hồi còn trẻ lũng nam trương thị trương nguyên lễ đến nay vì phụ thân vẫn còn sống nên vẫn chưa trở thành gia chủ trương nguyên lễ nhìn vẫn là dáng vẻ trung niên ha ha cười tống huynh à cái thế đạo này không do người, trời đất không đổi thì mình phải đổi. Quân không thấy Chu quận Vương Thị đang toàn lực triển khai khôi phục lại sự nghiệp, lấy Vương Tái làm tổng chỉ huy, chuyên chú đi theo con đường thương nghiệp, muốn lấy lại sự hiển hách khi xưa sao. Vương Tái huynh tích lũy đã nhiều năm, một thân hạo nhiên chi khí thiên kinh địa động quỷ thần, chứng đạo pháp thân chỉ chuyện sớm hay muộn, vì sao phải lo chuyện thế tục, không e làm ảnh hưởng tu hành sao. Tống toàn lực ngồi thẳng người lên, trở lại vẻ bình tĩnh thường ngày, nghiêng đầu nhìn ca kỹ một cái cô gái hiểu ý rời khỏi phòng đóng cửa lại trương nguyên lễ gỡ bao tay băng thiền ti nhàn nhã để nó lên bàn tự rót cho mình một chén rượu cười vương ra truyền thừa từ nhân thánh đi giáo hóa tế thế mới là chính nghiệp lúc trước chính sự đường và triều đình là do các thế gia chúng ta nắm giữ dân thường hầu như không hề có cơ hội cho nên hờ hững với việc đọc việc học chẳng hề quan tâm nhưng bây giờ thế sự đã thay đổi nhân hoàng trị thế văn cử và võ cử đều được coi trọng cũng chính là cho vương ra cơ hội, vương tái làm tổng sơn trưởng, đương nhiên cũng thu được nhiều chỗ tốt cho việc tu hành hạo nhiên chi khí. Hơn nữa nghe nói còn có thể sưu tập luyện hóa thử đạo đức, chi khí và thánh nhân chi đức, đặt căn cơ cho pháp thân. Y mãi mà vẫn chưa bước qua được nấc thang trời thứ ba để trở thành đại tông sư, vũ ngoại viêm dương thiên đầy mình vẫn chưa thể dương cực âm sinh, giao tề điều hòa, nên cứ luôn phải đeo bao tay do băng thiền ti ngàn năm, và nhiều thiên tài địa bảo khác chế thành để trung hòa viêm dương chi khí trong người khỏi bị tẩu hỏa nhập ma tống toàn lược nghe mà ngẩn ra một hồi trương nguyên lễ ngồi xuống đối diện uống cạn chén rượu thở dài cái thời nhân bảng quần tinh hội tụ đó vương tái huynh tuy rằng tiến vào người hạng đầu nhưng luận về thiên tư kỳ ngộ thì kém xa mấy người nguyên hoàng ma đế thái thượng thần kiếm không ngờ hắn cũng đã sắp siêu thoát phàm tục đứng dậy hàng tiên ban hắc tống huynh à ai hay gọi huynh là toàn lược cho thoải mái đi ha huynh đó quá là tâm cao khí ngạo, cứ trầm mê với quá khứ huy hoàng của Tống Thị, chỉ một lòng muốn chứng đạo pháp thân, trùng chấn gia tộc nên lúc nào cũng đầy tự trách, thấy cảnh lại sinh tình, tự làm mình thất thố. E là ngay cả tâm ma cũng đã có rồi phải không? Trương Nguyên lễ ngoài cuộc tỉnh táo, nghiêm túc khuyên. Huynh nhìn ta đi, chấp nhận hiện thực từ sớm, rằng lũng nam Trương Thị giờ chỉ là một thế gia bình thường mà thôi, nên rất thoải mái giúp phụ thân tận dụng tích lũy bao năm của gia tộc để phát triển thành nguồn lực hiện có trong vạn giới thông thức mở ra một đống cửa hàng xem như cũng đạt được thành tựu vào một khía cạnh khác sống trên đời là phải thanh có sắc có tư có vị huynh xem giờ ta đứng cạnh huynh có khác gì giống người của hai thế hệ khác nhau hay không tống toàn lược bị trương nguyên lễ nói chúng tâm sự nét mặt hơi vạn vẹo vẻ thống khổ nhưng mà nhưng mà nhưng mà cái gì nhân hoàng đã là truyền thuyết qua mấy tháng nữa thanh đế ban xuống phong thần bảng là có thể hoàn thành sự nghiệp to lớn nhân đạo thống thiên tới lúc đó cấp tinh chủ lôi thần có thể sắc phong thì chưa biết nhưng ít nhất tinh quân chân quân là rõ ràng đã có thể làm được số lượng truyền thuyết của đại chu sẽ tăng vọt dù huynh có chứng được pháp thân bất quá chỉ nhân tiên vậy làm được gì không có thể khiến tống thị trở lại thành thành viên chính sự đường như lúc trước không có quyền lực địa vị gì đối với đại sự thiên hạ hay không trương nguyên lễ không chút khách khí tạt cho một chậu nước lạnh tống toàn lược nghe mà sắc mặt lúc xanh lúc trắng hơn nửa ngày mới nói, thanh đế không phải còn chưa ban xuống phong thần bảng, không chừng sẽ xảy ra biến cố gì thì sao? Biến cố? Đại nhân vật bỉ ngạn, duy nhất đang hiện hữu trong cả chư thiên vạn giới hiện giờ tự mình ra tay, có thể xảy ra biến cố được không? Trương Nguyên lễ hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói. Toàn lược, mấy nhà mấy phái chúng ta đã bỏ lỡ giai đoạn thời đại tốt nhất, lúc đó cả tộc không ai chứng được pháp thân, nên hôm nay đã bị người ta bỏ lại sau lưng xa lắc, không thể nào phục hồi như cũ được nữa, không thể dựa vào một mình huynh mà có thể đuổi theo được đâu. Chuyện thế này là phải được cả gia tộc đồng tâm hiệp lực, hết đời này tới đời kia không ngừng tích cực tích lũy, may ra mới có cơ hội. Tống toàn lực nghiêm mặt, trầm giọng hỏi, nguyên lễ, lời ấy ý gì, nên làm như thế nào? Rượu trong chén trên tay trương nguyên lễ réo lên ủng ục, không ngờ đã bị nấu sôi, nét mặt trịnh trọng nói, buông bỏ kiêu ngạo chấp nhận hiện thực, theo quy củ của nhân hoàng mà mạnh mẽ tiến lên. Tất cả những đệ tử nào trong nhà có khả năng võ đạo, thì đều cho đi tham gia võ cử. Những ai giỏi làm việc vật thì cho chuyên tâm vào văn cử. Sau đó từ những kẻ còn lại chọn lựa ra hiển tài, kinh doanh gia nghiệp, chấm dứt chuyện miệng ăn núi lở. Như thế sau nhiều đời tích lũy, Lưu Dương Tống thị sẽ lại sinh ra nhân mạch, tương lai nhất định sẽ có một ngày xuất hiện một đệ tử kiệt xuất có địa vị cao, lập nên công lớn, được phong chức thổ địa thành hoàng gì đó. Chỉ cần không ngừng kiên trì, ra phong không ngã, thì nhất định sẽ có đệ tử tự chứng truyền thuyết hoặc được phong tinh quân, giúp Tống gia tái hiện lại sự huy hoàng so với những kẻ xuất thân bình phàm, thế gia bình thường, tiểu môn tiểu phái, chúng ta có ưu việt là có thần binh chấn áp, có trưởng bối đầy kinh nghiệm, lịch duyệt, có nhiều tài nguyên, thiên tài địa bảo, có nhiều vườn thuốc, đất đai, còn sợ không tranh nổi với bọn họ hay sao? Ngoại lệ nhất định sẽ có, nhưng tổng thể đại thế sẽ không thay đổi. Tống toàn lược nhìn Trương Nguyên lễ đến mức xuất thần, hồi lâu mới lắc đầu cười khổ, ba ngày không gặp phải nhìn bằng con mắt khác. Trước nay ta vẫn luôn tự phụ, trong lòng hơi có chút khinh thường ngươi, không ngờ ngươi lại sáng suốt tinh mắt thấu hiểu hơn ta kiên định hơn ta hắc hắc cái đạo lý này nói ra thì rất dễ chúng ta với bao đời huy hoàng nên ai cũng bị quá khứ đó che khuất mắt không nhìn thấy được sự thật ở ngay hiện tại ta cũng là nhờ gặp được vương tư viễn vương huynh được huynh ấy đề điểm mấy câu mới mở mắt ra được đi khuyên gia phụ trương nguyên lễ cười tủm tỉm vương tư viễn vương huynh tống toàn lược ngạc nhiên mở miệng trương nguyên lễ gật đầu ừ tính tẫn thương sinh vương tư viễn khiến Giang Đông Vương thị suy tàn đó quả thực không biết nên gọi là thiên tài hay là tên điên nữa. Hắn sau khi chứng đạo pháp thân đã biến mất khỏi thế gian, không ngờ vẫn còn sống. Tống Toàn Lược không nhịn được cảm thán. Trương Nguyên Lễ khẽ nhíu mày, lúc ta gặp hắn, trừ cái vẻ bệnh hoạn như cũ, thì còn lại đều rất tốt. Lúc chúng ta chia tay, hắn nói là muốn đi làm một chuyện điên cuồng, nếu thất bại, sẽ thân tử đạo tiêu, nếu thành công, sẽ có thể chân chính trở thành tính tẫn thương sinh. Sau đó thì sao, Tống Toàn Lược tò mò hỏi. Trương Nguyên Lễ lắc đầu, sau này không gặp lại hắn nữa, cũng không nghe nói gì tới hắn. Tống Toàn Lược trầm mặc một lúc, cười, khoái mắt hẳn nếp nhăn. Ngươi từ lũng nam xa xôi tự tới đây chứ không dùng vạn giới thông thức phù trao đổi, e là không có chuyện không đăng tam bảo điện đúng không? Ha ha, một vụ làm ăn thôi. Trương Nguyên Lễ cười to nói, ta cũng không dám lừa gạt huynh, ta không cản nổi hậu thổ sinh tử kiếm và hậu đức tái vật đao. Sắc mặt y trở nên nghiêm chính, Cửu Diệp Phản Dương Thảo chỉ sinh trưởng ở gần Nam Hoang Nam Châu và Hoàn Châu, là tài liệu để luyện chế đan dược tăng tuổi thọ. Nam Châu chi hóa thì do Lư Dương Tống thị nhà huynh cầm, giữ, Hoàn Châu thì qua mấy năm nay biến động, bây giờ thuộc về ấp thành đường ra, bọn họ không muốn tranh giành vô vị với nhà của toàn lược huynh, lại vừa vặn có một vụ làm ăn với nhà ta, nên mới nhờ tiểu đệ tới đây làm thuyết khách, hy vọng mọi người lấy Cửu Diệp Phản Dương Thảo và đan dược về tuổi thọ ra, cùng lập nên một hiệu buôn, lấy nhà huynh làm chủ. Đương nhiên, nhà ta cũng muốn được tham gia một phần tống toàn lược trầm ngâm một lúc nói ấp thành đường gia ta chưa từng nghe sau lưng là nhà ai phái nào à chu quận vương thị và hoán hoa kiếm phái đều khá quan tâm tới ấp thành đường gia trương nguyên lễ thản nhiên nói thẳng tống toàn lược nghĩ nghĩ nói vậy mời người của đường ra vào đi trực tiếp nói chuyện với nhau trương nguyên lễ cười đứng dậy đi ra một lát sau cùng một mỹ phụ cung trang đi vào vị này là gia chủ đường ra đường minh nguyệt đường tiên tử Trương Nguyên lễ giới thiệu. Đường Minh Nguyệt mang dáng vẻ thời thiếu nữ, mắt ngọc mày ngài, nhưng có thêm sự thành thục và thanh lịch đã được tích lũy qua năm tháng, nếp nhăn khóe mắt nhỏ xíu khiến bà còn có thêm một vẻ phong vận khó tả. Bà hành lễ, xin chào Tống gia chủ. Tống toàn lược chăm chú nhìn bà, cảm khái, ấp thành đường ra trước nay không hề có tiếng tăm gì, danh tiếng không vượt ra khỏi Hoàn Châu, không ngờ vào tay đường tiên tử lại phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ như vậy, Tống mỗ thật là bội phục. Lời này quả thực là lời xuất phát từ tận đáy lòng, vô cùng chân thật, khiến đường minh nguyệt nhất thời xúc động, trăm vị tạp trần. Lúc bà tiếp quản đường ra, đâu chỉ danh không ra được khỏi Hoàn Châu, mà ra khỏi Chu quận đã là chẳng có mấy ai biết tới. Nhiều năm khổ sở, sau đó gặp được thời vận tốt, lúc trước khi đạt tới ngoại cảnh, ma đế đã cho lưu truyền tinh hỏa khắp nơi, giúp bà được tu luyện công pháp tuyệt thế, thuận lợi đột phá tới ngoại cảnh, tới khi thế lực cần khuếch trương, lại vô tình có duyên được hai con quái vật lớn của hoàn châu là chu quận vương thị và hoán hoa kiếm phái giúp đỡ đặt thành gia nghiệp sau khi nhân hoàng thiết lập phong thiên đài thần đạo giám sát khắp nơi quy củ mới của đại chu khiến đám gia tộc môn phái quyền thế không dám dở trò thâm độc gia tộc bà cũng được thoát khỏi nhiều lần nguy hiểm mấy chục năm nay bà vì đường ra mà mất biết bao công sức vất vả vô cùng chẳng mấy ai hay đến hôm nay hai đứa con gái đều đã giỏi giang chuyện nhà mỹ mãn vậy mà vẫn cứ nửa đêm là bị giật mình mà tỉnh đương nhiên đường ra thật sự hưng thịnh là từ khi huynh trưởng của bà trở về nhưng sau đó huynh ấy lại rời đi rồi hoàn toàn biến mất khỏi nhân gian cứ như chưa bao giờ xuất hiện bà đã cho tìm mấy chục năm cuối cùng cũng đành buông tay trong lòng hiểu thêm một cái đạo lý có những chuyện sẽ vĩnh viễn không bao giờ có kết cục có những mối nghi hoặc khó hiểu sẽ vĩnh viễn không bao giờ có được câu trả lời đường minh nguyệt ngồi xuống nghiêm chỉnh thảo luận với tống toàn lược về chuyện cửu diệp phản dương thảo thiên hạ thay đổi, đại thế đã thay, có gia tộc chìm xuống, đương nhiên cũng sẽ có gia tộc quật khởi. Như thần Đô Tô Thị, Cố Trường Thanh là một trong 36 thần bộ của đại chu lục phiến môn hiện thời, quyền cao chức trọng, bản thân cũng đã là nửa bước nhiều năm, có bối cảnh thâm hậu, các bộ đầu thuộc hạ không ai dám có chút bất kính. Cố thần bộ, chào buổi sáng. Một kim trường bộ đầu thấy Cố Trường Thanh, chủ trì thần đô địa vực của lục phiến môn đi tới, vội chắp tay hành lễ. Người này ghét ác như thù, Gặp y, nhất định không được để xảy ra sai sót. Cố Trường Thanh khẽ gật đầu, mặt đầy ý cười, hôm nay cứ theo lẽ thường làm việc, có gì vô cùng thì dùng vạn giới thông thức phù liên lạc. Nói xong, y rời khỏi tổng bộ Lục Phiến môn, đi về phía Tô thị tổ trạch ở thần đô. Cố thần bộ sớm vậy đã đi ra ngoài rồi. Kim Trường Bộ đầu trợn mắt há hốc mồm. Nghe nói Tô phu nhân gần đây mới sinh con gái, thì ra là thật. Cố Trường Thanh đi vào trong phủ, y ôm lấy cô con gái xinh xinh quay qua nói chuyện linh tinh với thê tử Tô Tử Duyệt. Con trai lớn Cố Tô Đồng mới chừng 5, 6 tuổi nghiêng ngả chạy vào, nói: "Mẫu thân, mẫu thân, con có chuyện muốn hỏi." Vì để Tô Tử Duyệt vững vàng bước qua nấc thang trời thứ hai, nên chừng 10 năm nay, hai vợ chồng mới bắt đầu tính tới chuyện con cái. "Chuyện gì?" Tô Tử Duyệt cười, khẽ xoa đầu con. Cố Tô Đồng nhíu mày, "Họ cứ bảo cậu con thế này, cậu con thế kia, nhưng chẳng phải cậu vẫn luôn ở trong nhà hay sao?" Cố trường thanh nựng con gái, nghe thê tử dịu dàng trả lời con, à, ý họ là đang nói tới cậu hai của con. Đó là một đại anh hùng đỉnh thiên lập địa, tuyệt thế vô song. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Đại anh hùng đỉnh thiên lập địa, tuyệt thế vô song. Nghe lời hình dung của vợ, cố trường thanh trượt giật mình thẳng thốt, trước mắt như lại nhìn thấy cảnh hoang mạc mênh mông, cát bay đá chạy, người đó mặc bộ trang phục của Sa. Di, đối diện ngàn vạn người cũng vẫn kiên định, mạnh mẽ mà tiến tới. Chuyện cũ lật lại, rành rành trước mắt, ý khí phong phát, hiệp can nghĩa đảm, quá khứ đầy thống khổ dày vò, cừu hận tự trách không ngừng cuộn lên trong lòng cố trường thanh, để y lặng lẽ nhìn kỹ lại chúng nó. Không phải, không phải hình như, mà là xác thật, con nghe con mới sinh không biết trời cao đất rộng năm đó, rời khỏi hãn hải hoang mạc đã mấy mươi năm, nếu hắn là người bình thường, vậy thì hẳn là đã chết. Thời gian thấm thoát, bây giờ mình cũng đã già rồi. Y bây giờ, đại tông sư hàng đầu địa bảng, thần bộ chấp trưởng trung châu của lục phiến môn quyền cao chức trọng lại còn được nhân hoàng tự mình ban cho thái thượng cửu thiên chân vương sứ giả thần lục khi dùng tới sẽ lập tức được phong thiên đài sắc phong ngắn hạn được đại chu long khí gia trì đạt tới sức mạnh cấp địa tiên trong giang hồ bây giờ đã chẳng còn mấy ai là đối thủ sau này nếu võ đạo không thông nhân hoàng sẽ giúp chuyển đi thần đồ được coi trọng như vậy tuy không có ai nói thẳng nhưng trong lòng y hiểu rõ nguyên nhân chính là nhờ tiểu sa di năm đó cũng chính là cái vị đang ngồi ngay ngắn trong côn luân sơn ngọc hư cung hôm nay kia cố trường thanh còn đang chìm trong hồi ức thì vạn giới thông thức phù trên người bỗng kêu lên lích tích cố thần bộ có chuyện cần ngài cho chỉ thị tiếng kim trương bộ đầu từ trong đó vọng ra chuyện gì cố trường thanh thu liễm suy nghĩ trầm ổn hỏi có hai đệ tử chân truyền của hoán hoa kiếm phái hôm trước bên đường giết người tuy có căn do nhưng cũng phải giao cho hình bộ giải quyết hôm nay đã xác định được chỗ họ đang ở có nên tới cửa bắt người hay không dù sao họ cũng là đệ tử chân truyền của hoán hoa kiếm phái đệ tử chân truyền là thành viên trung tâm của một đại môn phái đối phó bọn họ chính là đang đối phó với cả môn phái đó hoán hoa kiếm phái ở đại tấn thanh danh hiển hách kim trương bộ đầu theo lệ cũ nên mới trần trừ tuy rằng hoán hoa kiếm phái trong thiên hạ hiện giờ không còn vị trí ghê gớm như trước nhưng tìm cách trả thù người phụ trách xử lý thì vẫn dư sức cố trường thanh trầm giọng nói quốc có quốc pháp sao có thể vì một môn quy gia cũ mà bỏ sang bên Nhân hoàng chỉ hạ, đều là vương thổ, ngay cả trưởng môn của Hoán Hoa Kiếm phái cũng còn phải tuân thủ luật pháp, huống chi chỉ hai đệ tử chân truyền. Ngươi phái người tới thẳng cửa, bắt người đem về, giao cho hình bộ, tin rằng người phụ trách Hoán Hoa Kiếm phái ở đây cũng hiểu được. Trước khi Lục Phiến Môn phát triển thành một con quái thú, Cao Lãm đã phân chia, tách thẩm vấn, thẩm phán và trông giữ phạm nhân ra thành hai nhánh riêng, đặt theo tên cũ của Lục Phiến Môn là hình bộ, thuộc hạ tuân mệnh. Kim Trương bộ đầu cung kính trả lời có được chỉ thị, dù Hoán Hoa Kiếm phái có giận, cũng không trách được nhà mình, có gì đã có Cố thần bộ gánh vác, với thực lực và bối cảnh của ngài ấy, ai dám tới tìm ngài ấy gây phiền. Cố Trường Thanh không phải không biết suy nghĩ của thuộc hạ, nhưng y là lãnh đạo, phụ trách cả Trung Châu, đương nhiên y phải là người gánh vác. Y tắt liên lạc. Thấy phu nhân Đường Tử Duyệt nhìn qua mình, thì khẽ gật đầu, chút việc nhỏ trong lục phiến môn thôi, không cần để ý. Đường Tử Duyệt cười nhẹ đáp lại, chợt nhăn mày cố ra ở phía tây báo lại có thư gửi đến muốn chàng quay về xem một cái lời nói còn chưa dứt cố trường thanh đã ngắt ngang không cần để ý tới đường tử duyệt không nói nữa cúi đầu xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cố tô đồng cười tủm tỉm phụ thân mới có được một đàn vô ưu tử trần nhưỡng trăm năm muốn chàng qua phẩm một chút tuy cô đã đổi qua họ đường nhưng ơn dưỡng dục bao năm làm sao quên được nên vẫn tôn tô ly làm cha lấy tô thị tổ trạch làm nhà mẹ đẻ thường trở về đó ở đồng thời năm nào cũng dẫn con tới thiếu lâm tự bái kiến huyền bi một lần. Cố trường thanh gật đầu, chút sao động trong lòng vừa rồi cũng chấm dứt. Đây mới là nhà của mình, gia đình của mình, cố gia bảo ở phía tây đó không có tí liên quan gì tới mình nữa. Hòn giả sơn rêu xanh, giọt nước từ từ rơi, nơi ở của hoán hoa kiếm phái bao giờ cũng có vẻ tình thơ ý họa. Chát bắt người của lục phiến môn đã đưa đến cổng. Một nam tử tròn trịa mặc cẩm bào tuổi chừng 20 nhăn mặt đau khổ nhìn trưởng bối. Mục sư thúc, chúng ta phải làm gì bây giờ? còn làm gì được nữa. Đi với lục phiến môn đi, chuyện của các ngươi sẽ có hình bộ giải quyết. Ta sẽ nhờ người tới biện bạch cho các ngươi người nói chuyện là một nữ tử xinh đẹp, nhìn trẻ trung như một cô nương, mặc váy ngó sen trang nhã, thanh sảng đương nhiên, chính là người có hy vọng thành tựu pháp thân nhất hiện giờ của hoán hoa kiếm phái, mục vân nhạc. Hừ, ác thiếu bên đường đùa dẫn con gái nhà lành, có chết cũng chưa hết tội. Lục phiến môn chẳng lẽ muốn trợ trụ làm ác hay sao? Người trẻ tuổi ngồi cạnh người béo nghiến răng, Mục Vân Nhạc như cười như không nhìn hắn, chẳng lẽ các ngươi muốn phản kháng triều? Đình, hai người trẻ tuổi im bặt, không dám lên tiếng, ngẩng đầu ba thước có thần minh đó. Nhân hoàng đăng lâm truyền thuyết, đại chu khí tượng đã thành, vương đạo đã thấm vào các môn phái thế gia, không thể chống đỡ. Mục Vân Nhạc nhìn bộ dạng của họ, trong lòng thầm than một tiếng, thời của những môn phái thế gia hàng đầu, vượt qua khỏi pháp luật của những ngày xưa đã không còn nữa. Đám đệ tử chân truyền chừng 10 năm gần đây, rõ ràng đã không còn cái ngạo khí của một đại tông môn ngày xưa nhưng cũng vì thiếu cái đó mà khiến bọn nhỏ thiếu đi khí phách làm gì cũng sợ đầu sợ đuôi đúng là có lợi cũng có tệ nghĩ đến đây giọng cô dịu hẳn đi yên tâm chỉ cần làm việc có lý do chính đáng dưới giám sát của thần đạo và sự tọa chấn của vợ chồng trung châu đại hiệp nhất định sẽ không xử oan cho các ngươi đâu tông môn nhất định cũng sẽ tạo ảnh hưởng cho các ngươi mập mạp nhe răng nếu mục sư thúc đã nói vậy đệ tử cũng yên tâm coi như đi thiên lao tu hành một thời gian, chỉ giọng y chuyển sang đáng thương, chỉ là trong lao kham khổ, sợ không có rượu ngon đồ ăn ngon để ăn. Mục sư thúc thường tới thăm đệ tử nhé, nhớ mang theo đồ ngon của thao thiết lâu nguyễn gia, bát vị linh lung cao, nguyệt hạ thanh hoa tử. Một chuỗi tên món ăn như xào đậu rào rào bay ra, tới khi liệt kê xong, mập mạp đưa tay lên xoa bụng, lại cảm thấy đói rồi. Lang gia nguyễn gia thao thiết lâu ở châu thành phủ thành nào cũng có, nhiều món lên vạn giới thông thức phủ cũng có thể mua được chính là hiệu ăn nổi tiếng nhất của đại chu hiện nay mục vân nhạc cố nén cười được rồi được rồi ta là trưởng bối lại vừa vặn đi ngang qua thần đô nên sẽ quan tâm các ngươi một hai mập mạp vừa lòng nịnh đệ tử biết mục sư thúc là người tốt mà tính tình tốt nhan sắc tốt võ công tốt để bút có thể vẽ tranh gặp cảnh có thể làm thơ luôn ác nói tới đây mập mạp nhớ tới lời dặn của sư phụ cười tủm tỉm nói thêm chỉ mắt hơi cao tí không thèm liếc xuống cái nào người định tìm đạo lữ ra sao vậy Mục Vân Nhạc nghe mà ngẩn người, tầm mắt xuyên qua hòn giả sơn nước đang nhỏ giọt, xuyên qua núi non cây cối, như nhìn thấy bóng người mạnh mẽ đáng tin cậy nhưng lại đầy bi thương thống khổ, khiến người ta không nhịn được tâm sinh thương tiết kia. Vừa đi trong bồng lai, từ đây tiên phàm biệt. Ta muốn tìm đạo lữ như thế nào ấy à người đó hả? Ờ, phải có thể sánh bằng Nguyên Hoàng Tiên Tôn giọng Mục Vân Nhạc mang theo mấy phần phiền muộn. Mập mạp bật cười, "Mục sư thúc, Mục sư thúc ơi, có phải bị ảnh hưởng của tình thơ ý họa quá không, sống hiện thực chút đi." trên đời này làm gì có ai sánh được với nguyên hoàng tiên tôn đúng vậy ai mà so được với ngày ấy mục vân nhạc thu hồi suy nghĩ khẽ thở dài vắt tay áo nói các ngươi ra ngoài đi đừng để lục phiến môn bộ đầu đợi lâu đại chu trưởng nhạc cao lãm chắp tay sau lưng đứng trước cửa sổ nghe thần tử bẩm báo từ khi có thần đạo giám sát tà ma tà đạo núp vào sâu hơn không hề để lộ ra nữa vương pháp xông vào các thế gia môn phái không còn cảnh một lời không hợp lập tức ra tay nhưng mà cũng chính vì vậy mà từ ngoại cảnh trở lên thì không sao, kéo nhau đi thăm dò hãn hải hoang mạc, đông hải nam hoang, thậm chí các đại tinh vực, nhưng mà đám trẻ tuổi mở khiếu kỳ ngoài hẹn nhau chiến đấu, thì không còn tìm được kẻ địch để ma luyện, là một tai họa ngầm rất lớn đối với sự phát triển của võ đạo. Cao lãm khẽ gật đầu, chậm biết, đã nghĩ ra cách giải quyết, cho bọn họ chiến đấu trong thế giới ảo. Từ mở khiếu trở xuống giờ đã có thể vào đó chiến đấu được rồi. Y nhìn ra phía xa, lẩm bẩm, sắp nửa năm rồi. Đêm khuya nhưng người không tĩnh, nghiệp đồ ánh đèn dày đặc như một mảng sao trời chảy trên mặt đất tiếng ồn ào náo nhiệt khắp nơi một nam tử đầu đội đấu lạp mặc đồ đen hông đeo trường đao từ từ đi trong đám đông có một con ma men lửng xiềng lào đảo suýt nữa là đụng vào người hắn nhưng lại bị một dòng khí nhẹ nhàng mà dứt khoát đẩy ra tần khoan sao ngươi lại xa suốt tới mức này nam tử đội đấu lạp nhìn con ma men giọng trầm trầm có vẻ đã già con ma men mơ hồ ngươi ngươi biết ta cô thuyền thả câu Độc hưởng giang tuyết tịch mịch kiếm khách tần khoan, giang hồ có mấy người mà không biết? À, hồi chưa có vạn giới thông thức thì chắc là có. Ừ, cái video người bại trong tay Bạch Y Khanh Hầu khá là hot đó. Chả lẽ vì trận thua đó mà làm ngươi chán ngán thất vọng, mượn rượu tiêu sầu. Giọng nam tử có mấy phần châm chọc Tịch mịch kiếm khách và Bạch Y Khanh Hầu đều nằm trong những người nổi bật của nhân bảng kỳ mới nhất. So với những vị không còn là người trên địa bảng, thần phật bay đầy trời trên thiên bảng, thì họ là gần với con người nhất nên trong vạn giới thông thức lúc nào cũng có người quan tâm và bắt trước tần khoan nợ một cái ngươi ai a à? ta thích uống rượu liên quan gì ngươi hắn cười ha ha thế nhân cười ta điên cuồng ta cười thế nhân ngu dốt Mặt kiếp đã tới kỷ nguyên sắp kết thúc đã sớm lan truyền khắp nơi ngay cả nhân hoàng và trưởng giáo côn luân sơn ngọc hư cung cũng không phủ nhân mà các ngươi còn chưa nhận ra sao tận dụng cơ hội hưởng thụ lạc thú đi đó mới là chân lý thời tận thế không thôi chờ tới khi trời đất vỡ tan kỷ nguyên chung kết lúc đó lại hối hận hồi trước không chịu hưởng thụ nam tử đội đấu lạp trầm ngâm một hồi mới nói địa phủ đã lập chết cũng chưa phải là kết thúc kỷ nguyên tuy đã sắp đến cuối cùng nhưng chưa đến lúc đó làm sao biết chuyện gì sẽ xảy ra tự buông tay trước có khác gì tự cắt đi đường sống tần khoan hắc hắc cười cho nên mới nói tu luyện để làm gì võ đạo để làm gì tận thế tới đơn giản hơn hay là đi tìm người giúp đỡ đơn giản hơn chết rồi vẫn có cái để dựa vào nếu may mắn thì sẽ được an hưởng cực lạc vượt qua chung kết, sống đến kỷ nguyên tiếp theo. Hắn sách bầu rượu, lắc lư đứng dậy, bước đi không mục đích, nam tử đội đấu lạp nhìn theo, không lên tiếng cản. Phật môn và la, giáo lúc nào cũng rêu rao om sòm chuyện mặt kiếp nam tử đội đấu lạp thở dài, đi tiếp, đến bên cầu ngọc đái. Bên cầu có một người đợi sẵn, mặc nho bào, diện mạo hiên ngang, đang khoanh tay đứng đó. Vương huynh thật là có hứng nam tử đội đấu lạp mỉm cười. Người kia chính là tổng sơn trưởng của 72 thư viện Chu quận Vương Thị, thủ chính kiếm vương tái, để một bộ dâu quai nón, rất có mấy phần dáng dấp của người thời Trung Cổ, tóc đã điểm hoa dâm. Nghiêm huynh giá lâm nghiệp đô, vương mỗ sao có thể chậm trễ đón khách quý. Vương tái mỉm cười trả lời. Nam tử tháo mũ ra, lộ ra gương mặt chính trực kiên cường, hàn vẻ phong xương, chính là đao khí trường hà nghiêm sung. Hắn cười, ta biết tới nghiệp đô, nhất định vương huynh sẽ xuất hiện. Ngươi tìm vương mỗ có chuyện. Vương tái nghi hoặc, nghiêm sung cười, tới nhìn ngươi một cái thôi chúng ta đều từng cùng ở trong người hạng đầu nhân bảng trừ lăng gia nguyễn gia quý nữ đều là hạng người chưa đột phá thì quyết không buông tay ta đương nhiên nổi tâm huyết quyết định đi ra ngoài gặp gỡ cố nhân xem xem mọi người thế nào và tìm thời cơ vương tái nghe cũng có chút xúc động cảm khái nói sau khi ma sư chỉnh hợp la hầu của tu la miếu liền mất tâm mất tích từ cực kiếm thôi triệt thì bận rộn ra sự đã không còn ý chí thượng quan hoành văn nhân an tông sư về sau đều trở nên tầm thường thuần dương thiên sách đạo đức cao thâm, chân võ dương hòa thiên phú dị bẩm, đáng tiếc đều đã chết vì kiếp số, thực khiến người ta tiếc nuối. Chỉ có ngũ phương đế đao thanh dư, võ si chân bản, đi sau mà tới trước, so với chúng ta thì không thua kém chút nào, đều có hy vọng. Vương huynh chân không rời khỏi Hoàn Châu, vậy mà biết cả vạn dặm như chính mắt mình nhìn thấy, kết quả giống hệt với những gì ta nắm được trong một chuyến đi này. Nghiêm sung nói tự đáy lòng, thôi triệt, thượng quan hoành, văn nhân an quả thực đã không còn nhuệ khí nữa như vậy mới bình thường mấy người giống chúng ta kia nếu không chết sớm mà đều thành tiên thần mới vi phạm lẽ thường vương tái thở dài nghiêm sung thoáng nhớ tới nguyên hoàng tô mạnh thái thượng thần kiếm giang chỉ vi tính tẫn thương sinh vương tư viễn bật thốt hà cửu cũng đã chứng pháp thân vương tái gật đầu mới lấy được tin hôm kia hà cửu đã thành tự hữu vô tướng kiếm khí chân thể hắn cũng không dễ dàng đã chịu khổ nhiều năm như vậy nghiêm sung trầm mặc nửa ngày than thở trừ lăng vương thiết thăng đã sớm qua đời đại la yêu nữ cố tiểu tang những người từng xếp hạng trước hắn trên nhân bảng năm đó ai cũng đã đều bước chân vào hàng tiên ban có người còn thành tạo hóa trở thành kẻ đại thần thông vương tái cẩn thận đánh giá nghiêm sung mấy lần bỗng bật cười trong người nghiêm huynh hơi nước và đao ý giao hòa dâng trào giống như một vùng biển rộng mạnh bạo các khiếu huyệt đều mơ hồ nghe được tiếng sóng biển lúc nào cũng cọ rửa nhục thân tẩy luyện thân mình nội cảnh trời đất thần dị như thế cách pháp thân e là cũng không xa xôi Nghiêm sung tuy rằng cẩn thận, nhưng nghe vương tái nói vậy, cũng không kềm được ý cười. Vương huynh quả không hổ danh mắt sáng như đuốc, giải thích thực là chuẩn xác tỉ mỉ. Vừa nói, y vừa quan sát vương tái, sau đó khẽ nhíu mày, nghi hoặc hỏi, vương huynh, hạo nhiên chi khí của ngươi trí cương trí đại, tràn trề một thể, ngoại ngự chư tà, nội trắng chính mình, đã hội đủ các dấu hiệu để phá quan ải thành tựu pháp thân, sao mãi vẫn chưa làm thử. Vương tái mỉm cười, nhân thánh nhất mạch, chuyên trọng tích lũy sâu dày mới bùng nổ hồi trước vương mỗ làm công việc giáo hóa tế thế quá ít tích lũy về mặt này còn kém cần phải bổ sung cho đầy đủ mới dám thử lời còn chưa dứt hai người đều nghĩ tới sự chấp nhất kiên trì tích lũy của bản thân mình nhất thời cảm thấy ăn ý nhìn nhau mà cười trong nghiệp đô hai đại tông sư gặp nhau chỉ một chuyện rất nhỏ bé của chân thật giới hiện nay từ côn luân sơn ngọc hư cung thất hải 28 giới tam tiêu đảo cửu tiên sơn ở ngoài vũ ngoại phật quốc dưới lòng đất chân không ra hương cổ xưa địa vực Đâu đâu cũng có một đôi mắt nhìn chăm chú về phía đại chu trường nhạc, nhìn Phong Thiên Đài. Mạnh Kỳ từ trong tĩnh phòng của mình, cách nghiệp đô rất xa, nhìn chăm chú vào đại ca Cao Lãm, nhìn chăm chú vào mấy người thiếu huyền và Hy Nga đang đầy cảnh giác nhìn quanh. Kỳ hạn nửa năm đã tới. Trời cao bỗng phát ra một tiếng thanh minh, mỹ diệu như âm thanh của đại đạo, lục quang thành hình, hóa thành đám mây, nâng một tấm bảng cổ xưa, kim quang bắn ra bốn phía hạ xuống Phong Thiên Đài, phía trên có ba chữ viết bằng xích minh ngọc văn, Phong Thần Bảng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phong thần bảng từ từ hàng xuống, theo gió mở ra, lộ ra bên trong là những dòng đạo văn viết thành những cái tên, thanh quang xung quanh thành mây, không ngừng biến ảo, long phượng chen trúc vây quanh. Mỗi một ly phong thần bảng hạ xuống, đều có vô số đôi mắt vây quanh, kẻ chờ mong, người đề phòng. Cao lãm xuất hiện trên phong thiên đài, đầu đội bình thiên quan, thân mặc huyền hoàng đế bào, eo đeo nhân hoàng cổ kiếm, long hành hổ bộ, oai hùng anh phát, khí nuốt vạn giới phong thiên đài vọt lên những đạo ánh sáng, đánh động cả lãnh thổ đại chu, đất đai rền vang, ngưng tụ thành một bức tranh cẩm tú sơn hà bốn màu to lớn phủ lên trên tất cả, ngăn cách tiên Phật, những người được phong thần như thiếu huyền, hy nga thì ở trên tận thế chi thuyền, bảo vệ ở bên. Cao Lãm đã làm hết sức mình để hoàn thành việc này. Sau đó việc có thành hay không, thì không còn do người nữa, mà phải theo thiên mệnh. Tuy rằng Cao Lãm kiêu ngạo, dã tâm to lớn, nhưng với cảnh giới hiện thời, ý chỉ có thể dựa vào địa vị và ưu thế chiếm cứ đại thế để ảnh hưởng tới thiên ý một chút mà thôi, chứ không có khả năng tác động, quyết định thiên ý. Thức thời, biết ẩn nhẫn, có trí có dũng, mới thật là đế vương. Phong thần bảng không nhanh không chậm hạ xuống, trông rất bình thường, như ở Tam Tiêu Đảo, Cửu Tiên Sơn, Phật Quốc dưới đất vân vân. Các đại năng đại thần thông giả lại có cảm giác rất là đáng sợ, như mỗi một tấc nó hạ xuống đều chứa đựng những trận chiến kịch liệt, ánh đao huyết ảnh mà mắt thường không thể nào nhìn thấy. Có những khi lúc bản thân không hề cảm thấy có gì kỳ lạ, thì lịch sử đã bị người khác viết lại rất nhiều lần, cuối cùng dừng lại ở hình ảnh mà mình nhìn thấy hoặc ấn tượng. Kim mang càng lúc càng thịnh, phong thần bảng và phong thiên đài khí cơ khiên dẫn lẫn nhau, tốc độ rơi xuống bỗng tăng nhanh, chỉ trong mấy hơi đã vượt qua một khoảng xa, xuyên qua cẩm tú sơn hà đồ, rơi vào tay cao lãm đang vươn ra. Không có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn. Toàn bộ quá trình gió êm sóng lặng, không hề có chút sự cố nào. Họ chưa thức tỉnh hoàn toàn sao, thấy mình khó mà chống nổi thanh đế, nên mới chọn cách bỏ qua. Mạnh Kỳ nghĩ nghĩ, bỗng nhớ tới một chi tiết. Một chi tiết mà trong lúc lơ đãng hắn chợt nghĩ tới. Chẳng lẽ là như vậy? Nếu mình là đại ca, gặp tình cảnh thế này, mình có vui không? Một chuyện ảnh hưởng tới đại nghiệp nhưng lại được chia sẻ áp lực, khiến bản thân không cần phải va chạm với những kẻ địch mạnh. Cao lãm tay trái giơ cao phong thần bảng, tay phải rút ra nhân hoàng kiếm, ánh sáng vàng tỏa rực, vương đạo tràn ra, khí tức hòa quyện vào nhau, hoàn thành bước đầu tiên nhân đạo thống thiên. Cẩm tú sơn hà đồ bảo vệ y bước lên, Tới trung tâm của Phong Thiên Đài, cắm nhân hoàng kiếm xuống, khiến quang mang hội tụ, ngưng ra một hình ảnh tế đài có vẽ hình Ngũ Phương Ngũ Đế. Cao Lãm trịnh trọng đặt phong thần bảng lên tế đài. Ầm. Từ sâu dưới lòng đất vọng lên một tiếng trầm, mỗi ngọn núi con sông của Đại Chu, mỗi châu phủ huyện thôn đều cảm nhận được mặt đất rung lên nhẹ nhẹ, từng luồng khí dâng trào lên mặt đất, có màu nâu vàng, nối thành những sợi long mạch lan khắp Đại Chu. Chúng như sống lại, chào về hướng Trường Nhạc, vây Phong Thiên Đài. Phanh trời cao khẽ vang hư ảnh cửu trọng thiên điêu tàn lại xuất hiện những làn khói mây buông xuống như mưa phùn những giọt mưa nhỏ đều bay về hướng phong thiên đài ong 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 hư ảnh cửu trọng thiên hơi rung lên mạnh kỳ lập tức càng thêm tập trung muốn cảm ứng cộng minh tóm lấy liên hệ xông vào tầng thứ ba hắn muốn đi qua đại điện đá xám tới nơi phong ấn lên tầng trên cùng của thiên giới tìm tung tích của nguyên thủy thiên tôn và bí mật của thiên đế để tăng thực lực cho mình Đúng lúc này, cửu trọng thiên ngừng chấn động, mây khói thả xuống chuyển màu đỏ thẫm, hình dạng thay đổi, hóa thành một cái lốc xoáy hỗn loạn không có quy luật, dần định hình thành một đôi mắt lạnh lùng đầy đáng sợ. Long mạch và thanh quang khí vận đang vây quanh phong thiên đài bị ảnh hưởng hỗn loạn, sắp sụp đổ. Đến rồi. Mạnh kỳ thì thầm. Thiên đạo quái vật quả nhiên đã xông ra như dự đoán. Đột nhiên, một đạo thanh quang từ trên cao vô cùng chiếu xuống, bên trong hình như có hư ảnh phủ tang cổ thụ, bát bảo công đức trì thanh tịnh phật quốc và cổ xưa chi mộc đã kết quả bao phủ lấy thiên đạo quái vật thanh quang cô động lại như một mặt gương thiên đạo quái vật lập tức bị ngăn cách với thế giới trở thành hoa trong gương trăng trong nước không khác gì một tờ giấy mỏng tồn tại như một đoạn miêu tả mà thôi thanh đế ở trong đông phương lưu ly thế giới tự mình ra tay giữ chặt thiên đạo quái vật ầm uhm. long mạch địa khí trở lại bình thường leo lên phong thiên đài bù lại mấy tầng đài ở trung ương đã bị hủy hoại tạo thành những hình khắc chân long ở bên ngoài đài. Mây khói như mưa, đế hàng phân dòng, đều rắc lên trên phong thần bảng, khiến nó quang mang đại thịnh, những đạo văn mơ hồ viết thành tên lần lượt lóe sáng, hóa thành lưu quang, nhập vào trong đài. Ẩm! Trời đất biến sắc, một vùng tối tăm, không chỉ trong chân thật giới, ngay cả cổ vực tinh không, vạn giới vũ trụ, đều chìm vào trong một trạng thái giống hệt nhau. Một đạo kim quang từ phong thiên đài dâng lên, bắn lên trời cao, nhuộm lên màu xanh, nhuộm lên màu tím, nhuộm lên thuần trắng, đốt sáng lên tiên giới. Ong ong ong. Điểm báo cộng minh xuất hiện, mạnh kỳ vội vận chuyển chư quả chi nhân. Trong một địa vực, ma sư hàn quảng mặt chữ ý cười, đứng dậy, rồi đột ngột xuất hiện ở bên trong cửu U. Chữ vạn màu vàng trên trán y sáng rực, khi chính khi nghịch, khi vàng khi hai màu đỏ đen, quanh người có khí thế phiêu miểu uy nghiêm của thiên đế hóa thân, và cả diêm ma chân thân chấp trưởng hủy diệt. Cùng là diệu tinh song tinh, sao có thể để cho người sáng trói một mình. Hàn Quảng bước lên một bước, thiên đế hóa thân và diêm ma chân thân lồng vào nhau, như muốn hợp nhất. Lâu nay chia lìa, chính là vì hôm nay tụ hợp. Y tự áp chế nhiều năm, chính là để chờ đợi nhân đạo thống thiên, thời cơ lấy được quyền lực từ tiên giới này. Từ trước khi thành pháp thân, mục tiêu của hắn đã là chúa tể của tiên giới lẫn cửu U, nên hắn mới hỗn hợp thiên đế chi khu và diêm ma chân thân. Phật quang và ma ý không ngừng luân chuyển, thiên đế hóa thân, diêm ma chân thân và bản thể của y kích phát ra những tia sấm sét như bị xung đột với nhau mặt mày hàn quảng vì thế mà vặn vẹo y cao giọng quát các vị còn đợi đến khi nào thủ lĩnh thần thoại được gọi là thiên đế không phải chỉ vì y chiếm được một phần thiên đế ngọc sách mà còn thu gom được một chút quyền lực đã bị phân tán của thiên đế một khi thành tựu truyền thuyết là có thể kết hợp chúng vào trong thân thể mình nói cách khác trước khi nhân đạo thống thiên hoàn thành mà thiên đế chân thân của y bước vào truyền thuyết vậy thì ảnh hưởng tới tiên giới thay đổi y có thể chiếm được một phần quyền lực khiến thanh đế và cao lãm không thể mỹ mãn thành công tuy không thể cản được tất cả thần dị của phong thần bảng và phong thiên đài nhưng cũng có thể khiến chúng nó không thể hoàn thiện được khiến nhân đạo thống thiên có tì vết số lượng thần linh cấp cao được sắc phong sẽ bị giảm hẳn yêu cầu đòi hỏi sẽ khó khăn hơn như thế khi những bị ngạn đại nhân vật kia trở về mới có cửa xoay sở đường sống có một cơ hội đánh cờ lần nữa nên ngoài thanh đế và đạo đức thiên tôn kim hoàng và nguyên thủy thiên tôn những đại nhân vật còn lại đều sẽ giúp y tấn chức đây là ám chỉ y nhận được mấy năm qua lúc này không ra tay còn đợi đến khi nào ong 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 huyền thiên tông trong ngọc hoàng sơn thanh trường đao gợn sóng lấp lánh bỗng nhiên chấn động chiếu ra từng đạo ánh sáng thuần trắng mơ hồ nhìn thấy bên trong có một hư ảnh cổ ấn nó xuyên qua ánh sáng của núi non tránh thoát tuế nguyệt trói buộc rơi xuống chân thân của hàn quảng thiên đế cửu u điên cuồng rung lắc những làn ma khí đua nhau xông ra hóa thành hư ảnh tà ma tà thần với đủ loại chủng tộc rồi cùng tụ vào bộ lục diệt diêm ma chi thân của hàn quảng chúng đang không ngừng trồng chất dung hợp với nhau thì từ trong hư không một hạt xá lợi bảy màu rơi xuống một viên bồ đề tử màu xanh đậm rạt rào xá lợi bay vào trong chữ phù vàng trên trán hàn quảng bồ đề tử thì không ngừng biến hóa phật ma luân chuyển từ phật chuyển ma đánh về phía nghịch phật huyết quang một cây thanh mộc từ trên trời giáng xuống xuyên qua cửu u muốn cắt ngang tiến trình này nhưng đám hắc thiên đế cửu loạn thiên tôn Huyền Minh Quỷ Đế đương nhiên ra tay ngăn cản. Không biết Hàn Quảng làm cách nào, ba thân ảnh cuối cùng cũng hoàn toàn dung hợp với nhau, y không nhịn được phát ra một tiếng cười dài. Kể từ lúc này, thiên ý chính tại ta. Hư ảnh cửu u hiện lên, tiên giới cộng minh ngang trời, hai đạo dị tượng hợp nhất xuất hiện. Mạnh Kỳ dùng sinh tử nguyên điểm, ánh mắt xuyên qua cửu u nhìn thấy cảnh này, không vui không buồn, lặng lặng nhìn một màn này, vô hỉ cũng vô bi, chỉ khẽ thở dài, không hồ là khoáng thế kiêu hùng, cây thanh mục xuyên qua cửu u sinh cơ mạnh mẽ, hư thực khó phân, vừa mang vẻ hư ảo chân, không diệu hữu lại có cả đạo pháp đương nhiên chi đức chân thật, nơi nó lướt đến, vạn vật sinh sôi, ma khí tan biến, ổ uế trở nên thanh tịnh, không còn là cửu u, mà chuyển thành Phật thổ tiên giới, khiến Hàn Quảng không né tránh đi đâu được, cảm giác như vận mệnh đã chú định, ngũ hành trong cơ thể hỗn loạn, nội cảnh nháo nhào, sinh cơ trôi qua, trường sinh bị diệt, trở nên vô cùng nhỏ yếu. Đây chính là sức mạnh khủng khiếp của bỉ ngạn đại nhân vật. Nếu không phải y đã ở trong Cửu U nhiều năm, bao năm qua được đại nhân vật che giấu, thì hẳn đã sớm bị Thanh đế đánh vào dòng sông thời gian hư ảo của chân thật giới, tiêu diệt y trước khi kịp độn vào Cửu U, không còn một cơ hội nào. Chỉ có Bỉ Ngạn Giả mới có thể chống lại Bỉ Ngạn Giả. May mà nơi này là Cửu U, quả thật coi Cửu U ta không có ai ạ. À? Huyền Minh Quỷ Đế giống lên giận dữ, quỷ trào khổng lồ từ dưới Cửu U thò lên, băng hàn lan rộng, tử khí dày đặc, hủy diệt sinh cơ, đóng băng tất cả vỗ một cái vào thanh mộc, hư ảnh ác quỷ thi nhau xuất hiện, dọc theo một dòng sông thời gian hư ảo vừa đột ngột hiện ra là lướt lên trên, chờ ngược lại thời gian mấy hơi trước khi thanh mộc va chạm. Cửu U chấn động, tử khí ảm đạm hẳn đi, Huyền Minh Quỷ Đế đã phải cố hết sức mà vẫn không giữ nổi thanh mộc kia, lúc nào cũng có khả năng để nó thoát ra được. Trong khi đa phần ý chí của Thanh Đế vẫn còn đang dồn vào kiềm chế thiên đạo, quái vật cơ đấy. Hắc Thiên Đế ra tay, hai ngón dựng song song thành kiếm, từ trong hư vô điểm một cái, ở trong dòng sông thời gian hư ảo phối hợp với những hư ảnh ác quỷ, chặn kín các lối biến hóa của Thanh Mộc. Mấy hơi thời gian trước đó, khi cửu U còn chưa xảy ra động tĩnh, Thanh Mộc, Quỷ Ảnh và Chỉ Kiếm không ngừng khuấy động thời không, không ngừng va chạm. Mấy canh giờ trước, khi các tà ma tà thần vẫn còn chưa có cảm nhận gì, về kỳ hạn nửa năm đã tới, Thanh Mộc xẹt qua, Quỷ Ảnh bay lên, Chỉ Kiếm dẫn đường tận thế, khiến chúng đều bị giết chết ở quá khứ, biến mất ở ngay lúc này. Mấy ngày trước, Mấy tháng trước, mấy năm trước, bỉ ngạn giả và hai ngụy bỉ ngạn, và chạm đã làm thay đổi không ít chuyện ở trong quá khứ, khiến hôm nay có nhiều biến đổi xảy ra, nhưng đều không ảnh hưởng gì tới Hàn Quảng. Nếu ngụy bỉ ngạn không có loại năng lực này thì từ những năm thượng cổ, cửu U đã sớm bị săn bằng. Hàn Quảng lập tức túm lấy thời cơ, dùng chữ vạn vàng trên trán làm tan giã xá lợi bảy màu, dùng nghịch Phật huyết quang hấp thu biến hóa thành ma bồ đề tử. Lập tức, Phật quang đại lượng, ma khí tối đen, hai thứ rõ ràng khác biệt hẳn với nhau, lại như trọn vẹn là một khối, âm dương cân bằng. Trong áng sáng lưu ly, thiên đế chân thân đứng đó, tay chắp sau lưng đầu ngẩng cao. Trong uế khí đen thui, lục diệt diêm ma thân ngồi xếp bằng, mỗi một ngón tay đại diện cho một loại hủy diện, một loại đọa lạc. Hai thân ảnh ấy và bản tôn của Hàn Quảng, dùng Phật quang ma khí dung hợp dần dần trùng vào làm một, không còn xung đột và bài xích, cộng minh với hư ảnh tiên giới, đồ án cửu u trên trời, đã sắp đạt tới khả năng ảnh hưởng tới cửu trọng thiên thật sự khác với ma thánh trốn vào cửu u, chứng truyền thuyết khiến ở chân thật giới không hiện ra dị tượng, Hàn Quảng bởi vì muốn cướp một phần quyền lực của thiên đế, nên nhất định phải kết nối với tiên giới, cho nên đất trời mới tối tăm, trên có trọng thiên, dưới có uyên hải, thanh khí nổi lên, chọc khí trầm xuống, vô cùng đồ sộ. Đúng lúc này, một thân ảnh kim thân hạ xuống cửu u, như một ngọn núi rơi vào trong biển, tạo ra sóng cuồn cuộn, cuộn giạt rào. Đó là một con khỉ vàng, đầu đội phượng xí tử kim quan, thân mặc hoàng kim tỏa từ giáp chân đạp ngẫu ti bộ vân lý tay cầm như ý kim cô bồng khí thức mạnh mẽ đến khủng bố thế như quét ngang cả cửu u chính là tề thiên đại thánh tôn ngộ không nó vừa mới vào cửu u liền lập tức biến hóa lông vàng hóa xám mặt có ánh xanh khiếu huyệt toàn thân mở ra phụt ra những làn ma khí lượn lờ khí tức mạnh mẽ khủng bố lại càng tăng thêm cộng minh hòa hợp với cửu u một gậy đánh vào dòng sông thời gian hư ảo lại kích khởi gợn sóng, khiến Hàn Quảng đang dung hợp tam thân bị cố định lại, tiến trình tự chứng đình trệ. Ở trong cửu U, lão tôn ta cũng là bỉ ngạn. Khí cơ khiên dẫn, cửu loạn thiên tôn đánh tới, hủy diệt như những cuộn sóng sông về phía tề thiên đại thánh. Cùng lúc đó, cửu U huyết ma hóa thành một thân ảnh đỏ rực như thật như giả, như có như không, hợp thân liền đánh tới, lướt qua dòng sông thời gian hư ảo. Không phải bọn nó muốn đấu đến sống chết vậy đâu, nhưng đây là ý chí của cửu U tam giả quấn vào nhau thành một cục, ngay cả đại thánh chi uy cũng không áp chế nổi hai ngụy bị ngạn liên thủ. Hàn Quảng lại thoát được kiếp nạn, thở phào. Trên thế gian, ngoài thanh nguyên diệu đạo chân quân, e là không có ai tiến vào cửu u mà liền trở thành cường giả ngụy bị ngạn. Giờ thanh đế bị vướng thiên đạo quái vật giữ chân, hắc thiên đế vẫn còn dư lực, còn ai dám đến thử. Bùm bùm, pháp thân đang dung hợp phát ra âm thanh giòn vang, như những quan ải đang không ngừng được đả thông, trở thành một thể. Quang mang đại thịnh, gợn sóng chảy ra như trắng như đen có khả năng thanh trọc pháp thể của hàn quảng hiện ra vô cùng nguy nga cao vợi uy nghiêm đế giả đầu đội đế quan dòng sông thời gian hư ảo vòng quanh thân dưới chân đạp lên hai con ma long khủng bố ánh mắt sâu xa phật ý và tà tính ẩn sâu trên ngự chư thiên dưới tề cửu u chủ tể đạo thể trước nay chưa từng có ông hư không vang lên tiếng nổ khiếu huyệt hàn quảng đạo thể đều mở ra trong mỗi cái đều có quang mang ngưng tụ thành nhân hình trong chân thật giới, giữa không trung đột nhiên hiện ra những thần linh uy nghiêm, có tử vi tinh chủ thủy chiếu, có cổ thần chấp trưởng lôi đình, có huyền nữ binh quay vòng quanh thân, có nguyên quân vạn tinh vây quanh, hầu như tất cả hình chiếu lạc ấn chư thần thượng cổ thiên đình đều hiện ra, ngoài ra bên dưới còn có cả các tà thần, quỷ vương, diêm ma tu la đông đảo, vô cùng khủng bố. Dị tượng truyền thuyết thứ hai, thần ma đến chiều. Loại dị tượng trước nay mới chỉ có ở trong thôi diễn, chưa có chân thật bao giờ. Hàn Quảng nhiều năm trước đã sáng tỏ ta này là ta, tích lũy sâu dày đến hôm nay, bước ra truyền thuyết trông vô cùng nhẹ nhàng dễ dàng, còn có dư lực nhìn phong thiên đài, nhìn cao lãm, làm tiến trình hòa hợp phong thần bảng và phong thiên đài hơi bị chậm lại. Ánh mắt sâu xa, không vui không buồn. Từ trong ánh mắt cao lãm, Hàn Quảng chợt nhận ra trong mình cũng có một thứ tương tự, dã tâm bừng bừng. Nếu y không thể khống chế được nó, không chống nổi nó, vậy thì hãy để phương thứ ba làm vai trò kiềm chế và cân bằng đi. Trong ánh sáng rực rỡ, phong thần bảng biến mất trên phong thiên đài, xung quanh tế đàn chìm trong ánh sáng vàng, ngưng tụ ra hư ảnh các thần linh, từng cái tên thần linh thi nhau được khắc ra, hướng dần lên trên, cho đến cấp độ tử vi tinh chủ, cửu thiên lôi thần mới dừng lại, hàng này ánh sáng khá là ảm đạm, như không đủ sức, hàng trên nữa gồm ngũ phương ngũ đế, tầng trên cùng tam thanh đạo tổ hoàn toàn không có biến hóa gì, vì chúng đã vượt qua khả năng với tới của phong thần bảng và phong thiên đài. Chỉ dựa vào sắc phong làm sao có khả năng xuất hiện bỉ ngạn đại nhân vật hoặc tới gần bỉ ngạn giả. Ngay cả cấp độ tử vi tinh chủ mà không có thực lực truyền thuyết để thừa nhận, thì cũng không được tinh quang và thần lực gia trì. Phạm nhân dù một bước lên trời thì cũng phải có cực hạn, chỉ tới mức tinh quan mà thôi. Phong thiên đài và phong thần bảng hoàn toàn dung hợp, và dị tượng thần ma đến chiều xuất hiện, làm đất trời dung chuyển, cửu trọng tiên giới bị tàn phá dung lắc kịch liệt, tựa hồ muốn từ hư ảnh biến thành chân thật. Oanh! Trời cao vang lên tiếng nổ, hư ảnh cửu trọng thiên từ tầng dưới cùng hướng lên bắt đầu sáng lên, khiến người ta nhìn rõ được sự tàn phá của mình. Quang mang tràn đến tầng thứ ba, đại điện đá xám đã được chiếu sáng. Quyền lực sửa đổi, đều có đoạt được, cộng minh là sinh. Côn Luân Sơn Ngọc hư cung, hai mắt mạnh kỳ bắn ra ánh sáng đen trắng, thân ảnh quỷ dị biến mất, xuyên qua vách ngăn loạn lưu, bước vào tầng thứ ba của cửu trọng thiên, tầng có bàn đảo viên đó. Cùng lúc đó, cửu tiên sơn, tam tiêu đảo, dưới đất Phật quốc, Chân không ra hương vân vân cũng có những độn quang cắt qua hư ảo, xông vào giới này, chính là những kẻ đại thần thông quảng thành tử, văn thủ thiên tôn, di lạc Phật tổ. Mạnh kỳ cảm ứng được điều ấy, trong lòng không thể không cảm khái. Họ đều là những người sống sót được qua thiên đình đại kiếp, là đương sự của việc cửu trọng thiên bị tàn phá năm xưa, hôm nay thi nhau trở về, quay lại nơi này, vậy bí ẩn năm đó có khi nào được vén ra không? Hơn 30 vạn năm trước, khi thiên đình gặp đại kiếp, mỗi người họ đã đóng vai gì, truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Ly cà phê nhé. Hư ảnh chư thần thiên đình, cửu u tà ma chúng tướng tràn ngập trời cao, chiều bái hàn quảng, sau đó dần dần mờ đi, hóa thành những vì sao, thành một biển sao, chiếu sáng vạn giới. Hàn quảng thân thành truyền thuyết, chứng ra loại dị tượng thứ ba. Tượng này vừa thành, trong trụ sở của tổ chức thần thoại, những làn ánh sáng trắng từ trong các điện các lao ra, có người chất chứa nhật nguyệt, có người cuồng phong lượn lờ, có người nước mưa điểm tích có người nhìn xuống sơn xuyên, cùng tụ vào tinh hải dị tượng, tự sinh ra mối liên hệ vi diệu với bản thể của tiên giới cửu u, như là một thể. Trong tinh hải minh mông, từng vì sao rơi xuống, như những hạt mưa xẹt qua không trung, hàng xuống cửu u, chen nhau vây quanh hàn quảng, khiến y chẳng khác gì thần linh tối cao. Trong mắt hàn quảng hiện ra hư ảnh cổ ấn, tiên giới cửu u hiện ra, những vì sao như thật như ảo kia lập tức chui vào những khiếu huyệt tương ứng, bắn ra bạch quang vô tận đây đều là những phần nhỏ quyền lực tiên giới mà trước nay y cướp được trong nhân có thần mỗi một khiếu huyệt và ngũ tạng lục phủ đều có thần linh nội ứng bản ngã ngoại tiếp trời đất chúng thần quy vị chư ma thành hình nhất nghiệm thiên đình nhất nghiệm cửu u thân này chính là trời đất thân này chúa tể vạn phương đúng lúc này chợt có một tiếng minh khiếu cao vút vang lên một con bạch hạc thần tuấn ngoạm hộp ngọc từ trong hư vô bay ra vòng quanh phong thiên đài một vòng há mò cho cái hộp nghiêng đi rơi ra vô số những đạo phù lục tỏa ánh sáng màu khác nhau. Thái thượng tứ nhân hoàng cửu thiên 24 phẩm thần lục. Thần lục bay xuống, cái nào cái nấy đều trói mắt, là khi thiên đỉnh rơi xuống, đạo đức thiên tôn sưu tập một phần tiên giới quyền lực luyện chế mà thành. Cao lãm kho mình hành lễ, để cho 24 phẩm thần lục vòng quanh thân mình như một bức mảnh, chỉ tay một cái, hút nhân hoàng kiếm vào tay, dùng 24 phẩm thần lục bao quanh điểm trung ương của phong thiên đài, nơi có phong thần bảng. Trời đất nhất thời lại sinh chấn động, hư không xuất hiện gợn sóng từ hỗn loạn ban đầu dần dần có thành quy luật lấy phong thiên đài làm trung ương lấy phong thần bảng làm hạch tâm từ trong khiếu huyệt của hàn quảng lại có một phần lưu tinh bay ra bay tới phong thiên đài thấy vậy cửu u thanh mộc và ánh sáng giam cầm thiên đạo quái vật biến mất một luồng ánh sáng bắn vào tầng thứ ba tiên giới xuyên qua đại điện đá xám tiến vào tầng trên cùng trong khi mọi chú ý và tranh giành đều tập trung ở nơi phong thiên đài và phong thần bảng thì ở ngoài đại tuyết sơn vương tư viễn đứng nhìn lên đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng thế giới của băng phong bên cạnh y có một cái đàn cổ và một thanh kiếm bay lơ lửng gương mặt trắng xanh bệnh tật khi trắng bệch lúc đỏ bừng trong mắt đầy vẻ đau xót và điên cuồng y đang nhìn chằm chằm vào chính tòa lăng tiên tôn dị tượng trên trời biến mất phong thiên đài và phong thần bảng đã hoàn toàn hòa nhập vào nhau so với trước đây càng tăng thêm phần nguy nga thần bí trang nghiêm trang trọng những pho tượng thần linh trở nên vô cùng sống động như lúc nào cũng có thể rời khỏi vách đá bay ra cái trắng mờ, cái vàng rực, cái xanh đậm, cái tím lấp lánh, có cái tỏa cả hai màu, như đỏ trắng, vàng đỏ, vàng xanh, xanh tím vân vân. Ở chính giữa là cao lãm có khí tím bao quanh, hỗn loạn những tia màu trắng thuần khiết. Đôi mắt uy nghiêm của y nhìn quanh một vòng, nhân hoàng kiếm xỉa ra, hút lên một tấm phù lục cửu thiên tinh tú, trang trọng đọc, nhân đạo thành trời, sắc phong thần quỷ, nay chẫm cao lãm, lấy địa vị thiên tử thống ngự đại chu và vạn phương chiêu cáo chư thiên và đại địa, nhân hoàng di tộc thiếu huyền, công cao đức hậu, ân trạch nhân tộc, thể tuất sinh linh, nên là chúng tinh chi chủ, tử khí tôn sư, cho nên sắc phong. Câu văn quen thuộc vọng lên, nhưng mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Tử vi tinh chủ chi tướng và thần danh đối ứng trên phong thiên đài rực lên ánh sáng mạnh mẽ, bắn thẳng lên trời, bầu trời đổi sắc, biển sao hiện ra, vì sao tử vi nối liền ngoại giới với phong thiên đài, bắn xuống một luồng khí tím hồng mông thẳng vào nơi hoàn cung của thiếu huyền khí tím rực rỡ, quần tinh đung đưa, như đang quỷ bái. Thiếu huyền cảm ứng được sức mạnh khủng bố từ vì sao mạnh mẽ kia, cảm nhận được khổ hải cọ rửa, cảnh giới và thực lực nhanh chóng tăng lên. Đến khi khí tím biến mất, áo quần của thiếu huyền đã thay đổi, thành áo quan màu tím, đeo ấn tím và dây đeo triện, cổ xưa thần thánh. Cung kính hành lễ với cao lãm, thần thiếu huyền khấu tạ nhân hoàng tri ân, tất thống ngự chúng tinh, phát huy nhân đạo. Cao lãm khẽ gật đầu, lại hút lên tấm phù lục cửu thiên ứng nguyên phổ hóa thiên tôn nhân hoàng kiếm chỉ vào hy nga nhân đạo thành trời sắc phong thần quỷ nay trẫm cao lãm lấy địa vị thiên tử thống ngự đại chu và vạn phương chiêu cáo chư thiên và đại địa nhân hoàng di tộc hy nga nhân tâm tử ý phù hộ nhân tộc vượt mọi trông gai chiếu sáng vạn giới nên là lôi bộ thiên tôn chấp trưởng trừng phạt hy nga rất ngạc nhiên và cảm động vì đã bị hàn quảng chiếm trước một phần quyền lực nhân đạo thống thiên trở nên có tì vết khó khăn hơn cho dù được thái thượng lão quân ban cho hai mươi bốn phẩm thần lục thì nhiều lắm chỉ có thể sắp phong hai thần linh tầng thứ ba mà thôi, cũng chính là cấp của tử vi tinh chủ, đấu mẫu nguyên quân, cửu thiên huyền nữ, lôi bộ thiên tôn. Chỉ được sắp phong có hai người, mà thiếu huyền đã được một, nên Hy Nga nghĩ rằng Cao Lãm sẽ giữ suất còn lại cho mình, để có được uy lực tương đương tạo hóa, không ngờ y lại phong nó cho cô. Đối với một người mãi kẹt ở cửa ải tạo hóa nhiều năm mà không tiến được như cô, đây quả thực là một đại ân. Pho tượng và thần danh lôi bộ thiên tôn đối ứng trên phong thiên đài sáng lên, trời cao mây khói hội tụ liên tiếp đánh xuống những đạo lôi đình màu gì cũng có vòng quanh hy nga ngưng tụ thành một hư ảnh trường mâu cổ xưa chui vào người hy nga điện quang lóe lên rồi biến mất hy nga thấy mình mặc huyền bào đầu đội cao quan uy nghiêm tự sinh tự có mấy phần tư thái thiên tôn chấp trưởng trừng phạt cô cảm kích cung kính hành lễ nói thần hy nga khấu tạ nhân hoàng tri ân tất toàn tâm toàn ý tùy tùng dụng tâm quyền lực công chính trừng phạt cao lãm khẽ gật đầu nhìn lên bầu trời cao về hướng thế giới phong thần nhìn cây roi đà thần tiên của ngọc hư cung nhất mạch trong đại điện đá xám trước tấm bia đá của dương tiễn mạnh kỳ thở dài thanh đế tiền bối đã vào mất rồi lúc trước lục áp bảo y phải truyền lời về cửu trọng thiên tầng trên cùng cho dược sư vương phật đủ thấy thanh đế coi trọng điều này tới mức nào bên cạnh hắn xuất hiện quảng thành tử cười tủm tỉm lắc đầu chúng ta làm sao nhanh bằng bỉ ngạn đại nhân vật được cửu trọng thiên tầng trên cùng rốt cuộc có cái thần dị gì mà thu hút tới cả thanh đế tiền bối Mạnh Kỳ ra vẻ tùy ý hỏi Quảng Thành Tử, "Đám cường giả của Ngọc Hư Như Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, Sích Tinh Tử, Ngọc Đỉnh Chân Nhân và các tạo hóa đại thần thông Tam Tiêu Nương Nương, Di Lạc Phật Tổ, Nhiên Đăng Cổ Phật, Thế Gian Tự Tại Vương Phật, Bình Thiên Đại Thánh vân vân cũng đều đã tới đại điện, nhưng ai cũng ẩn giấu khí tức của mình, không lộ mặt ra." Quảng Thành Tử hắc một tiếng, "Từ sau khi Thiên Đế chứng đạo, tầng trên cùng của tiên giới liền cấm chỉ ngoại nhân ra vào, trước khi trận chiến đó xảy ra, ở đây chỉ có mấy vị thiên tôn Phật tổ đặt chân tới mà thôi, chúng ta chỉ được tới mấy tầng bên dưới, trên đó có gì làm sao mà biết được. Quả nhiên, Mạnh Kỳ thầm nghĩ, cất bước đi tới, lúc lướt qua tấm bia đá, thò tay ấn vào cánh cửa đồng xanh. Cánh cửa đồng xanh vô cùng nặng, với thực lực của Mạnh Kỳ hiện giờ mà vẫn cảm nhận được sức nặng y cực lớn. Két két két, cánh cửa gì xanh tang thương từ từ mở ra, Mạnh Kỳ tâm hồ phẳng lặng, sáng trong như tấm kính, quan sát phản ứng của những kẻ đại thần thông ở sau lưng yên lặng bình thản giếng cổ hồ sâu xích tinh tử ngọc đỉnh chân nhân tam tiêu nương nương nhiên đăng cổ phật ai cũng rất bình lặng không nhìn ra được chút manh mối nào đúng là đám lão già sống lâu thành tinh mạnh kỳ thầm nghĩ bên kia cánh cửa không có mây khói không có hào quang không có điện các lâu đài không có phân biệt trời và đất chỉ có một mảnh hư vô tối tăm ai tưởng tượng ra cái gì cũng được xem ra lúc xưa khi bị ngạn giao thủ hủy diệt tầng trên cùng của cửu trọng thiên những mảnh nhỏ bị tàn phá nếu không rơi xuống ngọc hư, sơn thì cũng phân tán vào trong khu vực chống chảy u ám vô biên này. Vừa bước vào trong khu vực tối tăm đó, Mạnh Kỳ cảm thấy chân thân đạo thể của hắn nhanh chóng đang tan rã, trở về với hư và vô, như rơi vào trong hỗn độn. Trên đầu hắn lập tức bắn ra khánh vân, vừa bao dung vạn vật, là ban sơ của ban sơ, vừa có khả năng tan rã tất cả, là cuối cùng của cuối cùng. Những đạo quang mang buông xuống, hỗn độn như nước, bao phủ khắp xung quanh, bảo vệ Mạnh Kỳ tiếp tục bước vào trong sau lưng hắn, quảng thành tử tay áo phiêu phiêu, thân hình nguy nga, đỉnh đầu cũng bay ra một cái khánh vân màu xanh như sóng nước cuồn cuộn, vây quanh ba đóa hoa sen, một đóa xanh đậm cổ xưa, vô cùng trầm trọng, một đóa tử khí lượn lờ, tự trung tự linh, khi khẽ lay lay, lập tức làm tâm linh của những kẻ đại thần thông đều bị gợn sóng, đóa cuối cùng trí dương vô âm, màu vàng chói lóa, tỏa ra cảm giác thanh tịnh vô vi. Ba đóa hoa do hư ảo đại đạo đối ứng ngưng kết này vừa hiện, xung quanh quảng thành tử lập tức trở nên mông lung, tự thành một giới, hư vô chỉ có thể ở bên ngoài, được giao hòa đồng hóa, không thẹn cái danh thiên tôn. Mạnh kỳ cũng thừa dịp quan sát luôn những đồng môn ngọc hư và những người còn lại. Văn thủ quảng pháp thiên tôn lấy khánh vân đạo môn làm gốc, kết ra năm đóa hoa sen trí tuệ, đóa ở chính giữa mênh mông vô bờ, sắc màu không ngừng thay đổi, giống như một mặt kính tròn, bản thể bất động, chiếu dọi ra mọi ngoại giới, bao dung mọi vật, bao hàm vạn đạo, gần như là vô cực. Đây là cô tu luyện Phật môn không tính và đại viên kính trí, tìm ra một con đường tu luyện vạn đạo quy nhất cho mình. Thanh quang chiếu rọi, hư vô mông lung như bên trong có rất nhiều thứ ẩn giấu, lại cũng mang cảm giác tan dã chi thế, thời không hỗn loạn. Thấy vậy, các kẻ đại thần thông của Phật môn như nhiên đăng cổ Phật, thế gian tự tại vương Phật và di lạc đều thầm thở dài, văn thủ quả không hổ là hóa thân của ngũ đại trí tuệ. Sau đầu nhiên đăng cổ Phật xuất hiện những vòng Phật quang, cái trong suốt như gương, cái vàng như lưu ly, cái xanh tươi minh mang, cái tím tươi tôn quý, cái trắng tinh thuần khiết, rất là phong phú, tổng cộng chừng 24 vầng, mơ hồ giữa những tầng tầng lớp lớp ấy hiện ra một cái Phật, quốc vô biên ngang qua trăm ngàn ức kiếp, ở chính giữa tịnh thổ có một ngọn đèn lưu ly cổ xưa chiếu ra cội nguồn nhân quả, của biển khổ trần thế. Di lạc không thay đổi, trên đỉnh đầu sinh ra diễm quang, trong ánh sáng hiện ra bạch liên thanh tịnh, nó nở ra, lấy tinh tú làm nền, chuỗi ngọc ra thân, xuất hiện một vị lai tinh túc Phật tổ kim thân 20 đầu 16 tay, kim thân mở. Phật khẩu, hộc ra hai viên xá lợi tử trong vắt, Phật quang quay cuồng như sóng, xoay quanh xá lợi tử bốn phía, một viên chiếu ra những kiếp số quá khứ vô tận, một viên lấy vô lượng chi quang để cứu độ chúng sinh. Quang mang vừa hiện, hư vô tự sinh ra sen trắng, hóa thành Phật quốc dưới đất. Thế gian tự tại vương Phật là một cổ Phật trông trẻ trung tuấn lãng, mặc tăng bào thời xưa, lộ ra làn da màu vàng trắng, tựa hồ không cần biến hóa, kim thân cũng không hiện, nét mặt vẫn giữ nguyên nét cười nhàn nhã tự đắc chỉ có ở trên mi tâm hiện ra một chữ Phật lưu ly, dùng vô số chữ vạn tụ thành, độ hóa tất cả hư vô chung quanh thành tịnh thổ. Nghe nói, trước khi A-di-đà Phật, Bồ Đề Cổ Phật, Linh Sơn Phật Tổ chứng đạo, y là một trong những Phật đà Phật môn cổ xưa nhất, sống không chỉ ba kỷ nguyên, nhưng mới vừa thành bỉ ngạn sau này, vừa cường đại vừa cổ xưa, dĩ nhiên không ai nói rõ được người ban sơ khai sáng Phật môn rốt cuộc là ai. Mấy người đại thế chí Bồ Tát cũng thi triển thần thông, để vượt qua hư vô, một nửa tạo hóa Phật môn đều tụ tập ở đây. Mạnh Kỳ đã từng nhẩm đếm, kẻ đại thần thông của Phật môn hiện giờ nhiều lắm thì chỉ có chừng 10 người mà thôi, bởi vì sau chiến dịch Linh Sơn, Phật môn đã bị tổn thất rất nặng nề, không chỉ những đại cường giả Phật đà như Đại Nhật Như Lai, A Súc Phật, Bảo Sinh Như Lai vẫn lạc, ngay cả những nhân tài mới xuất hiện như A Nan già Diệp cũng kẻ thì phản bội, kẻ thì tọa hóa, phổ hiền, Quan Âm thì mất tích, Văn Thù thì thừa cơ hội này nhảy ra khỏi Phật môn. Nếu không phải sau này đám người đại thế chí Bồ Tát tấn chức tạo hóa, thì số lượng kẻ đại thần thông của Phật môn e là người cũng còn chưa tới. Ngược lại Ngọc Hư Cung, những người bị cuộc chiến đó làm cho tọa hóa đa phần đều là truyền thuyết đại năng. Hiện giờ họ vẫn còn quảng thành tử, văn thù quảng pháp thiên tôn, xích tinh tử, ngọc đỉnh chân nhân, đạo hành tiên tôn, na cha, hắn và dương tiễn hiện không biết đang ở cảnh giới nào, tổng cộng cũng được tới 8 kẻ đại thần thông, đã gần bằng với thế lực Phật môn. Linh bảo nhất mạch trải qua hai chiến dịch phong thần và thiên đình, rơi xuống bị tổn hại còn nặng hơn cả Phật môn, ít nhất theo mạnh kỳ bây giờ chỉ nhìn thấy năm kẻ đại thần thông mà thôi. Tam tiêu nương nương sau khi dùng hỗn độn thanh liên tử sống lại, Tu Vi đã có phần thay đổi, tới hôm nay mới miễn cưỡng bước vào tạo hóa cảnh giới, mấy người họ dùng tiên thiên, chi đức hóa thành năm đạo thanh khí cuộn sóng ở trên đỉnh đầu, vây quanh ba món tuyệt thế bảo vật hỗn nguyên kim đấu, kim giao tiễn và lượng thiên xích, dùng chúng để chống đỡ thời gian hư vô và thác loạn. Hai người cuối cùng, một người mặc đạo bào cổ, mặt đỏ râu vàng, cao quan đại tụ, siêu nhiên mạnh mẽ, kiếm ý cuồn cuộn, không xuất thần dị mà vẫn có thể đứng ngạo nghễ ở trong hư vô tối tăm, cảm giác cường đại không thua gì quảng thành thiên tôn, Nhiên Đăng cổ Phật và Thế Gian Tự tại Vương Phật, nhìn thái độ của người này với những kẻ đại thần thông khác, mạnh kỳ nghi y là một trong đạo môn cửu tôn, đa bảo thiên tôn, người cuối cùng là một nữ tử mặc đạo bào màu xanh, đôi mắt sắc bén, sinh cơ mạnh mẽ, không có dáng vẻ cổ xưa hẳn là cường giả mới thành tựu tạo hóa sau thời thượng cổ của Bích Du Cung. Trong số những người đi vào, mạnh kỳ ấn tượng nhất ngoài đám bình thiên đại thánh, thì chính là vị địa tiên tri tổ kia, giữ thế đồng quân Trấn nguyên đại tiên, hiện là đại hành thần sứ đứng đầu 12 thần sứ la giáo, quả thật tiên phong đạo cốt, khí tức lâu dài cổ xưa, ngang hàng với nhiên đăng cổ Phật, đa bảo thiên tôn. Ánh mắt đảo qua đám người xích tinh tử, ngọc đỉnh chân nhân, mạnh kỳ đang định đi tiếp vào trong, thì nghe thấy tiếng quảng thành tử, trưởng giáo sư đệ chúng ta đi cùng với nhau thì tốt hơn đám nhiên đăng trấn nguyên tự e là không có ý tốt với ngươi đâu mạnh kỳ gật đầu đi sang bên cùng với đám người ngọc hư cung ngầm thành trận pháp tạo khoảng cách khu vực với các thế lực phật môn yêu tộc la giáo những người còn lại của thượng cổ thiên đình đúng lúc này từ phía trước trống không có một vật bay tới là nửa cái bia đá quang âm như thủy tri ý tràn ngập ập tới mạnh kỳ vận chuyển tuệ nhãn chăm chú nhìn thấy trên đoạn bia đá có một đoạn đạo văn ngô càn quét cửu thiên cựu thần hàng phục yêu tộc chúng thánh phạt bình đại địa cố quỷ mới thành lập ra thiên đình vô cùng thẳng thắn viết ra quá trình thành lập thiên đình năm xưa tuy rằng chỉ còn nửa khối bia đá nhưng mạnh kỳ vẫn có thể cảm nhận được quá trình gian nan nhưng mạnh mẽ khí nuốt vạn giới quét ngang tất cả của người đó thiên đế sinh ra từ tiên giới là tiên thiên thần linh chấp trưởng quyền lực tương ứng nhưng điều đó không có nghĩa ông ta có thể hiệu lệnh những tiên thiên thần linh còn lại ở bên trên người ta dù yêu hoàng tuy ẩn, nhưng yêu thánh vẫn còn, chư vị đại thánh của yêu tộc vẫn còn đang hoành hành trong trời đất, mặt khác, chân võ tiên thiên chi linh cát cứ, những nơi có địa thế thuận lợi, trưởng quản một phương, nhân tộc thì có tế tự tổ linh, có đồ đằng quỷ thần, không phải là thiên đế quăng ra một đạo ý chỉ, là vạn phương liền hàm phục. Nguyên thủy, đạo đức âm thầm hỗ trợ, nhưng đồng thời A Di Đà Phật, Bồ đề cổ Phật, linh sơn Phật tổ lại ngấm ngầm cản đường. Thiên đế có thể từng bước càn quét cửu thiên cựu thần, hàng phục yêu tộc chúng sinh, dẹp yên đại địa cố quỷ, một tay sáng tạo thiên đình, đủ thấy ông ta vô cùng lợi hại, lợi hại trên đủ mọi mặt. Bởi vậy mới viết ra tấm bia này, để ghi nhớ việc thiên đình thành lập. Đáng tiếc, phồn thịnh nào cũng sẽ có chỗ cuối, thiên đình lúc trước uy áp vạn phương nay chỉ còn lại một bức tường đổ, chỉ còn nữa khối bia đá này phiêu đáng ở trong hư vô, lặng lẽ kể lại một câu chuyện xưa không ai bị nổi. Nửa đoạn bia đá tới gần, cảm ứng được khí cơ của chư vị kẻ đại thần thông, những đạo văn trên bia sáng lên phụt ra một luồng khí thức uy nghiêm cao vời khủng bố ngưng tụ ra hư ảnh đế giả hai mắt quang mang lấp lóe bắn ra thời gian như nước xung quanh như chỉ còn hai màu đen trắng mạnh kỳ hoàn toàn mất đi cảm ứng với xung quanh chỉ một chút khí thức thiên đế lưu lại trên tấm bia đã phát ra thôi mà đã có uy lực kinh thiên đến vậy mạnh kỳ lập tức co lại khánh vân hóa quanh thân thành nguyên thủy chi điểm chống đỡ thời gian ăn mòn đến khi tất cả chấm dứt các kẻ đại thần thông xung quanh đều đã không còn chỉ nhìn thấy đằng trước có một tòa điện hư hại, bên trong có ánh đèn le lói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bốn phía đều là hư vô tối tăm, trống rỗng, đừng nói tới quang âm mỏng manh, lúc nào cũng có khả năng biến mất, xung quanh mọi thứ như cứng lại, không ngừng trở nên hỗn loạn, xé rách pháp thân và chân linh, ngay cả liên hệ hư ảo nhân quả cũng không thể hoàn thành, những thứ hơi xa một tí là hoàn toàn không thể nào nhìn thấy được, chỉ có thể mơ hồ cảm ứng mà thôi. Thế nên cái nửa tòa điện với ánh đèn mờ nhạt kia như một cái đạo tiêu, không cho phép mạnh kỳ vòng qua nó mạnh kỳ bước một bước đã tới bậc thang của tòa điện xuyên qua khe hở nhìn thấy bên trong có một bóng người mặc đồ trắng tinh bóng dáng thước tha khí tức thanh nhã xuất trần thoát tục không dính bụi trần đang khơi một ngọn đèn lưu ly màu vàng cho nó sáng thêm lên bóng người này mạnh kỳ không hề xa lạ hắn đẩy cửa đi vào chào thì ra là lưu la cô nương xin hỏi bây giờ nên gọi là huyền nữ truyền nhân hay là cửu thiên huyền nữ quanh thân lưu la nhàn nhạt tiên khí hoành giật đối kháng với sự ăn mòn của hư vô, rõ ràng có uy lực của cảnh giới tạo hóa và một loại cảm giác cổ xưa, mà xa xăm. Bóng người quay lại, đúng là huyền nữ truyền nhân Lưu La. Mắt cô chứa ý cười, tô trưởng giáo muốn gọi thế nào chẳng được, danh hào chỉ là vật ngoài thân, cần gì để ý. Mạnh kỳ nhìn cô, ban nãy gặp được nửa đoạn bia đá, cô và những thần linh còn lại của thượng cổ thiên đình vừa mới vào tầng trên cùng, không ngờ khôi phục còn nhanh hơn cả mỗ, còn có cả thời gian đi thắp đèn. Cửu thiên huyền nữ Lưu La mỉm cười, ta là thần linh chủ trì binh qua trinh phạt của thiên đình năm đó, đương nhiên chẳng xa lạ gì với thiên đế chi uy. Đối với chút tàn lưu này đâu có là gì, tô trưởng giáo chẳng lẽ lại thấy thế mà khó hiểu à? Theo lý là đương nhiên. Mạnh kỳ thở dài, xem ra ứng thân chi pháp của tố nữ đạo thực đã giúp bản thân ngài sống lại, các đời huyền nữ truyền nhân gì gì đều chỉ là vật dẫn mà thôi. Mỗi đời huyền nữ đều yêu thương rồi phụ bạc một người đàn ông, trên người mang nặng vô số nghiệt trái, là người đáng hận, không ngờ người đáng hận cũng có chỗ đáng thương mệnh không do mình, sống chỉ là lô đỉnh. Lưu la lắc đầu, trong tiên ý thanh nhã nhiều thêm mấy phần uy nghiêm, tô trưởng giáo nói sai rồi, nếu không phải bị kim hoàng đạo tiêu cố tiểu tàng phá hư, làm sao ta cần mượn thân thể liễu xấu ngọc giúp đỡ. Thần khu pháp thân và bản tính chân linh bị ngăn cách với nhau, thần khu pháp thân là bất hủ, được người ta hỗ trợ. Bản tính chân linh thì giấu đâu đó trong tiên giới, để trốn qua sự ăn mòn của thời gian. Khi thời cơ tới, hai cái sẽ nhập lại, tái hiện lại đỉnh phong ngày xưa nhưng nếu như vậy thì phải bị những ấn ký nhiều đời phản vệ quấy nhiễu không ngừng rơi vào luân hồi nếu không cẩn thận sẽ lập tức hôi phi yên diệt không còn cơ hội trở về mới đúng mạnh kỳ nhất thời nghĩ tới cố tiểu tang thần thần bí bí ở tố nữ tiên giới khi xưa và cô bé con gọi hắn là cha khóe miệng không nhịn được run run trong lòng không khỏi sinh ra kính nể thật đã làm khó cho cửu thiên huyền nữ lúc ấy kêu được cái từ đó ra khỏi miệng không hồ là thượng cổ đại thần không bị đạo đức thế tục và lời đồn đãi ảnh hưởng tới mình ấn ký nhiều đời hắn sâu sắc bắt được điểm mấu chốt ánh nến sáng bừng chiếu cả tòa đen như ban này lưu la vừa nhìn quanh vừa bình tĩnh trả lời muốn dùng biện pháp mà ta mới nói tới để sống qua vạn cổ đi đến mặt kiếp thì quan trọng nhất là lạc ấn không bị đứt đoạn linh tính trường tồn đó mới chính là nguyên do ta truyền xuống huyền nữ ứng thân pháp phàm mỗi đời huyền nữ và mỗi đời huyền nữ truyền nhân tu luyện pháp này đều là ứng thân của ta thay ta sống sót thay ta kéo dài thì ra là vậy Mạnh Kỳ giật mình gật đầu. Lưu La tiếp tục nói, các cô chính là hóa thân của ta ứng thời ứng vận mà sinh, đều có nhân sinh, đều có nhân quả, đều có tình cảm, sẽ không bị ta quấy nhiễu, cũng sẽ không bị ta chiếm cứ, cho đến khi hết tuổi thọ mà chết, trở về với trời đất, hoàn thành một vòng luân hồi, hoàn toàn tiêu tán. Mạnh Kỳ trầm ngâm một hồi rồi nói, nói cách khác, ngoài mối liên hệ nhân quả, thì bản thân mỗi người họ từ tri thức đến nhân sinh thực ra đều không có liên quan gì tới ứng thân nếu ngươi không dẫn phát, các cô sẽ chính là huyền nữ thật sự, huyền nữ truyền nhân thật sự. Dùng cách thức như vậy, ngươi không sợ ứng thân cường đại sẽ có thể vượt qua bản tôn, đảo khách thành chủ hay sao? Lưu la mỉm cười, ứng thân pháp ta truyền xuống chỉ tới truyền thuyết là rừng. Cho dù có gặp được cơ duyên xảo hợp thì cũng không thể đạt đến tạo hóa, không thể uy hiếp được ta. Mạnh kỳ đăm chiêu, vậy mỗi huyền nữ hoặc mỗi huyền nữ truyền nhân đều chính là ứng thân của ngươi đúng không? Vậy cũng sẽ có liên hệ nhân quả nhất định, Lưu La cảm thấy ngữ khí của hắn có chút cổ quái, nhưng vẫn gật đầu, ừ, cô khẽ thở dài, không có bỉ ngạn phù hộ, không đến cảnh giới tạo hóa đỉnh phong chạm đến bỉ ngạn, muốn sống qua vạn cổ, đi đến mặt kiếp, chỉ có thể sử dụng thần thông, hoặc nhờ vào truyền lưu thanh danh bằng văn tịch, hoặc chém một cái ta để chết thay, hoàn toàn ngủ say, hoặc truyền bá tín ngưỡng, dùng hương khói, mà ta chỉ có thể sử dụng ứng thân pháp mà thôi. Lúc trước thiên đỉnh rơi xuống, thiên đế đột tử, khiến những cửu thiên đại thần này đều bị mất đi phù hộ, Mạnh Kỳ không nói thêm, quét mắt nhìn quanh, thấy điện này tạo hình cổ xưa, có phần tiên ý, thuận miệng hỏi, "Đây là điện nào vậy?" Giọng Lưu La có phần hồi ức và cảm khái, "Đây là đại điện nơi chúng ta đợi Thiên Đế Triệu Kiến, lúc đó tầng trên cùng đâu đâu cũng bị phong cấm, ngay cả ta và mấy người tử vi tinh chủ cũng chỉ hoạt động được ở khu vực này, chứ không nhìn ngó được toàn cảnh." Thật không ngờ, mọi thứ đều đã qua, lăng tiêu điện cũng đã ngã xuống Trần Ai, mọi thứ đều hôi phi yên diệt, tòa điện các này lại còn được một nửa quả thực là thế sự khó liệu đại chiến ngày đó thật là kịch liệt bị ngạn chi uy quả thực là vượt quá mức tưởng tượng mạnh kỳ nhìn ra hư vô bên ngoài nghĩ tới chiến trường nguyên thủy và linh bảo mình từng nhìn thấy trầm ngâm nói e là ngay cả dòng sông thời gian hư ảo chảy qua nơi này cũng đã bị đánh nát thành mảnh nhỏ lưu la ưu tư đại chiến lần đó quả thực lan đến dòng sông thời gian hư ảo ngay cả quá khứ tri thân của chúng ta khi đó đang được thiên đế triệu kiến cũng bị hủy diệt nếu không phải nhờ thiên đế che chở ta e là đã không vượt qua nổi kiếp số lần đó, tử vi tinh chủ chính vì vậy mà hoàn toàn vẫn lạc. Mạnh kỳ cao mày nghi hoặc, thiên đế còn có dư lực phù hộ cho mấy thần linh như cửu thiên huyền nữ. Ngay cả ông ta cũng còn ngã vào trần ai, hoàn toàn vẫn lạc, hóa thành quang âm đao kia mà. Bình thường, nếu có dư lực, không phải nên tạo ra cơ hội cho bản thân mình hay sao? Giữ được núi xanh lo gì không có củi đốt, cứu thuộc hạ cảnh giới tạo hóa làm sao quan trọng, bằng bảo vệ thân thể bỉ ngạn của mình. Bỉ ngạn đại nhân vật chỉ cần sống, là sẽ có mọi khả năng xảy ra, là có cơ hội thay đổi quá khứ, giúp thuộc hạ sống lại. Trừ phi Thiên Đế đã biết chuyện không thể trái, cũng không trốn thoát được, cho nên mới man thiên quá hải, để lại hy vọng hoặc hậu chiêu trên đám người cửu thiên huyền nữ để mưu đồ tương lai. Thiên đỉnh rơi xuống, cửu thiên huyền nữ may danh ẩn tích một thời gian, sau đó dùng trạng thái đỉnh phong hạ phàm giúp đỡ nhân hoàng, giúp hắn đặt nên cơ nghiệp, sau đó nhân hoàng đột nhiên tọa hóa. Cùng thời gian đó, Cửu Thiên Huyền Nữ nhất mạch sáng lập Tố Nữ Đạo, Thu Lưu Hoan Hỉ Bồ Tát nhất mạch, có mùi cổ quái, tuy vẫn chưa thể tìm ra được chi tiết mọi chuyện, nối kết chúng lại với nhau, nhưng mơ hồ đã nghe ra có mùi vị âm mưu. Lúc trước Nhân Hoàng tọa hóa nhất định không chỉ liên lụy tới vô sinh lão mẫu. Một chi tiết quan trọng là được Thiên Đế phù hộ sống sót như vậy, sao Cửu Thiên Huyền Nữ lại nói cho mình biết? Mạnh Kỳ giật mình, quay qua nhìn Lưu La, thấy khóe miệng cô khẽ nhếch, như cười như không, như biết rõ hắn đang nghĩ cái gì. Mạnh Kỳ đang định hỏi thì cảm giác được khí thức bằng bạc tới gần, quay đầu nhìn lại, thấy một kim thân Phật Đà, sau đầu có 24 vầng Phật quang viên mãn hạ xuống trên bậc thang. Nhiên đăng cổ Phật. Mạnh Kỳ ngưng trọng mở miệng, quả thật không phải oan gia thì không gặp nhau. Nhiên đăng mỉm cười, hiền hòa khiêm tốn nói, không phải, không phải, là vì đạo hữu này và thí chủ có mối liên hệ vi diệu, thúc thế duyên phận với nhau, nên, qua hỗn loạn thời không cũng có thể cảm ứng được. 24 vầng Phật quang viên mãn sau đầu lão lóe ra những thân ảnh, cái thì mặt mày đau khổ, cái thì tuấn mỹ mỉm cười, song tất cả đều là ma Phật An An. Quả nhiên, vừa thấy hình chiếu ma Phật, Mạnh Kỳ hiểu ngay, hai đại địch nhân của mình quả nhiên đã kết thành đồng minh. Quả nhiên hồi đó chính là, nhiên đăng cổ Phật dựa vào thân phận từng là cao tầng của Ngọc Hư Cung, giúp ma Phật hoàn thành lẻn vào và bố trí cái vũ trụ trong giếng cổ Ngọc Hư Cung. Mạnh Kỳ nâng tinh thần lên cao độ, chăm chú tìm cơ hội, thấy một cái sẽ lập tức ra tay, tạo cơ hội bỏ chạy. Nhiên đăng cổ Phật tạo hóa viên mãn không biết đã bao nhiêu vạn năm, chỉ còn thiếu chư quả chi nhân là đăng lâm bỉ ngạn, đứng hàng đầu những kẻ đại thần thông đỉnh phong nhất, kẻ mới vào tạo hóa như hắn không thể nào chống nổi. Chưa kể bây giờ lão còn liên thủ với ma Phật Anan, -an. mặc dù kẻ này đang bị chấn áp ở Linh Sơn, chỉ thỏ ra được một tí sức mạnh thôi, nhưng cũng ghê gớm lắm. Cộng với cửu thiên huyền nữ Lưu La đã trở sẵn ở nơi đây, nói ra bí mật kinh người, chưa biết là bạn hay là địch cục diện như thế, đương nhiên không có cửa nào để mà cùng vọng. Nhiên đăng cổ Phật kim thân trong vắt, trí tuệ chi quang lưu chuyển, lặng lẽ đứng đó, như thực như ảo, khiến Mạnh Kỳ không sao tập trung vào được. Mình là chư quả chi nhân, có một sự liên hệ vi diệu hai chiều với ma Phật An-an, bị Nhiên đăng lần theo liên hệ đó lần ra hắn, tới nơi rồi hắn mới nhận ra, đủ thấy sự tranh lệch về nhân quả chi đạo giữa hai bên. Mặc dù chư quả chi nhân của hắn mạnh mẽ, có một chút bỉ ngạn thần dị nhưng hắn bị thua kém về thời gian tích lũy và kinh nghiệm quá nhiều, căn cơ quá cạn. Nhiên đang luôn giữ nét cười hiền hòa, như không nhìn thấy dáng vẻ đại đạo chi tranh, không chết không ngừng của Mạnh Kỳ, chuyển mắt qua phía cửu thiên huyền nữ. Nam Mô A Di Đà Phật, Tô Thí Chủ và Phật Môn ta có duyên, nên ta mới muốn độ cho hắn, mong Thí Chủ chớ nhúng tay. Cửu thiên huyền nữ mỉm cười, cổ Phật không phải thiên đế, cũng không phải nhân hoàng, ừm, lời của người ta có nên làm theo không nhỉ? ngụ ý là dù sao cũng phải lấy lý do gì đó thuyết phục ta, chứ không nên dùng kiểu cường thế áp nhân với ta. Mạnh kỳ không nói gì, toàn lực vận chuyển chư quả chi nhân, tìm thời cơ. Nhiên đăng cổ Phật An Tường nói, Tô Thí Chủ là một trong những kẻ ứng kiếp, lần này nếu không thể độ hóa, sau này e là không còn cơ hội nữa. Chẳng lẽ Thí Chủ muốn trơ mắt nhìn hắn thoát khổ hải, thân đăng bỉ ngạn, trở thành một nguyên thủy thiên tôn nữa hay sao? Tới lúc đó, vô cực hỗn độn chi đạo của hắn viên mãn, mặc dù thiên đế thực sự có cơ hội sống lại trở về, e là cũng khó mà tranh qua hắn được. Lưu la sắc mặt hơi đổi, ngươi đang nói ý gì? Nhiên đăng cổ Phật đầy ý cười, thiên đình rơi xuống, tiên giới hủy diệt, mà kỷ nguyên chưa chung, trừ phi thiên đế chưa có chết hoàn toàn, ta thật không sao nghĩ ra được lý do nào khác. Điều này ta tin là mỗi đại nhân vật đều rất rõ ràng, chỉ lúc ấy đều chưa bố trí thỏa đáng, nên mới ăn ý kéo dài kiếp số cho tới hôm nay. Lúc đó tử vi tinh chủ, đấu mẫu nguyên quân đều vẫn lạc cửu thiên lôi thần thì có phật tổ phù hộ mấy người các vị nhờ thiên đế che chở mới còn sống trốn trong tinh không cổ vực cho đến sau khi nhân hoàng long đài chú kiếm mới lục tục trở về giúp y nhảy ra bàn cờ thành tựu bỉ ngạn không lẽ trong này không có ẩn tình nào hay sao một bí mật kinh khiếp như thế mà lão nói ra cứ nhẹ tênh nét mặt lưu la đã trở lại bình thường khẽ cười tiên giới chưa từng bị hủy diệt hoàn toàn đây chẳng lẽ không phải là lý do thứ hai khiến kỷ nguyên chưa chung nếu thiên đế thực sự có hậu chiêu ở trên người chúng ta e là các đại nhân vật đã sớm tìm tới cửa khống chế chúng ta ở lòng bàn tay về phần tương lai của tô trưởng giáo có trở nên quá lớn nhảy ra khỏi bàn cờ hay không ta không quan tâm bởi vì nếu để cổ phật ngươi đắc thủ rút ra được chư quả chi nhân e sẽ ngay tại nơi này lập địa thành tổ đăng lâm bỉ ngạn một bên là tương lai mờ mịt còn đầy biến cố chưa chắc một bên là chắc chắn sẽ xảy ra cổ phật ngươi nói ta nên lựa chọn thế nào bàn tay cô có ánh sáng lóe lên một thanh tiên kiếm ẩn màu đỏ xuất hiện, trên có ba đạo văn mơ hồ, xích đế kiếm. Đây không phải là thần binh tố nữ đạo huyền nữ nhất mạch tương truyền, mà là bội binh của thượng cổ đại thần cửu thiên huyền nữ. Nghe nói là do một thần linh của thời đầu thượng cổ mạnh mẽ không kém thiên đế, bao nhiêu lấy thân biến thành. Nhiên đăng cổ Phật vẻ mặt trở nên trang nghiêm, khẽ niệm Phật hiệu, Nam Mô A Di Đà Phật, thí chủ nếu giúp ngoại đạo, đừng trách kim cương ta trợn mắt. 24 vầng Phật quang trên đầu lão rực lên, bên trong hiện ra một thân ảnh, toàn thân sáng rực, mặc đạo bào, khuôn mặt cổ sơ hiếm lạ, tiên phong đạo cốt, một tay nâng linh lung kim tháp, một tay sách ngọc sắc càn khôn thước, mặt cười tươi tắn, dung lão đạo xin chào cố nhân. Đây chính là nhiên đăng sau khi đầu nhập Phật môn, tiềm tu nhiều năm sau chém ra quá khứ đạo môn thân, tương tự như di lạc ngưng kết quá khứ xá lợi tử, thậm chí còn mạnh hơn ba phần. Đúng lúc này, Mạnh Kỳ mở miệng, lúc trước lão sư bắt đầu làm giảm cầu không, đã nói rõ chư quả chi nhân không phải là đồ của ngươi khiến ngươi ghi hận trong lòng nên mới đầu nhập phật môn nhưng sao ngươi không ngẫm lại lão sư là người luôn bao che khuyết điểm nếu ngươi là người phù hợp sao có chuyện không để cho ngươi mà để ngươi đi tìm người ngoài ngươi tu luyện vạn cổ mà vẫn chưa hiểu rõ vấn đề thật sự của bản thân mình là gì hay sao giọng hắn oang oang như sấm kết hợp nguyên tâm đâm thẳng vào trong lòng nhiên đăng chuyện nhiên đăng đầu nhập phật môn là mạnh kỳ nghe mấy người quảng thành tử kể lại còn suy nghĩ của nguyên thủy thiên tôn hay vấn đề gì đó của nhiên đăng là do hắn tự mình suy đoán bây giờ hắn lôi ra hết mục đích chỉ có một là châm thẳng vào vấn đề nhiên đăng quan tâm nhất để khiến phật tâm của lão bị rối loạn hắn muốn tạo ra cơ hội vừa mới dứt lời trong tay mạnh kỳ liền xuất hiện tuyệt đao phong mang xuyên qua những tầng hư không nhưng mà nhiên đăng cổ phật vẫn hiền hòa an tường như trước mỉm cười mặc kệ có vấn đề gì diệt ngươi xong là hiểu ra cả thôi tâm linh của lão không chút dao động 24 vầng Phật quang bay ra 6 vầng, hóa thành những hạt châu trong vắt, tỏa hào quang năm màu, chính là Định Hải thần châu. Sau phong thần chi chiến, 24 viên Định Hải châu đều rơi xuống người Nhiên Đăng, sau này vì muốn xây dựng ra 33 trọng thiên, nên sau khi bước vào cảnh giới tạo hóa viên mãn lão bèn lấy ra cống hiến, đợi đến khi thiên đỉnh rơi xuống, chư thiên tan vỡ, lão bèn cướp lại mấy viên. Hạt châu tỏa ra ánh sáng mênh mông, sáu hạt châu ngũ sắc như hóa thành sáu phương trời đất, có suy diễn hồng trần thế tục có dã thú súc vật phi nhanh, có thiên nhân nhảy múa, khi xảy ra ngũ suy, có tu la thành đàn, chinh chiến không ngớt, có ngạ quỷ bụng to, cổ như dây mảnh, vô cùng thống khổ, có những tầng quỷ hỏa âm khí xâm xâm, những cảnh khủng khiếp sau khi chết như chảo dầu cối say đều hiện ra cả. Nhiên Đăng đã dùng 6 viên định hải châu luyện chế ra một lục đạo luân hồi, thuộc về bản thân mình. 18 vầng còn lại Phật Quang Đại Thịnh kết thành một mảng, tịnh thổ ngang qua ức vạn kiếp hiện ra, ngọn đèn lưu ly nổi lên tỏa ra ánh sáng trắng đen, chiếu thẳng vào người Mạnh Kỳ. Nhiên đăng cổ Phật nhìn Mạnh Kỳ chém ra khai thiên tịch địa mà vẫn bất động như núi, chỉ tay một cái, trang nghiêm đọc, cái này đánh vào nhân gian đạo. Ánh sáng trắng đen lưu chuyển, nhân quả liên lụy, sáu viên định hải châu từ từ chuyển động, ánh đao của Mạnh Kỳ lập tức tan vỡ, hư ảo đại đạo ngưng tụ bị hồng trần lây dính, pháp thể đạo thân của hắn dần dần hóa thành phàm tục, không lâu nữa sẽ khiến hắn bị biến về thành một phàm nhân. Đây chính là sức mạnh khủng khiếp của kẻ mà nhân quả chi đạo chỉ kém một bước liền kết ra đạo quả hư ảo. Mạnh kỳ dùng tuyệt đao để bảo vệ bản thân, Khánh Vân bay ra khỏi đầu, hỗn độn như nước, bảo vệ một ngọn đèn lưu ly khó miêu tả bằng lời, khá giống với ngọn đèn lưu ly của nhiên đăng, chỉ thiếu phần cổ xưa mà thôi, nhưng lại có thêm nhiều phần ý nhị. Vừa cố gắng ngăn cản chuyển thành phàm tục, hắn cũng chỉ tay, trang trọng nói, chư quả chi nhân nếu có biến, vạn sự vạn vật đều tùy theo. Là nhân ban đầu, nếu một khi có điều thay đổi, quả sau đó đương nhiên sẽ phải biến hóa theo đây chính là uy lực thần thông của chư quả chi nhân tiến vào cảnh giới tạo hóa mạnh kỳ vừa dứt lời kim thân của nhiên đăng cổ phật liền hiện ra loang lổ những mảnh lưu ly vỡ ra rơi xuống ngay cả quá khứ đạo môn thân đang giao thủ với cửu thiên huyền nữ cũng trở nên nặng nề lão cũng bị chư quả chi nhân ảnh hưởng cũng bắt đầu lột xác về hướng phàm nhân đến khi cùng thành phàm nhân hắn có thể dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú mà chiếm thế thượng phong tuyệt đối tiên y biến mất làn da màu kim của đạo thể dần mất đi sự sáng bóng Mạnh Kỳ và Nhiên Đăng Cổ Phật rơi vào rằng co nhân quả chi đạo. Dù ta có thất bại, cũng kéo ngươi cùng thất bại theo. Sau đầu Nhiên Đăng Cổ Phật bay ra một cái ấn nhỏ đầy thần bí. Nó khẽ chuyển động, Định Hải Châu biến thành Lục Đạo Luân Hồi vận chuyển nhanh hơn. Luân Hồi ấn. Ma Phật Luân Hồi ấn. Tốc độ Mạnh Kỳ hóa phàm lập tức tăng nhanh, trong khi tốc độ biến hóa của Nhiên Đăng Cổ Phật vẫn giữ nguyên. Mạnh Kỳ đang định dùng tới Nhất Khí Hóa Tam Thanh để liều mạng, thì Cửu Thiên Huyền Nữ khẽ cười. Cổ Phật có biết ta thắp sáng đèn ở đây để làm gì không? Không phải chỉ để chiếu sáng đâu nha. Nhiên đăng cổ Phật giật mình, chuyển mắt nhìn vào sâu trong hư vô, nhìn thấy những vì sao cổ xưa khủng bố bay tới gần, kết thành trận, chính là bắt đầu từng sinh ra tiên giới. Bắt đầu lúc này như một chiếc xe loan, không cần có người điều khiển, vùn vụt lao tới, ánh sáng trên xe vọt lên, kết thành một mảng ánh sáng thần thánh không bờ bến. Mảng ánh sáng buông xuống làn ánh sáng như nước, bên trong có một hình ảnh như ẩn như hiện khí tức cường thế mạnh mẽ hoành tảo bát phương khiến nhiên đăng cổ phật cũng phải run lên nhớ lại một cảnh tượng quen thuộc thiên đế đi tuần đây là thiên đế đi tuần cửu long kéo loan bắt đầu làm giá tinh quân ngự xe thiên đế đi tuần không có cửu long kéo xe cũng không có tinh quân khống chế chỉ có một mình bắt đầu vùn vụt lao đến mảnh ánh sáng bao phủ bên trên bao trùm một thân ảnh tịch mịch cao ngạo cường thế thần bí lưu la trở nên trang trọng cổ phật không phải hỏi hậu chiêu của thiên đế ở đâu sao chính là đây đó nhiên đăng cổ phật biến sắc bắt đầu xa giá đã tới gần không còn cơ hội do dự nữa lão lập tức mặc kệ mạnh kỳ cùng quá khứ đạo môn thân vọt đi theo hướng ngược lại luân hồi ấn cũng chui vào hư vô biến mất vô tung lưu la lập tức truyền âm cho mạnh kỳ đi mau chậm e không kịp là đồ giả mạnh kỳ ngạc nhiên nhìn bắt đầu loan giá đang đi trong hư vô nhìn bóng người một thời quét ngang thiên hạ kia truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Ly cà phê nhé. Mạnh Kỳ thấy Lưu La hóa thành một đạo thanh quang, vọt ra khỏi tản điện, bắn về phía Loan Giá do bắt đầu tinh túc hình thành. Đi đâu? Theo Thiên Đế đi tuần. Chậm e không kịp, là sợ bỏ lỡ bắt đầu xa giá. Mạnh Kỳ không kịp nghĩ nhiều, lập tức đuổi theo Cửu Thiên Huyền Nữ phóng về phía bóng người cao ngạo cường thế, thần bí tôn quý kia, càng tới gần, càng cảm giác được tuế nguyệt như đao, từng đao mạnh mẽ mà hờ hững, đây là chân lý muôn năm không bao giờ thay đổi, đây là đạo. Thời gian lắng động lại, như ngưng tụ ra một tầng lại một tầng vách ngăn như nước, mạnh kỳ xuyên qua chúng, cảm nhận được sự thương cảm tang thương của thời gian. Nhất thời hơi khựng lại, nhìn thấy hai màu đen trắng, nếu không phải vô cực hỗn độn chi ý của hắn đã có tiểu thành chứng ra hư ảo đại đạo sụp đổ hư không, cuộn lại thời gian, e là sẽ vĩnh viễn bị lạc lối ở nơi này, hóa thành tuế nguyệt trần ai. nhưng mà ngay cả như vậy khí tức cường thế kia vẫn khiến cả thể xác và tinh thần mạnh kỳ run rẩy lập tức vận chuyển nguyên tâm chém sạch những ý niệm đối ứng dẹp ngay cảm giác mê muội vừa mới chớm hiện ra đúng lúc này một âm thanh kim loại va chạm vang lên từ trong bắc đầu tinh túc lành lót như tiếng chuông vang vọng réo rắt khiến bản tính linh quang của mạnh kỳ được đánh tỉnh thoát khỏi khổ hài mộng mê lại nhìn thấy rõ được cảnh tượng trước mắt hắn nhìn thấy cửu thiên huyền nữ lưu la đã bay lên xa giá đứng cạnh hình ảnh kia những đạo thời gian gợn sóng không còn nữa Mạnh kỳ thoải mái xuyên qua, đứng lại đối diện Lưu La, cảm khái, thượng cổ đại thần quả nhiên không phải là đơn giản. Hắn vẫn luôn kỳ quái không hiểu vì sao Lưu La lại thắp đèn trong tàn điện, nếu bảo là để bảo vệ mình thì quá buồn cười, tới cảnh giới này rồi, còn ai dựa vào ngoại lực nữa. Chử nhớ lại ngày xưa, thì chẳng còn cách giải thích nào khác. Cho tới bây giờ hắn mới hiểu được, cửu thiên huyền nữ là lấy ánh nến làm hải đăng, chỉ hướng cho bắt đầu xa giá, triệu hoán nó tới, lưu la hiền hòa nói ở nơi hư vô này không hề có đường xá nếu không nhờ bắt đầu xa giá dù không lạc lối trong hắc ám ăn mòn thì cũng khó mà tìm được những nơi tàn lưu còn hữu dụng lời ấy có ý gì mạnh kỳ sâu sắc nhận ra trong lời lưu la có ẩn ý gì đó lưu la lạnh nhạt nói thiên đế đi tuần tự có tuyến đường của nó bắt đầu chỉ hướng nhân gian có thể nghe hơn nữa nếu nơi này hoàn toàn hư hao không còn tàn lưu thì lạc ấn vào hư ảnh bắt đầu và dấu vết thiên đế tàn lưu cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Nói cách khác, tuyến đường thiên đế đi dạo ban đầu vẫn còn bảo tồn được một phần, chúng ta theo bắt đầu loan giá là sẽ tới được. Mạnh kỳ tiếp lời, bắt đầu làm giá, hướng đi không đổi. Cửu thiên huyền nữ gật đầu, giới này đã tổn hại, bắt đầu loan giá không đi ra ngoài được, đến bên cạnh liền sẽ trở về. Chúng ta nếu may mắn sẽ tới được vị trí ban đầu lúc thiên đế đi tuần. Ngày xưa thiên đế đi tuần nhất định không đến tới tầng trên cùng của cửu trọng thiên, Nói tới đây, Lưu La mỉm cười, hồi nãy ta nói chậm e không kịp, một là lo ma Phật và nhiên đang tỉnh táo ra, nhìn ra đây chỉ là dấu vết tàn lưu của thiên đế, quay lại đánh tiếp, thứ hai là lo nếu chúng ta để xa giá đi mất, thì không biết tới chừng nào nó mới quay lại. Làm nhiên đăng và ma Phật kinh sợ thối lui chính là một mục đích của cô. Nhiên đăng vẫn luôn nghi ngờ thiên đế có để lại hậu chiêu, có liên quan tới cửu thiên huyền nữ, nên vừa nhìn thấy xa giá chạy tới, sẽ không suy nghĩ gì nhiều, càng không có ý nghĩ đứng lại để kiểm tra xem là thật hay giả nếu lỡ nó là thật thì sao chả phải lúc ấy lấy chính tính mạng và một thân đạo hạnh của mình ra để đùa sao dưới bỉ ngạn nhiên đăng nào có sức phản kháng nếu bỏ lỡ cơ hội chạy trốn thì chỉ còn cách khẩn cầu thiên ý mà thôi cho nên đương nhiên là tin có còn hơn không tin bảo vệ bản thân trước mới là lẽ phải chỉ có mấy thằng ngu mới lấy mạng mình đi thăm dò bỉ ngạn về phần ma phật tuy rằng là bỉ ngạn giả nhưng bây giờ chỉ dùng được có một phần nhỏ thực lực y có kiến thức thật nhưng không có cảnh giới và thực lực chống đỡ làm sao nhìn ra được manh mối nhất là y từng là lôi thần phản bội thiên đế thượng cổ tạo hóa giờ gặp lại khổ chủ đương nhiên sẽ tự có xấu hổ trong lòng nhưng với khả năng của hai người họ sớm muộn gì cũng sẽ nhìn ra vấn đề nên phải chạy cho nhanh mạnh kỳ nhìn hư ảnh của thiên đế thở dài dấu vết tàn lưu lại mà còn có uy thế như vậy ngày xưa khi hoành áp thượng cổ thiên đế có phong thái tới cỡ nào hắn bật cười, Lưu La cô thực là hiểu biết nhiều, biết cả có hư ảnh bắt đầu loan giá còn sót lại. Lưu La cười yếu ớt, trước khi tiên giới tan biến ẩn độn, thanh nguyên diệu đạo chân quân phong bế tầng trên cùng, ta từng là thần linh còn sót lại của thiên đình, làm sao mà không biết được. Chỉ vì lúc đó đại chiến vừa kết thúc chưa lâu, dư ba còn rất là khủng bố, nên không dám vào, kéo dài tới nay. Hai người nói chuyện, bắt đầu xa giá vẫn tiếp tục lướt đi xung quanh chỉ toàn bóng tối trống không, nếu không có đạo tiêu để phán đoán hướng đi, người ta sẽ rất dễ có cảm giác bị lạc lối. Mạnh Kỳ sau khi hỏi được rất nhiều chuyện về tiên giới từ cửu thiên huyền nữ, thì cũng im lặng ngồi xuống, cảm nhận khí tức tàn lưu lại của thiên đế, tìm hiểu và quan sát tuế nguyệt chi diệu, tam sinh chi kỳ. Không biết qua bao lâu, phía trước tối tăm chợt có ánh sáng xuất hiện như một làn nước đục ngầu cuồn cuộn, quanh co, không ngừng dâng trào. Cửu khúc hoàng hà trận. Lưu la nói nhỏ, Mạnh Kỳ mở mắt nhìn qua, nhìn thấy Vân Tiêu thanh lịch, mặc đạo bào, Quỳnh Tiêu tao nhã tú mỹ mặc cung trang, Bích Tiêu váy xanh linh động, phiêu giật mà mạnh mẽ đang tỏa ra năm luồng thanh khí, cùng chống đỡ Hỗn Nguyên Kim đấu, bày ra cửu khúc hoàng hà trận. Bên trong đại trận, trên có khánh vân, trong khánh vân có ba đóa hoa sen tỏa hào quang rạng rỡ. Quảng Thành sư huynh, Mạnh Kỳ kinh hãi. Trong cửu khúc hoàng hà trận, chỉ nhìn thấy một mình Quảng Thành tử đang dùng phiên thiên ấn, lạc hồn chung và ba đóa sen trên đầu chống đỡ ăn mòn thời phong thần chi chiến, Ngọc Hư 12 tiên trong đó có Quảng Thành Tử sau khi bị tam tiêu, nương nương dùng hỗn nguyên kim đấu lần lượt bắt lấy, thì đều ở trong cửu khúc Hoàng Hà trận tước mất tam hoa trên đầu, đóng nội cảnh ngũ khí, trở thành phàm thai, sau này mất chín châu hai hổ mới lại luyện lại được thần thông, đủ thấy sự khủng bố của trận này. Nhưng nay đã khác xưa, tam tiêu nương nương gặp phải kiếp số phong thần bảng, dùng hỗn độn thanh liên tử mới sống lại trở về, thực lực chưa trở về được trạng thái đỉnh phong trong khi Quảng Thành Tử sau khi thoát khỏi sát kiếp, qua vạn năm khổ tu, qua sự kiện thiên đỉnh rơi xuống, chỉ điểm nhân Hoàng Vân Vân kiếm được cơ duyên, đã sớm trở thành kẻ đại thần thông đỉnh phong, nhìn xuống các tạo hóa, nên nay dù bị rơi vào trận cũng vẫn chống đỡ được, chưa mất tam hoa. Mạnh kỳ cao mày, hắn nhìn thấy tam tiêu nhưng tam tiêu lại không hề nhìn thấy bắt đầu loan giá tiến đến. Nếu đã vậy, hắn sẽ ra tay giúp. Thực lực của hắn hiện giờ đủ sánh ngang với Quỳnh Tiêu và Bích Tiêu, dù vẫn chưa bằng Vân Tiêu, Vô cực hỗn độn chỉ đạo cũng đủ khắc chế Hỗn Nguyên Kim Đấu, lại có Quảng Thành Tử phối hợp, trong ngoài giáp công, đánh vỡ Cửu Khúc Hoàng Hà trận sẽ không quá khó. Cửu Thiên Huyền Nữ Lưu La lại chỉ sang một hướng, truyền âm cho Mạnh Kỳ, đừng có lỗ mãng. Mạnh Kỳ quay qua nhìn, thấy trong bóng tối có một cổ Phật mặc tăng bào cổ đang đứng nấp bên trong, làn da đạm kim, mi tâm thì có chữ Phật do nhiều chữ vạn kết thành, chính là Thế Gian Tự Tại Vương Phật. Y đang lặng lẽ nhìn vào Cửu Khúc Hoàng Hà trận vẻ cực giống một con hoàng tước đang chờ cơ hội, quanh thân là những chữ phù lưu ly cổ xưa, mỗi chữ đều ẩn chứa đại thần thông đại uy lực, gồm 6 chữ, ông, ma, ni, bái, mễ, hồng. Mạnh kỳ dùng mình, không kềm được nhìn quanh. Trong bóng tối nhìn như trống chảy yên tĩnh này không biết còn cất giấu bao nhiêu nguy hiểm. Hắn chợt hiểu vì sao tam tiêu nương nương và thế gian tự tại vương Phật, không nhìn thấy bắt đầu xa giá. Vì khoảng cách giữa họ đã vượt ra khỏi phạm vi thần thức cảm ứng của họ, hắn là nhờ có hư ảnh bắt đầu xa giá và thiên đế, tàn lưu dấu vết tăng phúc mới nhìn thấy họ từ xa như vậy. Trong bóng tối yên tĩnh, cái gì cũng không có, ngay cả thời gian cũng không cảm nhận được, nhưng Mạnh Kỳ lại phát hiện ra thêm một kẻ đang ẩn trốn nữa, cũng đang từ xa nhìn vào cửu khúc hoàng hà trận và thế gian tự tại vương Phật, đa bảo thiên tôn. Y mặc huyền bào Nga Quan, mặt đỏ dâu vàng, kiếm y nội liễm, phía sau có quang hoa đủ màu đỏ xanh vàng trắng đen vân vân lúc ẩn lúc hiện, vây quanh bảo vệ, quả không thẹn với cái danh hào đa bảo. May mà mình không ra tay, nếu không e là thế gian tự tại vương Phật và đa bảo thiên tôn sẽ cùng hợp sức diệt trừ mình trước. Mạnh kỳ thở phò may mắn, nhưng mà thế này thì làm sao cứu Quảng thành tử? Hai người này đều là kẻ đại thần thông tạo hóa đỉnh phong, hắn với Cửu Thiên Huyền Nữ không có khả năng chống nổi, hơn nữa thái độ của Linh Bảo nhất mạch khá là kỳ quái, lúc đầu thì giúp đỡ nhân hoàng cao lãm, giúp y thành công lập ra Phong Thiên Đài, sau đó lại ngồi yên xem hổ đấu mượn tay hàn quảng ngăn cản thanh đế đang lâm bỉ ngạn can thiệp vào quá trình cao lãm tự chứng truyền thuyết hôm nay lại đứng nhìn quảng thành tử bị vây khốn miệng lưỡi lợi hại e là không có tác dụng đánh thì đánh không lại nói lại nói không xong chẳng lẽ mình cũng trốn trong chỗ tối tạo ra cơ hội khiến thế gian tự tại vương phật và đa bảo thiên tôn ra tay nhưng muốn khiến hai tạo hóa viên mãn giả giao thủ đòi hỏi phải có đủ thiên thời địa lợi nhân hòa đòi hỏi phải có thời gian trong khi tam hoa trên đầu quảng thành tử đã và đang không ngừng co lại có vẻ đã chống đỡ rất lâu, sắp nỏ mạnh hết đà. Tốc độ của bắc đầu xa giá không giảm, nhanh chóng tới gần cửu khúc hoàng hà trận, thấy đã sắp đi vào phạm vi cảm ứng của đối phương, hắn không còn nhiều thời gian để do dự nữa. bắt trước trò cũ bà nãy dọa lui, nhiên đăng cổ Phật dùng thiên đế chi uy dọa đa bảo thiên tôn tam tiêu nương nương và thế gian tự tại vương Phật. nhiên đăng cổ Phật cho là thiên đế còn lưu lại hậu chiêu, vẫn chưa chết hẳn làm lão tự ám thị mình, lại thêm lời lẽ gây hiểu lầm của cửu thiên huyền nữ mới làm cho lão sợ cảm thấy nguy hiểm hoảng hốt bỏ chạy trong khi đa bảo thiên tôn thế gian tự tại vương phật dù cũng có nghi ngờ thiên đế chưa chết hẳn nhưng nhìn thấy bắc đầu xa giá không hẳn sẽ giống nhiên đăng nghĩ đây là hậu chiêu của thiên đế có khi chỉ nghĩ là mình lại nhìn thấy một vật thiên đế lưu lại mà thôi giống như nửa đoạn bia đá lúc nãy thì sao nếu thế họ sẽ không bỏ chạy mà sẽ trần trừ theo dõi bắc đầu xa giá vậy sẽ nhìn ra manh mối thấy bắc đầu xa giá đã sắp tiến vào phạm vi cảm ứng của đa bảo thiên tôn thế gian tự tại vương Phật, hắn bước lên, tới trung tâm của Bắc đầu xa Giá, đứng trùng vào hư ảnh cao ngạo thần bí, cường thế tịch mịch của Thiên Đế. Khiếu huyệt mấp máy, khí tức biến hóa, thân hình thay đổi, chỉ trong tích tắc, Mạnh Kỳ đã biến mình thành cái người hắn đang giả dạng, một thần linh nhìn xuống chư thiên vạn giới, quét ngang đàn áp cả quá khứ tương lai, nguy nga cao vợi, kết hợp với mảng ánh sáng thần thánh trên đầu, thời gian như nước xung quanh, lợi dụng cảm giác mạnh mẽ tới cực điểm kia ảo ảo tiến tới dấu vết thiên đế tàn lưu vốn dĩ đã rất khủng bố đầy khí thế hoành tảo bát phương bây giờ có thêm hắn kết hợp vào hư ảnh trở nên như thật có linh tính sinh động mà cao xa mạnh mẽ lại tăng thương bát cửu huyền công thiên đế trở về đa bảo thiên tôn đang từ xa nhìn thế gian tự tại vương phật chờ cơ hội biến mình thành hoàng tước ở phía sau kiên nhẫn mười phần thì chợt giật mình có cảm ứng quay đầu qua nhìn thấy phía xa những viên tinh tú sáng ngời đầy cổ xưa chi ý kết thành hình đấu tự giá Mang theo ánh sáng trắng người kết thành mảng từ xa phóng tới. Trên cái xa giá do tinh tú tạo thành đó, dưới mảng ánh sáng thuần trắng kia, có một bóng người mơ hồ, cao xa mạnh mẽ, nhìn xuống vạn phương, thời gian xung quanh như nước, vạn năm không thay đổi. Đa bảo thiên tôn nhìn qua, thấy thân ảnh kia khẽ nghiêng đầu, lộ ra một đôi mắt hờ hững mà sâu thăm thẳm, trí cao trí đại, trí diệu trí vi, nhìn y như nhìn một con kiến. Một luồng khí thức đầy cường thế ập tới đầy tuế nguyệt trần ai, trong ẩn chứa sinh cơ, vô cùng quen thuộc. Thiên đế đi tuần. Là thiên đế đi tuần. Từ ánh mắt kia xem ra, thiên đế vẫn còn sống. Trong nháy mắt, đa bảo thiên tôn lập tức run rẩy. Lần đầu tiên sau mấy chục vạn năm, y run rẩy. nếu y là người phàm, lúc này hẳn là mồ hôi lạnh đầy mặt, nước chảy ướt lưng. Thấy bắt đầu xa giá bay nhanh tới gần, đa bảo thiên tôn không kịp nghĩ nhiều, ý thức giữ mạng vọt lên chiếm thượng phong, lập tức hoảng hốt bỏ chạy đi xa bên kia sáu chữ vàng ông ma ni bái mễ hồng quanh người thế gian tự tại vương phật không ngừng chấn động bị khí tức khủng bố kia làm cho lùi bước sau đó thế gian tự tại vương phật cảm nhận được ánh mắt kia nhìn qua mình cảm nhận được sự cường thế không đỡ nổi kia cảm nhận được sự chân thật của thân ảnh kia nét cười bên môi cứng lại rồi tan rã sự thanh tịnh luôn mang trên người cũng tiêu tán thiên đế ông ta còn sống lục tự chân ngôn phủ vận chuyển, Phật quang vọt lên, bao phủ lấy y, bắn nhanh về phía xa, hốt hoảng bối rối, ngay lập tức biến mất. Tam tiêu nương nương cũng sinh ra cảm giác đứng ngồi không yên, từng là thần linh của thiên đình, đương nhiên họ không xa lạ gì luồng khí tức này, đạo thân ảnh này, trong tâm hồ sóng dâng cuồn cuộn, không hề nghĩ ngợi lập tức thu hồi hỗn nguyên kim đấu, hóa thành ba đạo thanh quang, vọt đi xa bỏ chạy. Các cô vốn không phải là người trung tâm với thiên đế. Bắt đầu xa ra cắt qua hư vô, Tới gần cửu khúc hoàng hà trận bắt đầu tan vỡ, Mạnh Kỳ đứng ngạo nghễ dưới vầng sáng, không ngờ hiệu quả lại tốt tới như thế, dọa đa bảo thiên tôn, thế gian tự tại vương Phật sợ tới mức không nhẹ. Thấy Quảng Thành Tử đã thoát khốn, sợ kẻ địch quay lại, lập tức từ xa truyền âm cho ông, "Quảng Thành." Hai chữ này vừa ra khỏi miệng, Quảng Thành Tử như nghe thấy lời tuyên án, như con thỏ bắn vọt ra khỏi trận pháp, vọt áo đi xa, biến mất. Quảng Thành sư huynh cũng bị dọa chạy, bị dọa chạy. Mạnh Kỳ ngẩn người, bắt đầu xa giá không dừng lại, kéo theo Quang Huy, tiếp tục lướt đi chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong hư vô chỉ còn lại sự trống vắng, những hào quang rực rỡ vừa rồi đều đã không còn, nếu không phải còn những đốm sáng rơi rắc, thì cái gì cửu khúc hoàng hà trận, cái gì quảng thành tử, đa bảo thiên tôn, thế gian tự tại vương Phật đều chỉ là giấc mộng mà thôi. Bắt đầu xa giá xẹt qua hư vô tối tăm, tiếp tục chạy đi, mạnh kỳ biết rõ nơi này không thích hợp ở lâu với cảnh giới và kiến thức của đa bảo thiên tôn thế gian tự tại vương phật không bao lâu sẽ tỉnh táo lại nhìn ra có điều không đúng quay lại kiểm tra cho nên nhất định phải chạy cho thật nhanh dùng hư vô và chư quả chi nhân để xóa đi dấu vết làm gì còn dư lực đuổi theo quảng thành tử hội họp với nhau cỗ xe vùn vụt chạy đi trong tối tăm hư không xung quanh chỗ nào cũng giống nhau chẳng phân biệt được trước sau cứ như bắt đầu xa ra nãy giờ chẳng hề di chuyển mãi tới khi ở phía xa có một đốm sáng dần dần biến lớn, càng ngày càng thịnh, càng lúc càng tới gần, Mạnh Kỳ và Cửu Thiên Huyền Nữ Lưu La mới lại nhận ra được phương vị, từ trong mờ mịt trở về với nhân gian. Một khối đất bên trong có rất nhiều đốm sáng, khối đất này to cả vạn dặm, nhưng ở giữa bóng tối vô ngần rộng lớn lại trở nên vô cùng nhỏ bé, xung quanh và dưới đáy của nó có dấu vết hủy diệt rất rõ ràng. Xung quanh khối đất lúc nào cũng có phong bạo màu đen không ngừng gào thét quét qua, đủ để xé rách pháp thân, tan rã chân linh, xuyên qua hư không nhiễu loạn thần thức, chỉ từ xa nhìn, cũng đủ cảm thấy không rét mà run. Đây là nơi nào? Mạnh kỳ quay đầu hỏi Lưu La. Lưu La cao mày, hư hỏng nặng quá, không nhìn ra được. Bắt đầu xa giá bỗng nhiên hạ thấp độ cao, dần hướng về phía khối đất kia, mảng ánh sáng trên đỉnh xe hoàn toàn ngăn cản phong bạo màu đen bên ngoài. Trong quá trình thiên đế đi tuần, có tạm dừng lại ở đây. Mạnh kỳ nói khẽ, hy vọng cửu thiên huyền nữ Lưu La có thể dùng điều này để làm ra phán đoán. Lưu La chớp mắt, trong đôi mắt có những vòng gợn sóng đẩy ra, đẹp đến mức giống như mộng ảo, ngữ khí thêm mấy phần ngưng trọng, theo ta được biết, khi tuần tra tám tầng tiên giới, bắt đầu xa giá không hề có dừng lại, nơi này cho dù không phải điểm bắt đầu hoặc điểm kết thúc của thiên đế đi tuần, thì cũng là một nơi rất đặc biệt của tầng trên cùng cửu trọng thiên. Điểm khởi hành hoặc điểm kết thúc của thiên đế đi tuần. Một trong hai chỗ đó hẳn phải là lăng tiêu điện, nhưng mà nó đã theo thiên đỉnh rơi xuống trần ai, mai táng ở Ngọc Hoàng Sơn. Mạnh kỳ thầm nghĩ. Bắc đầu xa giá đã hoàn toàn hạ xuống đất, cỗ xe tinh tú này so với khối đất thì không to lớn gì, nhưng sức nặng của nó lại khiến khối đất trùng hẳn xuống, phong bạo màu đen xung quanh cuộn lại, hóa thành một vầng sáng mới. Rắc, mặt đất đã sớm bị tàn phá nứt ra, lan sâu xuống dưới, nhưng nó không vỡ hẳn, cho thấy đây quả là một nơi phi phàm thời thượng cổ. Mạnh Kỳ và Lula đứng trong bắc đầu xa giá nhìn ra, thấy phía xa có một ngọn núi tối tăm ở đằng sau phong bạo, cao tới đâu thì không biết nhưng tới giờ đã sụp đổ rất nhiều chỉ còn nhìn thấy phần gốc đầy cảm giác chấn phong áp cấm ta biết đây là đâu rồi lưu la khe khẽ thở dài mạnh kỳ nhìn cô là đâu thiên lao thiên lao thật sự theo nghĩa đen đôi mắt lưu la trong suốt như mặt hồ lấp lóe ba quang không ngờ nó vẫn còn sót lại được thiên lao tiên giới giam giữ cường giả loại nào mạnh kỳ nghi hoặc hỏi lưu la cười cười đương nhiên là những cựu thần cửu thiên cố quỷ đại địa bị thiên đế bắt được trong quá trình càn quét cả đời ông ấy dù bọn họ có kẻ đã vẫn lạc ở trong chiến đấu có kẻ tọa hóa sau khi bỏ chạy thì cũng có kẻ bị bắt sống đưa tới đây giam giữ họ coi như là những kẻ chứng kiến quá trình phát triển của thiên đế từ khi sinh ra là thần linh ở tầng thứ ba tiên giới cho tới khi lên tới tầng trên cùng của cửu trọng thiên trở thành chúa tể chư thiên vạn giới mạnh kỳ gật đầu thiên đế khi đi tuần đều sẽ dừng lại ở đây e là nơi này không chỉ đơn giản là thiên lao như vậy lưu la cười nhẹ cho nên chẳng lẽ không đi xem sao ngươi chưa từng đi vào mạnh kỳ hỏi ngược lại lưu la thản nhiên trả lời chưa tầng trên cùng tiên giới và rất nhiều nơi khác đều thuộc về cấm địa trừ cận vệ của thiên đế đám thần linh chúng ta e là chỉ có lôi thần mới được thiên đế ân chuẩn có thể ra vào nơi này nói đến lôi thần ánh mắt cô đảo qua mạnh kỳ vẻ hứng thú không ngờ năm đó thiên đế tin tưởng lôi thần tới như vậy đúng là quá sức tưởng tượng mạnh kỳ kinh hãi âm thầm nghĩ, vậy rốt cuộc sự dụ hoặc kia mạnh mẽ tới mức nào, mới khiến ma Phật phản bội thiên đế. Hèn gì lại có truyền thuyết lôi thần là người đứng thứ hai ở thiên đình. Mạnh kỳ gật đầu cảm khái. Lưu la nhìn hắc ngục thiên lao, ngữ khí mang theo vẻ hồi ức, thở ban sơ, từ khi được viễn cổ lôi chỉ sinh ra, lôi thần thực lực còn cường đại hơn cả thiên đế. Tốc độ tăng cảnh giới cũng nhanh hơn, nhưng y và thiên đế sau khi quen biết nhau, lại cam nguyện tùy tùng, toàn tâm toàn ý phụ trợ người kia. Khiến cửu thiên chúng thần lúc ấy vô cùng kinh ngạc, sau này, khi tu vi của lôi thần tăng tới cực hạn, chạm tới bình cảnh, mà thiên đế lại tìm được lối tắt khác, dùng thất sát bị đột phá được cửa ải giới hạn của tiên thiên thần linh, cái vị trí chủ yếu thần mạnh mới được đảo ngược lại. Ma Phật là mối họa lớn, là kẻ địch sinh tử của mình, nên đối với chuyện cũ của y, mạnh kỳ đương nhiên vô cùng hứng thú, lẳng lặng nghe lưu la kể, tô trưởng giáo, chúng ta hay là vào thiên lao xem xem, bắt đầu xa giá không biết lúc nào mới sẽ lại bay lên quay về điểm cũ. Ngươi không sợ bên trong sót lại cường giả cửu thiên cựu thần, đại địa vây công sao? Mạnh kỳ mỉm cười. Lưu la nhìn hắn, khuôn mặt thanh nhã thoát tục không chút cảm xúc, mặc dù trời lưu một đường sinh cơ, khiến cho nơi này không bị dư ba bỉ ngạn giao thủ làm cho tan nát, nhưng vạn cổ trôi qua, thời gian ăn mòn, dù bên trong còn có cựu thần cố quỷ còn sót lại, thì cũng lấy cái gì để mà chống đỡ. Cho dù chuyển tu quỷ đạo, thì tới hôm nay cũng đã sớm thọ tẫn mà chết, hôi phi yên diệt, có gì phải sợ thời gian là thứ vô tình nhất cho dù là bỉ ngạn vì chờ đợi mặt kiếp cũng phải nhảy ra khỏi dòng sông thời gian hư ảo tiến vào hỗn độn ngủ say lưu la là thượng cổ đại thần tạo hóa cường giả cũng phải nhờ bố trí cẩn thận mới kéo dài được tới ngày hôm nay cựu thần cố quỷ bị chấn áp mà không thể đào thoát làm gì có khả năng làm được chuyện này chứ nếu vì thiên lao bị hư hao mà trốn đi được ai lại còn ở lại cái chỗ trời ơi này dù nơi này hồi đó có bí mật hay chỗ tốt tiềm tàng gì thì qua vạn năm cũng đã đủ để họ lấy được rồi rời đi đây chính là lý do khiến lưu la không thấy sợ mạnh kỳ quay đầu qua hắc ngục thiên lao mỉm cười e không phải trời lưu một đường sinh cơ mà là vị bị ngạn đại nhân vật nào đó cố ý giữ lại mà thôi mặt lưu la khẽ động đang định mở miệng đã thấy mạnh kỳ bước ra rời khỏi xa giá đi vào trong phong bạo quanh thân màu vàng nhạt lấp lóe như dẫm trên đất bằng bất hủ bất diệt thẳng hướng đi tới ngọn núi tàn kia lưu la tỏa tiên khí ra bảo vệ quanh thân đuổi theo hắn sóng vai mà đi mỗ khá là hứng thú với chuyện của thượng cổ thiên đình, muốn nhờ huyền nữ nương nương thỉnh giáo một hai. Mạnh kỳ từng bước tới gần thiên lao, ánh mắt vẫn luôn nhìn trước, giọng vừa như trêu tức vừa như chân thành. Chuyện gì? Cửu thiên huyền nữ vẫn nguyên thanh nhã. Hắc phong phất vào mặt, thổi phá hư không, nhưng đối với mạnh kỳ, lại như dâng liễu mưa phùn, hắn như không chút chú ý hỏi. Sau khi thanh nguyên diệu đạo chân quân phong cấm tầng trên cùng cửu trọng thiên, nương nương đã từng tới đây, nên mới biết được tuyến đường bắt đầu xa giá chở thiên đế đi tuần Đúng vậy Cửu thiên huyền nữ lời ít mà ý nhiều trả lời Lúc đó thái dương thần quân đang ẩn thân ở trong quá khứ điện Mạnh kỳ tiếp tục hỏi Lưu la lắc đầu Việc này thì ta không biết Sau này gặp hy mới miễn cưỡng đoán được Nhưng không biết thời gian chính xác Ừ Lúc ấy lôi thần đã phong bế lối vào ba tầng trên của cửu trọng thiên chưa Mạnh kỳ vẫn nhìn thiên lao Tuy có hắc phong cách chở Nhưng nó đã là không xa phong bế rồi nhưng lúc ấy ta còn chưa ngủ say lại quen thuộc tiên giới ta đương nhiên tìm được cách vòng qua lưu la nghi hoặc mạnh kỳ hỏi cái này làm gì mạnh kỳ khẽ gật đầu vòng qua nó rồi ngươi có đi ngang qua bàn đào viên không đương nhiên là có lưu la không chút do dự trả lời mạnh kỳ hơi giảm tốc vậy nương nương có nhìn thấy thi thể của thọ tinh không có nhìn thấy trái huyết đào yêu dị sống ở trong óc thọ tinh không thi thể thọ tinh lúc thiên đình chi chiến ông ấy chưa vẫn lạc lưu là vô cùng vô cùng khó hiểu lúc thiên đình chi chiến ông ta vẫn chưa vẫn lạc mạnh kỳ dừng bước đã tới hắc mục thiên lao quả nhiên lúc trước kiến thức nông cạn nên khi tự phỏng đoán đã bỏ qua rất nhiều dấu vết để lại nếu thọ tinh bị người ta đập chết tại bàn đào viên trong sự kiện thiên đình dưỡng sinh ra tiểu đào tử thì tại sao sau khi sự kiện xảy ra những người đã tới ba tầng trên cửu trọng thiên như dương tiễn lôi thần thái dương thần quân và cửu thiên huyền nữ lại không nhìn thấy thi thể của ông ta chẳng lẽ lúc họ vào nó không còn nằm ở chỗ đó hay là họ không thể nhìn thấy thứ gọi là thái cổ tà vật cho nên hẳn là rất lâu rất lâu về sau đó đã có kẻ cố ý bày thi thể của ông ta ở chỗ đó để cho hắn tới xem quả thật là đặt cờ không dấu vết sau mấy mươi năm xác định được tiểu đào tử có khả năng có liên quan với đạo quả hư ảo của đông hoàng thái nhất hắn mới dần dần nhìn ra được là bút tích của ai đây ngọn núi to tướng đã sụp đổ rất nhiều chỉ còn lại chủ thể, lối vào thiên lao đã gần như bị bít kín, chỉ còn lại một cái khe rộng chừng nửa thước. Cửu thiên huyền nữ chưa từng nhìn thấy thái cổ tà vật huyết đào yêu dị, đương nhiên không đoán được mạnh kỳ đang nghĩ cái gì, nhưng mơ hồ đã biết là sau khi cô chìm vào ngủ say, có người đã vòng qua phong ấn, lẻn vào ba tầng trên tiên giới, để thi thể thọ tinh ở bàn đào viên, mục đích là gì thì không biết. Cô nhìn cái khe vào thiên lao, nói, cấm trận bên ngoài đã hoàn toàn hư hại. Trong đó nếu có cửu thiên cựu thần, Đại địa cố quỷ may mắn thoát khốn, thì hẳn cũng đã thoải mái rời khỏi nơi này. Mạnh kỳ gật đầu, xuyên qua khe hở, đi vào trong thiên lao. Trên đầu là một khoảng không gian cao ngất, mênh mông, lặng lẽ rộng vô biên, như tự thành một giới. Ở nơi này ngọc trụ nhiều không đếm xuể, cây nào cũng cao cả trăm trượng. Mạnh kỳ đứng ở trong đó, như một người thường đi tới thế giới của người khổng lồ. Hẳn là thân thể của các cựu thần cố quỷ rất là to lớn. Cửu thiên huyền nữ đi theo vào trong, tỏa thần thức ra kiểm tra, tai bỗng nghe thấy tiếng mạnh kỳ truyền âm, thiên đế chứng đạo, đăng lâm bỉ ngạn lúc nào. Sau khi càn quét xong cửu thiên cựu cử thần và một phần đại địa cố quỷ, được kim hoàng hắc đế hỗ trợ, thành lập thiên đình, mở ra cửu trọng thiên tầng trên cùng không bao lâu. Lưu La đã tự mình trải qua đoạn lịch sử kia, ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Mạnh kỳ chợt nghĩ tới một việc, thổ ban sơ, giới này là không thể tiến vào. Đúng, chỉ có một mình thiên đế mới có thể mở ra giới này, những bỉ ngạn đại nhân vật khác có làm được hay không thì ta không biết lưu la cố nhớ lại xem ra cửu trọng thiên tầng trên cùng quả thật có không ít bí mật chắc hẳn có liên quan tới việc thiên đế đang lâm bỉ ngạn mạnh kỳ không nhịn được cảm khái lưu la khẽ gật đầu đồng ý hai người bước tới càng đi càng có vẻ hướng nghiêng xuống dưới càng lúc xung quanh càng thêm tối tăm ánh sáng của những cột trụ ngọc chiếu xuống đến đây chỉ còn rất yếu lưu la đang định nói chuyện thì chợt có cảm giác biến sắc nhìn sang vùng hư không tối tăm thâm trầm ở bên trái cô quét mắt nhìn xung quanh khu vực cảm thấy trong bóng tối hình như có cái gì đó đang dịch chuyển ngừng trọng nói ta luôn cảm thấy có ai đó đang nhìn chúng ta ở xung quanh chỗ nào cũng có vừa giống thật lại vừa như chỉ là ảo giác ta không tìm thấy một dấu vết nào cũng không có khí cơ kích dẫn mạnh kỳ chắp tay sau lưng đi tới mỉm cười nhìn theo hướng ánh mắt lưu la mỗ cũng có cảm giác đó hắn cảm nhận thấy nhưng không hề chú ý Tuyệt không hề quan tâm lo lắng, ngoài việc ngoài ra hiện lên đạm kim, thì nhàn nhã đến mức như đang đi dạo ở trong vườn nhà mình, thuận miệng hỏi, "Ngày xưa Lôi Thần ở Thiên Đình là người như thế nào? Có chỗ nào đặc biệt không?" Lưu La là kẻ đại thần thông chủ trì trinh phạt của Thiên Đình, đương nhiên không sợ đám lén lút nhìn trộm, bình thản như đang nói chuyện phiếm, lúc ấy Lôi Thần nổi danh trung thành cương mãnh, không hề có hứng thú với quyền thế. Ngoài yêu thích chiến đấu, những lúc nhàn nhã cũng đều dành cho việc suy nghĩ tới con đường tu đạo của bản thân muốn lôi pháp lại có đột phá, thoát khỏi hạn chế của Tiên Thiên Thần Khu. Nói thực ra, lúc biết hắn phản bội Thiên Đế, Phật Môn Chi Thần hắn chém ra cũng phản bội Linh Sơn, Đoạ Lạc thành ma Phật, ta thật sự là không thể nào tin được. Một sinh linh có thể ngụy trang nhất thời, nhưng không có khả năng ngụy trang cả đời cho đến khi thay đổi. Lôi Thần từ khi sinh ra từ trong viễn cổ Lôi Hải, luôn nghĩa khí trung thành, cho tới trước cuộc chiến Thiên Đình rơi xuống cũng chưa bao giờ thay đổi, tất cả chúng ta đều không hề có ai có suy nghĩ gì không tốt không phải. Từ trước khi trận chiến thiên đình rơi xuống, trước khi ma chủ đánh lên tiên giới, lôi thần đã có dị tâm rồi. Mạnh kỳ nghe mà ngẩn người, ấn tượng của cửu thiên huyền nữ đối với lôi thần quá tốt, hèn gì tới ngày hôm nay cũng không sao ngờ được lôi thần, từ sớm đã bắt đầu phản bội. Đủ thấy ma Phật tiền thân ngụy trang quá là xuất sắc. Đó là bản lĩnh trời sinh hạ. Mạnh kỳ không nói cho cô biết, nhìn quanh một vòng, nghĩ nghĩ nói, huyền nữ nương nương, ngươi cảm thấy chuyện lôi thần, Phản bội Thiên Đế có liên quan gì tới Cửu Trọng Thiên tầng trên cùng hay không? Bởi vì thần linh có thể thoải mái ra vào nơi này ngoài cận vệ được Thiên Đế cho phép thì chỉ có y với Thiên Đế mà thôi. Có khả năng, Lưu là khẽ gật, có lẽ trong giới này có dấu bí mật giúp Đăng Lâm bỉ ngạn, có khi còn có liên quan tới đạo quả, nên mới khiến Lôi Thần khởi dị tâm, mới khiến nhiều bỉ ngạn đại nhân vật liên thủ đánh vào Thiên Đình. Đây chính là suy nghĩ và phỏng đoán bao năm nay của cô. Mạnh Kỳ đang định hỏi tiếp thì có ánh sáng lóe lên, Trước mắt xuất hiện thêm một con đường thông xuống lòng đất, những tầng bậc thang to lớn, cao 10 trượng, rộng 120 trượng, như cự nhân xây dựng cho mình đi, vẫn còn được bảo tồn khá là hoàn hảo, gần như không bị hư hại chút nào. Đi trên đó, Mạnh Kỳ và Cửu Thiên Huyền Nữ giống như hai con bọ chó, theo từng bậc thềm đi xuống, càng xuống sâu, càng thêm tối tăm, thâm trầm. Đi không biết bao lâu, đằng trước có những gợn sóng nhộn nhạo, ám ánh vàng, chiếu sáng cả một khu vực, bậc thang đến đây là hết mạnh kỳ và lưu la nhìn thấy một con quái vật to tướng nằm cuộn ngay chính giữa mỗi cái vảy của nó đều như một vì sao tỏa ánh sáng mờ ảo ẩn chứa vũ trụ nhưng cũng tịch mịch thê lương tàn tạ như đã tới hồi kết thúc mạng sống đó là một con chân long rất cổ xưa và tiêu điều chiều dài thoáng nhìn tưởng chỉ mấy chục dặm nhưng mạnh kỳ lại phải dùng tới đơn vị năm ánh sáng để tính ra chiều dài của nó đôi mắt nó nhắm nghiền sinh cơ đã đứt chỉ còn lại lờ mờ khí tức của tử vong đủ thấy khi còn sống nó vô cùng mạnh mẽ lục thiên tổ long chân long đầu tiên sinh ra trong kỷ nguyên này là long mạch ở tiên giới tầng thứ sáu sinh ra ý chí bản thân mà hóa thành muốn tranh thiên đế vị mà không thành định tạo nên hồng thủy diệt thế bị thiên đế lôi thần và chúng ta liên thủ bắt giữ không ngờ vẫn còn ở đây lưu la cảm khái trận chiến ấy đánh cho chân long gần chết từ đó long tộc suy yếu không còn khả năng tham dự vào đại sự của trời đất mạnh kỳ đi tới trước mặt lục thiên tổ long ngẩng đầu nhìn cái đầu cao to như ngọn núi của nó, nghĩ tới con đường hoành tráng, mà gia nan đang lâm ngôi vị cửu thiên trí tôn năm xưa của thiên đế. Ông ấy đã đánh bại không biết bao nhiêu là chân linh cường đại do trời đất sinh ra, đánh lùi không biết bao nhiêu kẻ mạnh mẽ mang ý đồ cướp lấy ngôi vị trí tôn, đến mức được nguyên thủy thiên tôn và đạo đức thiên tôn đồng ý hỗ trợ, chắc chắn không phải chỉ nhờ vào may mắn, mà đều là do bản thân ông từng bước một tạo ra. Không hổ là chân đạp quang âm, hoành áp một đời thiên đế mặt vảy lục thiên tổ long loang lổ, đầy dấu tích tuế nguyệt trần ai, hai mắt nhắm nghiền, không còn sinh cơ, ngày xưa mạnh mẽ, khủng bố tới cỡ nào, thế mà qua thời gian vạn cổ tuế nguyệt ăn mòn, cũng không thoát được kết quả thọ tẫn mà tọa hóa. Lưu La đang cảm thán, chợt nghĩ tới một ý, Tô Mạnh không hề có chút trở ngại nào tới gần như thế, cho thấy các tầng cấm pháp xung quanh lục thiên tổ long cũng đã không còn, nếu là vậy, sao nó không trốn ra khỏi nơi này, mà lại bó tay nằm đây chờ chết. Cô vừa nghĩ thế, lập tức cảm giác được một luồng khí tức âm lãnh mạnh mẽ tỏa ra từ thân hình của Lục Thiên Tổ Long, quét ngang khắp nơi, đôi mắt đang nhắm mở to, con ngươi trong suốt, bên trong có hai đóa lửa âm lục lạnh lẽo. Nó không chết, nhục thân của nó sinh ra linh trí mới. Cái miệng to tướng của Lục Thiên Tổ Long mở ra, sắp gầm lên thì một cự trưởng đạm kim to tướng đột ngột hiện ra, từ trên đánh xuống đầu con rồng, ấn cho thủ tức bị đánh trở vào trong. Rắc rắc, long khu kêu lên giòn rã dùng hết toàn lực cũng không thoát ra được, bị bàn tay kia đè chặt xuống. đằng trước lục thiên tổ long như có một cự nhân ám kim đứng sừng sững, mà sự thật trước mắt cũng không sai, đứng trước lục thiên tổ long hiện giờ chính là mạnh kỳ pháp thiên tượng địa biến thành ba thân hình lục thiên tổ long vỡ tan, như bị phong hóa đã lâu, một thân ảnh nhàn nhạt từ trong chạy ra, bắn vào trong bóng tối, chỉ mơ hồ nhìn ra được nó không có đầu, bất hủ thần khu không ngờ lại bị hủ hóa, lưu là hơi biến sắc. Mạnh kỳ thu hồi biến hóa, khẽ cười, nơi này quả là thú vị, chúng ta đi tiếp đi. Lưu la trầm ngâm một lúc, nói, ngươi không sợ à? Không sợ đám cựu thần cố quỷ bị giam giữ dưới đó, đều sinh ra dị biến như vậy à? Mạnh kỳ chắp tay sau lưng cất bước, mỉm cười, sợ chúng nó. Qua bao năm vạn cổ tuế nguyệt cọ rửa, dù có sinh ra dị biến, cũng sẽ diệt vong hoặc suy sụp mà thôi. Nếu trước đây chỉ còn là truyền thuyết, có lẽ ta sẽ sợ, nhưng bây giờ ta đã trở thành kẻ đại thần thông, nếu lại còn sợ hãi đám cựu thần cố quỷ bị suy sụp đã lâu này, tu luyện còn có tác dụng gì? Hắn quay qua nhìn Lưu La, thời đại của bọn nó đã qua rồi. Thời đại của bọn họ đã qua vậy còn chúng ta thì sao? Lưu La đột nhiên suy nghĩ xuất thần. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em ly Cà Phê nhé. Lưu La còn đang xuất thần, Mạnh Kỳ đã tiếp tục đi tới. Xuyên qua thi thể lục thiên tổ long đã tan thành những đốm sáng, đi xuống thiên lao. Lưu La nhanh chóng gạt đi lo lắng phiền muộn, cất bước đi theo, mở miệng nhắc nhở. Lục thiên tổ long là tiên thiên chi linh, là tiên giới long mạch biến thành hình. Sớm đã ngưng tụ ra thần khu, bất hủ bất diệt, hôm nay không ngờ tan vỡ, không còn lại gì, e là đã bị cái gì đó hấp thu tinh hoa, chỉ để lại. Xác không? Mà vật này và đôi mắt vẫn luôn nhìn trộm họ trong bóng tối nhất định là, có quan hệ với nhau, liên quan, tới cả cái thân ảnh không đầu lủi ra khỏi thần khu của lục thiên tổ long nữa. Mỗ rất ngạc nhiên, đây rốt cuộc là quái vật gì vậy nhỉ? mạnh kỳ trông rất bình thường nói không biết có liên quan gì với dư ba ngày xưa bị ngạn giao thủ với nhau còn sót lại hay không đáng tiếc ghê di thể của lục thiên tổ long không ngờ lại tiêu tán bằng không sưu tập náo với mấy cái thi hài cựu thần cố quỷ gì đó là có hy vọng cho tuyệt đao và thanh kiếm của hắn cùng tiến lên tạo hóa rồi đi qua khu vực này những bậc thang to lớn lại xuất hiện tiếp tục đi xuống mạnh kỳ và huyền nữ đi hoài đi mãi đi lâu tới mức không còn cảm giác được thời gian không biết qua bao lâu lại một đốm sáng vàng nhảy ra, như ánh nến, lặng lẽ cháy. Đi tới gần, đốm lửa ấy một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, hóa thành một đống chân hỏa trí dương màu xích kim, vàng chói nóng rực như mặt trời. Bên trong đống chân hỏa ấy là một con quái điểu ba chân lông đen ám ánh kim, hình dung thần tuấn, tỏa ra sức nóng hừng hực muốn nung chảy cả hư không, quấy nhiễu thời gian, sinh cơ cũng đã sớm không còn. Tam túc kim ô duy nhất của kỷ nguyên sau khi trời đất sơ phân. Mạnh kỳ chắp tay sau lưng nhìn con quái điều khổng lồ. Đúng, do thái dương hỏa tinh biến hóa. Tự mở linh trí, con tam túc kim ô duy nhất của kỷ nguyên, chấp trưởng quang minh, sinh cơ, hỏa hành, thời gian và phần diệt thời đầu thượng cổ, có quyền lực của thái dương nhất thể, là một thần linh cường thế. Cửu thiên huyền nữ vẫn giữ vẻ bình thường, nhưng sau này bị thiên đế đánh bại, bị tước đi thái dương quyền lực, đem một phần ban cho hy, thành tựu giao uy danh thái dương thần quân mặt trời và mặt trăng của chân thật giới không phải chỉ là hai hàng tinh bình thường mà đã tự sinh ra thế giới khác với tiên giới chiếu hình ở vạn giới hóa thành quyền lực tương ứng đương nhiên hình thành hư ảo đại đạo cho nên trong nhiều vũ trụ đó đều có sinh linh có trí tuệ sinh sống ban đầu về mặt tượng trưng họ đều coi thái dương thần là thiên đế hai người vừa đi vừa thoải mái cho chuyện vui vẻ với nhau mặc kệ ánh mắt nhìn trộm trong bóng tối và con kim ô đột nhiên ánh sáng bừng lên một mảnh trắng xóa thái dương chân hỏa quét ngang không gian Đốt cháy hư không, con tam túc kim ô mở mắt, từ trên cao nhìn xuống, mạnh mẽ mà uy nghiêm của bậc đế vương. Thời thượng cổ thần thoại, đế và hoàng tuyệt không phải ai cũng được tự xưng, mà đều có mang ẩn ý của thần linh cai quản, hay đấng trí tôn của phạm nhân, bên trong yêu tộc. Mạnh kỳ mỉm cười nhìn Lưu La, chân linh chấn động truyền âm cho cô, huyền nữ nương nương, cái này tới phiên ngươi giải quyết nhé. Lưu La không nói một lời, trong đôi mắt trong suốt phản chiếu hình ảnh tam túc kim ô nhưng không có ánh sáng trắng xóa và thái dương chân hỏa. Trong tích tắc, Khổ Hải bốc lên, quang âm dâng trào, con Tam Túc Kim Ô khủng bố đột ngột khựng lại. Nó vừa dừng lại, một làn kiếm quang đỏ rực từ trong tay Cửu Thiên Huyền Nữ rực lên, chém qua. Nơi kiếm quang đi qua, thái dương chân hỏa đều bị thôn phệ, ánh sáng trắng xóa bị hấp thu, trong không trung chỉ có một làn ánh sáng đỏ rực cực sáng, cực mạnh. Kiếm quang vạch qua, Tam Túc Kim Ô vang lên một âm thanh giòn vang một đường nứt xuất hiện, nó vỡ ra làm đôi từ ngay chính giữa, thân còn chưa rơi xuống đất, đã bị phong hóa thành bụi bặm tan biến, những đốm sáng của thần khu bất hủ lấp lóe rơi xuống tiêu tán, trong thi thể cũng có một thân ảnh không đầu lủi ra, chui vào trong bóng tối phía sau. Kiếm pháp hay, không hồ là đại thần chấp trưởng trinh phạt của thượng cổ thiên đình. Mạnh kỳ vỗ tay khen. Lưu la thu kiếm vào trong tay áo, mặt không chút thay đổi, giọng trịnh trọng, ta nghĩ ta nhận ra lai lịch của cái thân ảnh không đầu kia. Xin nghe cho rõ, Mạnh Kỳ nhìn cô, thanh kiếm ta đang cầm vốn là một kẻ từng bị chủ nhân đánh bại, hình thiên, ý đã bị thiên đế bêu đầu nhưng không chết, không ngờ sau này bị chấn áp ở đây, hôm nay lại sinh ra mấy phần quỷ dị. Thanh kiếm trong tay áo lưu la phát ra một tiếng kiếm minh réo rắt. Mạnh Kỳ khẽ gật đầu, xích đế. Quả nhiên, nhân vật bậc này luôn có nguyên hình thần thoại. Đúng, tuy rằng các cửu thiên cựu thần như Lục Thiên Tổ Long, Ban Sơ Kim Ô đều từng tranh giành bảo tọa trí tôn với thiên đế nhưng lúc đó hai kẻ địch mạnh nhất lại là hai người khác một là xích đế là hoàng của vô số sinh linh đại địa cũng là chúa tể trí tôn một nửa tiên giới từ một khía cạnh nào đó cũng có thể được coi là thiên đế sau này qua một thời gian chiến tranh lâu dài thiên đế mới từ từ xoay chuyển được cục diện nhưng phải đợi đến sau khi thiên đế nhờ thất sát bi bước qua được hạn chế của tiên thiên thần linh thì mới thật sự chiến thắng được nhắc lại chuyện cũ giọng lưu la có vài phần thổn thức xích đế cao ngạo, không chịu thần phục, nên lấy thân hóa kiếm, hình thiên dẫn. Dắt tàn quân tiếp tục chiến đấu, cuối cùng cũng bị bắt giữ, bêu đầu thị chúng. Nhưng ý chí của y quá mạnh mẽ, đến mức có thể lấy hư loạn thực, điên đảo sinh tử, lấy vú thay mắt, lấy rốn làm miệng, nên vẫn còn sống, tiếp tục phản kháng. Mạnh kỳ đâm chiêu gật đầu, sau đó thiên đế không nghiền xương y thành cho, mà là chấn áp ở đây, cấm không cho chư thần xuất nhập, mỗi lần đi tuần đều đến đây để kiểm tra, e là mỗi lần đó còn tiếp tục bố trí, sắp xếp kế hoạch gì đó hai người càng nói càng cảm thấy vấn đề nghiêm trọng bước chân không dừng tiếp tục đi tới họ đi qua rất nhiều tầng giam giữ các cựu thần cố quỷ tương đương lục thiên tổ long ban sơ kim ô nhưng những chỗ đó đều đã trống không giống như kẻ trong bóng tối kia biết ngăn chặn họ theo cách vừa rồi đã vô dụng nên không thèm làm nữa đi một hồi rất lâu cuối cùng mạnh kỳ lại nhìn thấy những đốm sáng những bậc thang khổng lồ đến đây kết thúc đống đốm sáng phiêu đáng phía trước tỏa ra âm diễm lạnh lẽo bao quanh một đế giả mặc huyền bào đang từ trên cao nhìn xuống, khí tức của người này rất mạnh, tự ý cuộn trào mãnh liệt, hóa thành ám hỏa có khả năng đốt cháy cả bản tính linh quang, mi tâm có đạo văn mơ hồ, vừa giống quỷ vừa giống tiên vừa giống yêu, cảm giác mạnh hơn Lục Thiên Tổ Long và Ban Sơ Kim Ô rất rõ. Lưu La thở dài, "Thành Thang, Thành Thang, người khai sáng Ân Thương Vương triều, nghe nói tổ tiên là huyền điểu và hậu duệ nhân tộc, nửa thần nửa người, thống ngự đại địa, yêu tộc, nhân loại, địa chi các loại đều phải cúi đầu." Mạnh Kỳ chẳng chút sợ hãi, nếu theo lời của Nương Nương, trong năm thượng cổ, danh hiệu đế là tượng trưng cho người thống ngự chư thiên và đại địa, ý chính là thiên đế. Các đời quân chủ ân thương đều có nhân hiệu, kể cả trụ vương, cũng được gọi là đế tân. Ha, xem ra kẻ địch mạnh còn lại của thiên đế chính là ân thương thành thang này, phong thần chi chiến nhất định không phải chỉ vì thiên đình thần linh. Thời Chu Thương Triều, không ai dám xưng đế, đời đời đều chỉ tự xưng là vương đến khi thiên đình rơi xuống thượng cổ đi tới chung kết nhân hoàng tọa hóa danh hiệu đế và hoàng mới dần trở nên tràn lan thành thang nửa thần nửa người là hậu duệ huyền điểu lúc đó có linh bảo thiên tôn và yêu hoàng hỗ trợ muốn dựa vào đại địa đối kháng thiên đình phản phạt chư thiên thành tựu sự nghiệp trí tôn vĩ đại thống ngự cả thần linh nhân loại và yêu tộc là bước cản cuối cùng trên con đường quét ngang thống nhất của thiên đế lưu la chăm chú nhìn thành thang khẽ gật đầu hơn nữa thành thang dã tâm không chỉ có nhiêu đó ông ta thực ra là muốn lập nên một cơ nghiệp vạn thế không suy nên khi còn sống đã binh giải thân hình nhận hương khói hóa thành quỷ đế sáng lập âm thế ý muốn thành lập địa phủ phản nuốt tiên giới muốn đời đời hậu duệ của ân thương khi còn sống là hoàng sau khi chết là đế nhất thống tiên giới cửu u và đại địa mạnh kỳ nghe mà ngạc nhiên đang định mở miệng hỏi thì quỷ đế thành thang đã há miệng giọng khàn khàn lập tức thối lui không được quấy nhiễu không được quấy nhiễu Mạnh Kỳ và Lưu La ngạc nhiên nhìn nhau, không được quấy nhiễu. Trong Hắc Ngục Thiên Lao có ai đó đang ngủ say à? Mạnh Kỳ nhận ra Lưu La cũng hoàn toàn không biết gì, hắn quay lên nhìn Quỷ Đế Thành Thang, lướt qua những đốm sáng âm hỏa quanh người ông ta, nhìn vào trong bóng tối sau lưng ông ta, thấy nơi ấy mông lung thành hình, như có đủ màu trắng xanh vàng đỏ từ trong đó bay ra. Quấy nhiễu cái gì? Hắn hỏi. Đạo văn ở mi tâm Thành Thang nổi lên rõ hơn, mắt rõ uy nghiêm, tỏa ra hung quang khàn khàn nói không liên quan tới các ngươi lập tức thối lui bằng không đừng trách ngô không nói tình cảm giọng ông ta khàn khàn trầm trầm nặng nề như tiếng sấm vang dội trong lòng mạnh kỳ và lưu la làm cả hai vô thức sinh ra cảm giác khuất phục ngay cả bản tính linh quang cũng bị chấn nhiếp lay động gợn sóng sự khống chế đạo thể chân thân yếu hẳn đi thành thang tuy bị chấn áp mấy chục vạn năm nhưng đế khí quả nhiên không phải chuyện đùa đế vương giận trời đất động một tiếng quát cả thương sinh cúi đầu cửu thiên huyền nữ lưu la cẩn thận vô cùng đang định ngầm trao đổi với mạnh kỳ thì đã nghe thấy hắn cao giọng nói từ khi chu thay ân thương đã trôi qua hàng vạn năm đế quân bị giam giữ ở nơi này không chìm vào ngủ say không có cách gì tránh được thời gian mài mòn e là đều đã sớm thọ tẫn mà chết chân linh tiêu tán bây giờ còn có thể đối thoại với mỗ lại có thực lực nhất định hẳn là vật dưới đáy thiên lao kia có quan hệ với luân hồi chỉ có trải qua luân hồi biến hóa mới có khả năng sống sót cho đến ngày nay, lại nắm giữ được quỷ đế chi khu. Vừa nghe thấy hai chữ luân hồi, thành thang lập tức nổi giận, đáng chết. Năm đó vong hồn dưới tay ngô không phải là không có kẻ đại thần thông, chớ có cản rỡ. Đế khí cuộn trào mãnh liệt, hiển hóa ra một cái hoàng khí cổ đỉnh, hướng về phía đỉnh đầu mạnh kỳ, định chấn áp khí vận của hắn, làm suy yếu bản tính linh quang của hắn, xung quanh hắn, hư không hóa thành âm thế, âm đức trắng nhật ngưng tụ thành một cây cờ, vắt qua một cái, mọi thứ đều bị lu mờ, khí vận đế đỉnh. Lui thế âm đức, lưu la biến sắc. Không ngờ đế quân thành thang, bị giam đã hàng vạn năm mà vẫn có thể ngưng tụ ra được ân thương. Hoàng triều khí vận đế đỉnh, tụ hợp âm đức tích lũy được sau khi sáng lập ra âm thế. Tuy rằng đương nhiên không bằng lúc cường thịnh, nhưng cũng không thể khinh thường. Đỉnh khí do nhiều đời hoàng triều xưng đế tạo thành đủ sức chấn áp khí vận của tuyệt đại đa số tiên tôn, khiến họ bị như rơi vào sắt kiếp, tự che mở tâm trí, mọi chuyện đều trở nên không thuận đạo đạo không thông, dần dần đi về hướng mặt lộ. Vạn thế âm đức không chỉ giúp phù hộ bản thân tránh thoát kiếp số, còn có thể đảo ngược chuyển thành một trong ngũ thái, trừ khử vạn vật, mạnh mẽ đến cực điểm. Tranh, xích quang vọt lên, kiếm khí bốc cao. Lưu la không dám chậm trễ, tiên khí lượn lờ hiện ra cửu thiên huyền nữ chân thân, thanh quang tràn ngập, mông lung. Mạnh kỳ không ngờ không lùi mà còn tiến tới một bước. Một bước bước ra, đất trời thay đổi, âm thế chấn động, đế khí lung lay, thân hình mạnh kỳ nhanh chóng to ra, hóa thành cự nhân màu đạm kim đầu chạm trời, chân đạp cửu u, hắn chìa tay, trong lòng bàn tay một màu u ám, vô tri vô giác, không phân trên dưới trước sau trái phải vô cùng quỷ dị, khiến chung quanh ảm đạm thất sắc, ấn thẳng về hướng khí vận đế đỉnh. Hai thứ vừa tiếp xúc với nhau, bóng tối lập tức lan rộng, đế đỉnh cổ xưa khẽ kêu lên, không còn khả năng chấn áp, ở trong hỗn độn u quang nhanh chóng bị tan rã, trở về trạng thái ban sơ. Vô cực ấn, quỷ đế thành thang thất thanh hô, ông ta đang định rút đi thì bàn tay u quang kia đã tiếp tục tiến tới hỗn độn chi ý tràn ngập ùa đến kỳ phiên do âm đức tạo thành rung lên bị u quang thôn phệ biến mất không thành thang kinh hãi kêu lên xoay người bỏ chạy nhưng dù đã vận thuấn di lại vẫn thấy mình hình như đứng yên ở chỗ cũ phương hướng đã hoàn toàn bị lẫn lộn xoay quanh chỗ cũ u ám lan rộng bao phủ thành thang những đốm âm hỏa lụi tắt quỷ khí ảm đạm tan biến ngưng tụ thành hư ảo đại đạo vô cực hỗn độn không ngờ lại mạnh mẽ như vậy lưu là mắt lấp lóe. Nguyên Thủy Thiên Tôn từ khi sinh ra đã là bỉ ngạn, vô cực hỗn độn chi đạo đã thành hư ảo quả thực, khiến người ta không biết được uy lực của nó, khi ở cảnh giới tạo hóa là như thế nào. Kim Hoàng chém đi quá khứ, hóa thành vô sinh lão mẫu, những khi hiện ra trước mặt thế nhân, đều không hề thua kém thanh đế khi xưa, tiếp cận bỉ ngạn, vô cực hỗn độn chi đạo gần như đã ngưng tụ thành đạo quả hư ảo. Tới ngày hôm nay, cô mới nhìn thấy thần uy vô thượng của vô cực ấn ở cảnh giới tạo hóa cho dù thành thang đã bị chấn áp hàng vạn năm, lại trải qua chuyển thế, thực lực không còn được một phần của thời cường thịnh, nhưng có thể chỉ một kích đã khiến khí vận đế đỉnh. Luy thế âm đức mang bản thể quỷ thần chi khu của ông ta cùng lúc bị băng diệt, trở về ban sơ, cũng đủ khiến tất cả kẻ đại thần thông đều phải ghé mắt. Mạnh kỳ vừa muốn thu tay về, phất tụ bào bắt lấy thành thang, thì chân linh của ông ta đã tự nổ tung, không thể cứu lại được. Đáng tiếc. Mạnh kỳ lắc đầu, hắn thu hồi pháp thiên tượng địa tiếp tục bước đi đăm chiêu hỏi vừa rồi nương nương có nói rất nhiều chuyện liên quan tới việc thiên đế chi tranh nhưng hình như đã để sót một tiên thiên thần linh thượng cổ rất là quan trọng luận về thần linh thời đại thần thoại không thể không nhắc tới vị thần này ngươi là nói hậu thổ nương nương lưu la thở dài bà ấy là đại địa chi khí của chân thật giới biến thành sau này khai trí vô cùng thương hại chúng sinh chỉ muốn phù hộ vạn giới tuy rằng quyền lực rất nặng thực lực rất mạnh, nhưng không có liên quan gì đến Thiên Đế bảo tọa chi tranh, được các phương thế lực rất là kính trọng. Lúc đó, chọc khí hạ xuống, chìm thành cửu u, trong đó có là Phong chi giới, Hắc Mục chi giới và Hoàng Tuyền lưu vực, là căn nguyên của tử khí, khởi nguồn của quỷ vật, sinh linh nào có chấp nhiệm oán hận không dứt, cảm ứng được những địa phương này, thì sau khi chết sẽ hóa thành âm quỷ hoặc cương thi, mất đi tất cả các ký ức, chỉ còn lại chấp niệm, những sinh linh còn lại thì tiêu tán ở trong trời đất, trở về với tự nhiên không có cái gọi là chuyển thế. Đến sau này, sinh linh mới biết, được hương khói tế tự có thể giúp những quỷ vật chấp niệm không tiêu đáp nạn âm thể, trở thành quỷ thần, tạo thành âm thổ các nơi, các nhà. Thành thang là kẻ dã tâm mạnh mẽ, muốn tự tích âm thế, dung hợp những phương âm thổ này vào tạo thành âm phủ, sau đó liên kết với các giới cửu u như la phong hắc ngục vân vân, tạo thành địa phủ thật sự. Mạnh kỳ nghi hoặc thời điểm đó hậu thổ nương nương có đăng lâm bỉ ngạn chưa? Lưu là lắc đầu, chưa? Tới sau khi phong thần chi chiến kết thúc, thiên đế bế quan ở quá khứ điện mở ra tầng trên cùng cửu trọng thiên hậu thổ nương nương mới đột nhiên giá lâm bí mật tiếp kiến, sau đó rời khỏi tiên giới trở về đại địa. Thực không ngờ bất chi bất giác bấy lại mạnh tới mức độ còn vượt qua cả thiên đế. Lúc chứng đạo bị ngạn đương nhiên sẽ bị ngăn trở, lúc ấy hậu thổ nương nương đã phát ra đại nguyện, lấy đạo quả hư ảo của mình làm vật liệu, lấy thân mình làm đỉnh, lấy cửu u chi giới như là phong hắc ngục làm lừa đúc thành một món pháp bảo giúp sinh linh có thể luân hồi. Nhờ như thế, bà ấy đã thành công lên bờ, nhưng cũng mất đi tính mạng, hóa thành luân hồi ấn, không ngờ bà ấy đã sớm tính toán tới việc hy sinh thân mình. Sau khi luân hồi ấn sinh ra thì rơi vào tay ai? Mạnh Kỳ hỏi. Lưu La cười khổ, luân hồi ấn vừa hiện ra là biến mất, ngay cả các đại nhân vật cũng không thể tìm ra. Đến khi nó xuất hiện lại thì chính là trong trận chiến hủy diệt Linh Sơn. Tóm lại, sau khi hậu thổ nương nương dùng thân hóa ấn, thế gian liền có luân hồi người chuyển thế ba lần sẽ không còn hồn cũ hai người vừa nói vừa đi cuối cùng cũng đến nơi sâu nhất của thiên lao nhìn thấy hai khối đá viết đầy đạo văn cổ xưa ngươi thật muốn thăm dò nơi này không sợ quấy nhiễu thứ khủng bố gì đó a à? lưu la trịnh trọng hỏi mạnh kỳ mỉm cười sau khi giành giật kiếp số rồi tự chứng truyền thuyết mỗi từng cảm thấy thỏa mãn làm việc đều chỉ cầu ồn cầu thỏa làm vậy không sai nhưng những chuyện xảy ra sau đó đều trở thành thân bất do kỷ bắt đầu vượt qua khả năng khống chế của bản thân, khiến mỗ cảm thấy rất là thống khổ và vô lực. Cuối cùng mỗ đã nhìn ra một chuyện, nếu quá cầu ổn thỏa, trong khi bản thân lại đang ở trong bối cảnh mặt kiếp, kỷ nguyên chung kết, bị ngạn tranh phong thì không ổn, không mạo hiểm một chút là không thể nào tìm được đường sống. Hôm nay mỗ tình nguyện mạo hiểm, thà là chết ở đây, chứ không muốn sau này bất lực và hối hận vì trước đây đã không cố gắng. Nói xong, hắn thò tay ra, ấn lên hai khối cửa đá, trong mắt Lưu Ly đang hiện ra, thôi diễn cấm pháp, lưu la nhìn hắn như nhìn thấy một thanh đao sắc phủ bụi đã lâu cuối cùng cũng rút ra khỏi vỏ tỏa ánh sáng chói mắt đao giả cương mãnh tiến nhanh hướng về phía trước không ai cản nổi chuyện được đọc bởi kênh haleji audio những đạo văn mơ hồ trên hai phiến đá dần sáng lên hiện ra rõ hơn chiếu vào trong mắt mạnh kỳ được đạo nhất lưu ly đang không ngừng phân giã ra phân tích suy diễn khi hình ảnh cuối cùng dừng lại hai bàn tay của mạnh kỳ cũng ấn mạnh xuống hỗn độn u ám bao phủ hai khối đá lúc đầu còn nhìn thấy trong u ám có quang mang lấp lóe phù văn không ngừng biến đổi nhưng chỉ sau mấy sát na mọi thứ đều nhanh chóng tan biến tan rã vào trong hỗn độn hai phiến đá cũng hoàn toàn biến mất không còn lộ ra những bậc thang rộng lớn hướng đi xuống đột nhiên có một làn ánh sáng màu xám từ đâu đó không chút báo hiệu bổ ra trầm trọng mà sắc bén như một cây búa mạnh mẽ chét đứt cả bầu trời chém rạch u ám phân cách hỗn độn trời đất như một lần nữa sinh ra đương tiếng kim loại va chạm vang rền, quang mang màu xám dừng lại, quang mang tiêu tán, lộ ra là một cái rìu đá cổ xưa loang lổ, bị bàn tay phải màu đạm kim của Mạnh Kỳ chặn lại ngay trước người hắn. Những giọt máu trượt xuống rìu, bên trong như có vô số quy tắc hiện ra, tự hình thành một giới, sau đó nhanh chóng tan rã. Cầm rìu đá là một cự nhân không đầu, hai đầu biến thành con mắt, rốn biến thành miệng, ý chí mạnh mẽ đến mức trở thành hiện thực, chính là cường giả thượng cổ hình thiên. Đã lâu lắm rồi mỗ không còn bị ngoại thương thế này, thật là đáng tiếc. Vạn năm đã qua, tuế nguyệt cọ rửa, ngươi đã không còn được tới hai thành của thời đỉnh phong, nếu không ta không chỉ là bị thương da thịt mà thôi. Mạnh kỳ nắm ngược lưỡi rìu, cảm thán nhìn hình thiên, u ám bị chém ra làm hai vòng lại, lại ngưng tụ thành hỗn độn. Hỗn độn lan ra, bao phủ hình thiên, ý chí mạnh mẽ tả sung hữu đột, mạnh mẽ kháng cự, nhưng cuối cùng cũng bị thôn phệ, trở về ban sơ. Mạnh kỳ quyết định không bắt sống hình thiên, mà dùng vô cực đồng hóa, hy vọng đọc được chút mảnh vỡ ký ức của người ta. Nhưng chỉ có bóng tối, bóng tối tuyệt đối, không có một vật nào cả, mảnh vỡ ký ức của hình thiên chỉ có thế thôi. Ngay khi mạnh kỳ tan dã diều đá do ý chí của hình thiên ngưng tụ, hấp thu nó vào trong khai thiên ấn thì bóng tối đột nhiên tan vỡ, lộ ra một đôi mắt hờ hững mà uy nghiêm, khiến người ta không tự chủ được mà thần phục, tự nguyện nghe theo hiệu lệnh của nó. Mạnh kỳ nghe thấy giọng cảm khái của Lưu La, quả nhiên là khai thiên khắc vô cực. Một diều vừa rồi của Hình Thiên có rõ ràng khai thiên chi ý, ngưng tụ thành hư ảo đại đạo, cho nên mới phá vỡ được vô cực chi ý của Mạnh Kỳ, làm bản tôn của hắn phải bị thương, nhưng bởi vì đã bị tiêu hao khi phân cách hỗn độn cộng, với nhục thân bát cửu huyền công mạnh mẽ, nên chỉ làm bị thương chút da thịt mà thôi. Đối với chuyện này, Mạnh Kỳ chẳng chút bất ngờ. Tuy Nguyên Thủy Thiên Tôn có khai thiên ấn thuần khiết nhất, mạnh mẽ nhất, nhưng cũng không cản trở gì người khác lĩnh ngộ loại đạo cùng loại giống như lúc hắn tu luyện ba ấn đầu tiên ở quỳnh hoa yến đã từ vô tự chi bi mà ngộ ra một thức đao pháp khai thiên tịch địa ngay cả một thứ độc nhất vô nhị như chư quả chi nhân người khác cũng có thể thông qua các loại công pháp nhân quả khác để tiếp cận với nó chỉ khi có người đã chiếm vị trí thì mới không thể thành tựu đạo quả hư ảo trên bàn tay phải của mạnh kỳ có một vết thương rất rõ đang ứa ra máu tươi song đang nhanh chóng mấp máy liền lại chỉ trong tích tắc đã trở về hoàn hảo như lúc ban đầu những đốm sáng từ ngoài lòng bàn tay xuyên vào tụ vào trong hư ảnh bàn cổ phiên ở trong nê hoàn cung quả nhiên trong đó có cái gì đó đang ngủ say hắn ẩn đi khí tức người như vô hình bình thản nói với lưu la lưu la trầm ngâm cũng thi triển thần thông khiến bản thân như biến mất cùng mạnh kỳ cẩn thận đi xuống cầu thang không biết đi bao lâu những đốm sáng lại xuất hiện vòng quanh xoay tròn tạo thành một cái lốc xoáy rất to chặn ngang đường đi từng đạo lưu quang không ngừng chui vào trong lốc xoáy giữa lốc xoáy một màu tối tăm giống như lối đi thông tới một con đường luân hồi khác. Lưu la ngưng trọng, thủy hành, hỏa hành, quang minh, đốt cháy, dình ngập, hư không, sinh cơ, tử vong, ổ uế, khí vận, âm đức. Những đạo quang mang đang xoay tròn xung quanh đối ứng với những khái niệm hư ảo khác nhau, như quyền lực tan vỡ, đại đạo phân liệt, hay đốm sáng màu xanh đen tượng trưng cho hành thủy, đốm sáng thuần trắng tượng trưng cho quang minh, xanh đậm tượng trưng cho sinh cơ mạnh mẽ, hắc ám lặng lẽ tượng trưng cho tử vong, trắng nhợt tượng trưng cho âm đức hèn gì mạnh kỳ gật gù đã hiểu vì sao đám lục thiên tổ long chỉ còn lại cái xác không nơi này không ngừng hấp thu sức mạnh nhục thân của họ những quyền lực hư ảo đại đạo của họ bản tính linh quang của họ đều bị cái lốc xoáy này nghiền nát sau đó không biết đổ đi đâu đầu nhập vào luân hồi bởi vì hình thiên là sau khi bị bêu đầu dùng ý chí của mình để chết mà sống lại thành thang khi còn sống đã binh giải thân thể nhận hương khói thành tựu quỷ thần chi đạo là cùng loại với vật chết nên mới miễn cưỡng còn tồn lại mà thôi sau mỗi một lần luân hồi lại quay về thân thể của mình, sức mạnh bị hút đi cũng bị chậm hẳn. Thiên Đế làm bố trí này là muốn nuôi cái gì? Trong mắt Lula thần quang lấp lóe, nhìn chăm chăm vào chỗ trung tâm của lốc xoáy, ở đó hình như có một điểm đen đang phập phù lơ lửng. Cô vừa nhìn tới, như bị khí cơ khiên dẫn, điểm đen từ từ nổi lên trên. Mạnh Kỳ thì lại cảm ứng được một ý vị quen thuộc, một kẻ địch rất quen. Hắn trầm giọng nói, nơi này sót lại ảnh hưởng của luân hồi ấn. Ý người là trước khi A Nan có được luân hồi ấn thì nó vẫn luôn bị giấu ở chỗ này." Giọng Lưu La dao động. Ý nghĩa của chuyện này là gì không cần nói cũng biết. Hẳn là vì hậu thổ nương nương từng mật đàm với Thiên Đế, nên sau khi thành tựu bỉ ngạn, hóa sinh luân hồi ấn liền chui ngay vào trong tay Thiên Đế, được ông ấy giấu ở nơi này, không biết để làm gì. Ta nghi luân hồi ấn trong tay A Nan chính là lấy được từ nơi này." Mạnh Kỳ ngưng trọng nhìn điểm đen đang nổi dần lên. Đây cũng giải thích vì sao tiên giới thiên lao vẫn còn tồn tại trong dư ba bỉ ngạn chiến đấu, chính là vì có luân hồi ấn ở đây bí mật bảo vệ. Thế mà ban đầu còn tưởng có đại nhân vật nào mưu đồ chuyện gì đó, không muốn kỷ nguyên kết thúc nên mới âm thầm phối hợp với thiên đế, bảo vệ tiên giới thiên lao giấu đi, giữ hy vọng sống lại cho thiên đế. Bây giờ xem ra, sự tình e không phải là như thế. Chẳng lẽ lúc trước lôi thần phản bội chỉ là giả? Thiên đế đã tính ra bản thân có sát kiếp này, nên mới cố ý bố trí ra chuyện này, tới khi thiên đình rơi xuống, lại để cho Lôi Thần hoàn thành chuyện sống lại, cho nên Luân Hồi Ấn mới nhận Lôi Thần làm chủ. Lưu La phỏng đoán, Mạnh Kỳ nhíu mày, cũng có khả năng. Như vậy có thể giải thích vì sao A Nan phản bội Linh Sơn, phản bội Yêu Thánh, làm Phật môn và yêu tộc thế lực tổn hao nặng nề, thậm chí A Di Đà Phật, Bồ Đề Cổ Phật và Yêu Hoàng, Yêu Thánh đều vì đại chiến với nhau mà bị thương nặng, kẻ phải nhảy ra khỏi dòng sông thời gian hư ảo ngủ say, kẻ trọng thương mà chiến đấu tranh chấp với nhân hoàng để rồi sau cùng tọa hóa vẫn lạc, như vậy kẻ ngáng đường thiên đế, sống lại cuối cùng chỉ còn lại có nguyên thủy thiên tôn và đạo đức thiên tôn, cũng chính là kẻ địch không thể chống lại trong lời A Nan lúc ấy. Cho nên y mới lựa chọn đọa lạc thành ma, dùng cái đó để đăng lâm bỉ ngạn. Nếu thật sự là như thế, thì mẹ nói đây mới chính là tình yêu chân chính. Mạnh kỳ thiếu chút nữa là bột miệng kêu lên, thực không hề muốn tưởng tượng ma Phật A Nan lại là một người như vậy. Nhưng mà nếu suy diễn theo suy đoán này, thì hư ảnh vừa rồi của An Nan sao lại bị dọa lui vậy? Điểm đen nổi lên, dần dần to ra, thì ra là một cái thân thể, đầu đội đế quan, thân mặc huyền bào, tràn ngập quỷ, khí, phù động luân hồi, hư ảo đại đạo và quyền lực bị lốc xoáy nghiền nát đều chui vào trong cơ thể này, tạo ra một cảm giác vô cùng khủng bố. Phân thân thiên đế, lưu la bật thốt, ngưng trọng vô cùng, đây là luyện chế dựng dục quỷ hoàng chi thân. Đây là hậu chiêu làm thiên đế sống lại. Mạnh kỳ đang định mở miệng, thì nhìn thấy thân thể khủng bố kia mở mắt, hờ hững mà uy nghiêm, khiến người ta muốn thần phục. Khánh Vân bay ra, chống lại ảnh hưởng, từ trong mắt thiên đế phân thân, quỷ hoàng chi khu phóng ra tử khí và ma ý ngập trời, như muốn bao trùm cả quá khứ hiện tại và tương lai. Đúng lúc này, Mạnh Kỳ nhìn thấy quanh thân nó xuất hiện những tầng Phật quang cấm pháp, lượn lờ hư ảnh tam bảo như ý, mạnh mẽ chấn áp lực công kích đang sẵn sàng muốn phóng ra. Cảnh tượng quen thuộc này và ma ý quỷ hoàng chi khu tán giật, ra khiến mạnh kỳ bật thốt thiên đế phân thân đã bị ma phật chiếm mất rồi phỏng đoán vừa rồi của hắn đã được phủ định trong hư vô của tầng trên cùng cửu trọng thiên nhiên đăng cổ phật bị thiên đế đi tuần dọa cho bỏ chạy đang lần theo dấu vết để lại nhưng khoảng cách hai bên đã kéo quá xa đã bị hư vô nuốt mất không lần ra được bỗng nhiên hư ảnh a nan ngồi xếp bằng trong vòng phật quang của nhiên đăng cổ phật quay phát đầu nhìn về một hướng như nhìn thấy cái gì đó có dị trạng nhiên đăng cổ phật hỏi hư ảnh a nan mỉm cười ta biết họ ở đâu rồi. Không ngờ lại thật sự đi theo bắc đầu đế xa. Phật quang hóa thành những chữ vạn, nối thành gông xiềng, tụ làm kết giới, mạnh mẽ trói chặt phân thân thiên đế đã bị ma Phật chiếm cứ, hư ảnh tam bảo như ý tỏa ra khí tức công đức, thánh đức và phúc đức, chấn áp tất cả biến hóa khí cơ của cái thân thể kia, không cho nó thoát ra ngoại giới. Lôi thần quả thực đã phản bội thiên đế. Cửu thiên huyền nữ lưu la không nhịn được cảm thán lên tiếng. Nhưng nếu không phải như thế, mình và tô mạnh lúc này e là đã phải đối phó với thiên đế phân thân thức tỉnh dù nó không có cảnh giới bị ngạn thì cũng vô cùng nguy hiểm có khi còn có khả năng tạo ra phản ứng dây chuyền khiến thiên đế đã vẫn lạc sống lại trở về ma phật vì chiếm lấy phân thân này nên phong ấn chấn áp của phật tổ và nguyên thủy thiên tôn mới đương nhiên lan tới cái thân thể này đương nhiên là thượng cổ thiên đình đại thần lưu là rất chờ mong với chuyện như thế này thiên đế phân thân chỉ cần còn có một chút linh trí sau khi tỉnh dậy sẽ tự có thể hòa hợp với di thể phân thân nhưng cô thực không ngờ lôi thần lại làm ra một việc ngoan tuyệt đến như thế đây chính là hoàn toàn cắt đứt hậu chiêu sống lại của thiên đế khiến hy vọng của cô thành cho tàn thực là đáng tiếc mạnh kỳ ngắm nghĩa thiên đế chợt thác một tiếng lôi thần này mày rậm mắt to quả đúng là dáng vẻ của một tên phản bội mỗ đại khái đã hiểu vì sao khi nãy lúc y nhìn thấy bắt đầu đế giá lại bị dọa lui lưu la trong lòng khẽ động ma phật chiếm cái ma hoàng chi khu này là muốn cắt đứt hậu chiêu của thiên đế khiến ngài ấy hoàn toàn vẫn lạc không còn cơ hội sống lại, nhưng mà sau khi thực hiện, y lại phát hiện Thiên Đế không chỉ bố trí một chỗ này, Thỏ Khôn có ba hang, còn có bố trí cơ hội khác, nên khi bị chúng ta dùng Bắc Đầu Đế giá dọa y một phen, mới thật sự cảm nhận được rất có khả năng Thiên Đế còn có chuẩn bị khác, nên mới chột dạ rút đi. Mạnh Kỳ vỗ tay khen, nương nương nói rất đúng. Không biết có đầu mối nào về hậu chiêu khác của Thiên Đế hay không? Lưu La cười khổ, nếu ta biết thì đã không kinh ngạc suốt nãy giờ rồi ngày xưa khi thiên đế phù hộ chúng ta tránh thoát thiên đình rơi xuống chi kiếp chỉ phân phó một việc mà thôi việc gì mạnh kỳ quay qua nhìn cô lưu là nhấp môi nếu có nhân hoàng xuất thế thì phải hết sức hỗ trợ nhân hoàng không có khả năng là thiên đế chuyển thế lúc đó đạo đức thiên tôn còn có thể can thiệp trực tiếp vào chuyện ở chân thật giới làm sao không phát hiện ra mạnh kỳ nhìn lốc xoáy thò tay ra mặt trưởng như gương hút lấy ánh sáng và màu sắc tối đen mà thâm thúy Muốn chiếu ra kết cấu hư không của bố trí này. Hư không ấn tham khảo hạo thiên, kính suy diễn thần thông chỉ mơ hồ nhìn thấy những tầng luân hồi, chết đi để vi diệu. Mạnh Kỳ nghiêng đầu cười với Lưu La, chỉ cần không tiếp xúc thiên đế phân thân, muốn mở phong cấm xung quanh nó, thì mọi biến hóa nơi này cũng sẽ không ảnh hưởng gì tới bản thể kết giới ở linh sơn và vật, mà nó trấn áp. Lưu La kinh nghiệm kiến thức cỡ nào, lập tức hỏi ngay, ngươi định làm cái gì? Mạnh Kỳ bình thản nói, dùng vô cực hấp thu tất cả quyền lực đã bị nghiền nát nơi này, gỡ bố trí luân hồi ở nơi này ra, tìm hiểu bí mật của nó. Mặt gương trong lòng bàn tay hắn dao động, tầng tầng sụp đổ, nhanh chóng hiện ra một điểm u ám ẩn chứa vạn vật. Bàn tay ấn xuống, chút ánh sáng đủ màu còn sót lại như bị một lớp hỗn độn phủ lên, không ngừng run rẩy, từ từ thoát khỏi lực hút của lốc xoáy, bay ra ngoài, bám vào vô cực chi điểm, từ từ biến mất trong vô cực, như đã dung hợp vào trong Từng đạo ánh sáng vọt lên, có quyền lực tổ long phiên giang đảo hải, đại thủy diệt thế, có thái dương quyền lực cửu hỏa phần thiên, quang mang chiếu khắp, chúng thi nhau bay ra, bám lên, rồi tan rã, trở về với ban sơ. ầm, um. cái lốc xoáy khổng lồ chấn động, khe nứt không gian bắt đầu hiện ra. Phanh, lốc xoáy vỡ tan, hóa thành vô số đạo quang mang bị hút về vô cực, trở về với hỗn độn, chui vào trong lòng bàn tay mạnh kỳ, hoàn thiện các loại đạo ý hắn lĩnh ngộ được. ầm. Um lốc xoáy hoàn toàn tan vỡ biến mất, những tầng xương mù điên cuồng trào ra, nhưng bị vô cực u quang chiếu xuống, mọi thứ đều bị bao phủ, không hề tạo ra dao động. Tay trái mạnh kỳ xuất hiện một cái cây tỏa ra thanh quang mênh mông, quyền lực vỡ tan và hư ảo đại đạo còn dư đều bị nó hút qua, hấp thu sạch sẽ, đâm chồi mọc lá. Đại đạo chi thụ có tên là kỷ nguyên, mình đương nhiên phải bắt lấy cơ hội nuôi nấng nó. Đến khi hỗn độn trì ý thu hồi, dị biến của lốc xoáy đã không còn. Cảnh tượng ở trung tâm nơi đó cũng hiện ra trước mắt Mạnh Kỳ và Lula. Đó là một vùng hoang thổ đầy âm phong gào thét, lan tràn qua hàng vạn kiếp số, vô biên vô hạn, ở nơi trung tâm có một ngọn núi đen ngòm sừng sững, như hư ảo tử vong và quỷ ý ngưng tụ thành thực chất biến hóa mà thành, là căn nguyên của âm hồn quỷ vật. Ngọn núi này chia làm 6 tầng, chọc ý sâu nặng, tầng tầng cấm pháp thiên nhiên tự động sinh ra, tạo thành một cái kết giới phòng thủ kiên cố. Mạnh Kỳ đang chăm chú nhìn vào ngọn núi trong đầu hắn đột ngột hiện ra một đôi mắt không thể nào tả được thành lời đầy âm trầm băng lãnh tử vong uế tranh tranh đao kiếm cùng gieo lên tuyệt đao và xích kiếm cùng phát ra quang mang hỗn độn u quang quanh người mạnh kỳ từ từ chuyển động chiếu tới diệt trừ cái ý chí khủng bố kia đạo nhất lưu ly đang bừng sáng đốt đứt liên hệ bốn mắt giao nhau hắn và lưu la đồng thời lên tiếng huyền minh quỷ đế la phong hắc ngục ý chí mạnh mẽ mà đôi mắt kia đại diện không phải của ai xa lạ chính là một kẻ từng giao chiến với mạnh kỳ huyền minh quỷ đế cửu u ngụy bỉ ngạn la phong chi giới hắc ngục chi giới và hoàng tuyền lưu vực là cửu u tử vong căn nguyên của ngủ say âm trầm và quỷ vật la phong và hắc ngục hiện nay chính là đàn tràng của huyền minh quỷ đế bố trí dưới đáy tiên giới thiên lao không ngờ lại có cấu kết với la phong và hắc ngục liên tưởng tới chuyện phân thân thiên đế luyện chế là quỷ hoàng chi khu mọi chuyện trở nên rất là sinh động lúc trước thiên đế bố trí ở đây lấy luân hồi ấn làm hạch tâm lấy cựu thần cố quỷ trấn áp bao năm qua làm nguyên liệu bổ sung, e là muốn vòng qua Phật đạo hai môn nhúng tay vào thượng cổ địa phủ, lấy quỷ hoàng chi khu nhất thống La Phong và Hắc Ngục, thành lập nên một thế giới sau khi chết thật sự, một thế giới sau khi chết chỉ thuộc về bản thân ông ta, sau đó dùng nó thành tựu đạo quả sơ hình. Tiếc thay sau đó bị ma Phật lấy đi luân hồi ấn, chiếm mất quỷ hoàng chi khu, nên việc này nửa đường tan vỡ. Lưu La lúc ấy là thần linh, kết hợp những điều mình biết, nhanh chóng liên kết mọi chuyện lại với nhau trong lòng cô tự nhiên thấy buồn. Là đại thần chủ trì trinh phạt của thiên đình, vậy mà những chuyện này cô đều không biết. Mạnh kỳ khẽ gật đầu, cái gọi là bố trí cho phân thân sống lại xem ra chỉ là nhân tiện. Đương nhiên, cũng có khả năng quỷ hoàng chi khu là cố tình bày ra, một chút tàn linh của thiên đế. Không chừng đã thông qua luân hồi chi ý và sự kết nối với La Phong, hắc ngục mà chuyển thế tới một nơi nào đó. Không biết hậu thổ nương nương đã mật đàm cái gì với ông ấy nhỉ? Hắn vung tụ bào, thu lấy phong ấn chấn áp thiên đế phân thân, xoay người bỏ đi, không chút do dự. Ngươi! Thấy Mạnh Kỳ hành động dứt khoát như vậy, Lưu La có chút phản ứng không kịp. Mạnh Kỳ khẽ cười, cái này đã trở thành phân thân của ma Phật, chuyện này nhất định đã bị A Nan cảm ứng được, lúc này không đi, còn muốn ở lại gặp y sao? Hắn gập ngón bắn ra, một cái quang ấn nho nhỏ hư ảo bay về phía cửu thiên huyền nữ, bên trong có chứa rất nhiều đạo văn mơ hồ, màu như vàng như bạc, tràn đầy chiến đấu và trinh phạt trí. Đây là Lưu La đón tiểu ấn, mặt khẽ giao động, Mạnh kỳ bay hướng lên trên, rời khỏi hố sâu, không chút để ý nói. Trong quyền lực vỡ tan có chút liên quan tới chiến đấu và trinh phạt, ta đồng hóa được một phần. Còn lại ngưng ra cái ấn này, tin là có tác dụng gì đó với nương nương. Chúng ta liên thủ thăm dò, đồ thu được ta đâu thể nào độc chiếm. Lưu la cũng không vờ vịt khách giáo, thu lấy ấn nhỏ, khẽ cười. Hèn gì hồi trước giang hồ đều đồn là cuồng đao tô mạnh hiệp can nghĩa đảm, nghĩa bạc vân thiên, việc lần này ta ghi khắc trong lòng. Sau đó cô nhìn tụ bò bên tay trái của mạnh kỳ, Ngươi mang cái thiên đế phân thân này đi, là sợ lỡ ma Phật A Nan lấy được sẽ dùng nó để vượt qua phong ấn Linh Sơn mà chạy thoát. Tuy rằng khả năng đó là cực kỳ bé nhỏ, nhưng cũng không thể không phòng. Mạnh Kỳ trịnh trọng gật đầu. Đương nhiên, như vậy, dù có chư quả chi nhân và hư vô của giới này ngăn cách, thì ma Phật cũng có thể dùng cảm ứng của phân thân và bản tôn để định vị được hành tung của hắn. Đành phải coi ai chạy nhanh hơn thôi. Hơn nữa, chỉ cần hội họp với mấy người quảng thành tử, mọi việc sẽ không còn phiền toái như vậy nữa hắn với lưu la nhanh chóng rời khỏi thiên lao chạy về hướng bắc đầu xa giá đang đậu trong chân thật giới đại tuyết sơn bên cạnh chín tòa tiên tôn cổ mộ vương tư viễn gặp được tuyết sơn phái trưởng môn vương công tử đột nhiên tới chơi không biết có chuyện gì không tuyết sơn phái trưởng môn đúng lễ nghĩa hỏi vương tư viễn khẽ ho cười nhẹ vì cái vị bị chấn áp trong cổ mộ kia mà đến truy cập halayzi com hoặc link ở phần mô tả để mời em sili cà phê nhé ánh sáng rực lên mạnh mẽ bắt đầu đế giá sau khi mạnh kỳ và lưu la quay lại như cảm ứng được khí thức tàn lưu dưới đáy tiên giới nhanh chóng lại phóng lên cao kéo theo một cái đuôi lửa thật dài bay vào trong hư không u ám mạnh kỳ chợt nhíu mày quay đầu nhìn về hướng hắc mục thiên lao gì thế lưu la hỏi mạnh kỳ trầm ngâm lắc đầu cứ có một cảm giác quen thuộc kỳ kỳ hình như là cẩn thận quá làm cho dẫn đến thảo mộc giai binh xung quanh u ám ngoài trống vắng thì chẳng có gì khác cũng không có chút điểm báo nguy cơ nào. Lưu la cảnh giác cả nửa ngày, đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của tiên giới thiên lao, bèn nghĩ hẳn là mạnh kỳ nhạy cảm quá. Đến đi ánh sáng tinh tú và khí tức sót lại của thiên đế hoàn toàn tan biến, nơi bắt đầu xa giá tạm dừng chợt hư vô mấp máy, một bóng đen hiện ra. Y mặc áo bào của tiên nhân thời cổ, đầu đội nga quan, khí tức lâu dài, cảm giác xa xưa, chính là người đứng đầu 12 thần sứ thủ hạ của vô sinh lão mẫu, giữ thế đồng quân trấn nguyên tử vừa mới rồi y suýt nữa là không nhịn được ra tay tụ lý càn khôn hạ mạnh kỳ và lưu la nhưng cảm ứng khí cơ đã ngăn y lại nếu không chắc chắn được bắt được hai người để khỏi lộ ra chuyện y từng xuất hiện ở tiên giới thiên lao thì không nên ra tay vì sẽ làm ảnh hưởng tới chuyện khác quan trọng hơn trấn nguyên tử đi chuyến này vốn ban đầu không có gì liên quan tới bố trí ở trong thiên lao nhưng ngẫu nhiên thấy thiên đế đi tuần nên mới lặng lẽ đi theo nhìn trộm thấy tất cả và có được niềm vui ngoài ý muốn Mạnh Kỳ và Lưu La cảm ứng được có người nhìn trộm trong bóng đêm, một phần đến từ quỷ đế thành thang và hình thiên, phần còn lại chính là Trấn Nguyên Tử. Trấn Nguyên Tử bước ra, tay áo bay bay, đi vào tiên giới thiên lao, đi tới nơi vốn dĩ có cái lốc xoáy nghiền nát quyền lực đại đạo kia. Nhìn hoang thổ đầy âm phong, y hít sâu, khẽ than, quả nhiên là vậy. Lúc đầu kỷ nguyên, khi trời đất mới phân, thanh khí nổi lên, hình thành tiên giới, chọc khí hạ xuống, tạo thành cửu u, nhìn như phân biệt rõ ràng bài xích với nhau nhưng vì đều từ một thể mà ra nên giữa chúng luôn có một sự liên hệ vi diệu giống như âm cực thì dương sinh dương cực thì âm sinh qua lại với nhau trở thành thái cực đáy của tiên giới thiên lao chính là nơi thanh cực mà chọc ngưng có thể nối kết cảm ứng cửu u cũng chính vì vậy thiên đế mới để bí ẩn luân hồi và quỷ hoàng phân thân bố trí ở nơi này một khi luân hồi sinh thành quỷ hoàng dựng linh là có thể thần không biết quỷ không hay chuyển thế vào la phong hoặc hắc ngục chờ đến khi cơ hội tới, sẽ thế thân huyền minh quỷ đế, sau đó quán thông luân hồi, trở thành địa phủ chi chủ. Tô Mạnh hấp thu quyền lực và luân hồi chi ý làm người ta phải nóng mắt, mang đi thiên đế phân thân khiến người ta đề phòng, nhưng cả hai thứ ấy đều không phải là thứ quan trọng nhất của giới này. Trấn Nguyên Tử từ từ trầm xuống, xung quanh có xích minh ngọc văn thần lục phù tự động hiện ra, nối kết, ngưng tụ với nhau, tạo thành một đạo văn mơ hồ, ở giữa có ba quả gần như rõ ràng hoàn chỉnh đạo văn này vừa hiện, cái lốc xoáy bị mạnh kỳ phá hư lại hiện ra, từ từ chuyển động, nghiến nát vạn vật, sinh ra luân hồi chi ý vi diệu. Y chỉ nhìn trộm mà tái hiện được một nửa bố trí trước đây của thiên đế. Trấn Nguyên Tử càng lúc càng chìm xuống sâu, chỉ còn như một điểm đen. Sau đó ở trong luân hồi sinh ra mấy phần quỷ khí mấy phần tự ý, như muốn chuyển thế thành quỷ đế. Một tiếng thở dài xa xăm vọng ra, giữ thế đồng quân thì sao? Cuối cùng không phải cũng chỉ là công dã tràng hay sao? điểm đen trầm xuống nhanh hơn, như xuyên qua một vách ngăn vi diệu, lặng lẽ rơi vào trong la phong hắc ngục. Lốc xoáy hư ảo theo đó dần dần biến mất. Một lúc sau, một đốm sáng quang minh hiện ra, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chiếu thấu hết cả u ám của giới này, chính là nhiên đăng sau đầu có 24 vầng Phật quang viên mãn chạy đến. Tô Mạnh và huyền nữ đã đi rồi. Nhiên đăng không hỉ không bi nói. Bên trong một vòng Phật quang, A Nan mỉm cười, chỉ cần bọn họ còn theo bắt đầu xa giá chỉ hướng, thì ta nhất định sẽ biết nơi kế tiếp bọn họ đặt chân, chạy tới trước họ, chặn họ lại ở đó. Nhiên đăng cổ Phật gật đầu, nhìn thoáng qua âm thủ dưới lớp hắc khí, cảm khái nói, thiên đế không hổ là hùng chủ quét ngang một thời, từ sớm vậy đã tự bố trí để vượt qua. A nan hắc một tiếng, mặt kiếp chung kết, như người hết đèn tắt, thế giới khiết hòa sau khi chết, cuối cùng cũng quy túc chi đạo, thành lập và khống chế âm thế sẽ đạt được chỗ tốt không thể đo đếm được, không chỉ đạo quả sơ hình cần, mà còn là một mấu chốt của kiếp số. Với kiến thức của Thiên Đế làm sao mà không biết được điều ấy? Phật môn các ngươi 18 tầng địa ngục, Lục đạo luân hồi, cực lạc tịnh thổ, Phật quốc dưới đất, La giáo chân không gia hương vân vân, yêu và thần cổ xưa minh phủ, đạo môn đế quân âm thổ, không phải đều là cùng loại đó hay sao? Đạo môn, Phật môn, yêu tộc và Thiên Đình chúng thần đã từng liên thủ thành lập Thập Điện Diêm La, Hoàng Tuyền Luân hồi thượng cổ địa phủ, nhưng vì đấu đá lẫn nhau nên sau khi Thiên Đình rơi xuống thì cũng sụp đổ. Hai người tùy tiện trò chuyện mấy câu, nhiên đăng cổ phật hóa thành một đạo cầu vồng xông ra khỏi tiên giới thiên lao theo chỉ dẫn của an nan bay vào trong hư không u ám vương công tử ngươi đây là có ý tứ gì chẳng lẽ ngươi muốn thả nó ra để nó làm hại thương sinh trưởng môn tuyết sơn phái giật bắn người sầm mặt vương tư viễn từ sau khi thành pháp thân thì không ai nắm được tung tích tới nay thực lực đã đạt tới mức sâu không lường được tuyết sơn phái đã nhiều đời không có pháp thân dù có nội tình thâm hậu có tiên tôn di lưu chỉ sợ cũng không phải là đối thủ vương tư viễn đưa nắm tay lên che miệng không trả lời thẳng vào câu hỏi quý phái vẫn luôn lầm một việc cái vị bị chấn áp ở trong tiên tôn cổ mộ kia rất là nổi tiếng đến nay vẫn luôn có người niệm thờ nhưng y vẫn bị ở trong đó không thể nào trưởng môn tuyết sơn phái kinh ngạc bật thốt rõ ràng chín vị tiên tôn đều dặn dò như vậy mà chỉ khi người tụng niệm tên của nó biết nó bị chấn áp ở đây nó mới có thể nhờ chuyện đó để thoát khốn vương tư viễn mỉm cười hơn nữa tình huống của nó đặc biệt không phải này không phải kia, người có thể đọc đúng chính xác danh hào của nó, e là trên đời chỉ có một người mà thôi, không phải các người thường suy nghĩ đâu. Điên cuồng trong mắt y như hỏa diễm nhảy nhót, như muốn phá một lớp phong ấn gì đó, đổ một cái tên nào đó thoát ra. Trưởng môn tuyết sơn phái vừa sợ vừa giận, người điên rồi sao? Người rốt cuộc muốn làm gì? Vương tư viễn khẽ cười, không thả cho nó đi ra, thì hãy cho ta đi vào, cho ta mượn chín cái lệnh bài kia luôn. Người không sợ chết sao? trưởng môn tuyết sơn phái không ngờ y lại nói như vậy vương tư viễn ho khan mấy tiếng ha ha cười người điên thì đâu biết sợ bắc đầu đế xa cắt ngang qua hư ám không biết phi hành bao lâu mạnh kỳ bắt đầu cảm giác bốn phía có một thay đổi kỳ diệu đã nhìn thấy những hình ảnh thoáng hiện ra có những thần tướng thiên binh trang nghiêm mặc giáp vàng những đại điện thần thánh nguy nga rộng lớn những bức tường bị đốt tàn tạ những mảnh nhỏ ánh sáng lóng lánh lưu là khẽ cao mày cảm giác như trở lại thiên đình ngày xưa đúng lúc này ba quang sáng lên xung quanh bắc đầu đế xa tự nhiên hiện ra một dòng sông đang chảy rộng không thấy giới hạn dài không thấy đầu cuối thời gian thấm thoát tuế nguyệt lưu thương dòng sông thời gian hư ảo sao không có dòng chảy tương lai mạnh kỳ úy một tiếng đột nhiên hạ du của dòng sông thời gian hư ảo gợn sóng nhộn nhạo có một thân ảnh cưỡi trâu từ từ mà đến bên hông đeo huyền kiếm sau đầu có một vầng bảo quang trong vắt quá khứ hiện tại tương lai đều có ở trong viên mãn vô khuyết Thân ảnh này được một vầng sáng bao phủ, khiến nó trở nên mơ hồ, thông rong ca hát, tịch địa khai thiên đạo lý minh, đàm kinh luận pháp bích du kinh, ngũ khí triều nguyên truyền diệu quyết, tam hoa tụ đỉnh diễn vô sinh. Vừa nhìn thấy thân ảnh này, sắc mặt cửu thiên huyền nữ lưu la thay đổi, âm thanh như từ trong kẽ răng chen ra, linh bảo thiên tôn, thông thiên giáo chủ, mạnh kỳ cũng suýt nữa bật thốt. Sau khi chứng được truyền thuyết, có thể tự kiểm tra từng ý niệm trong lòng. Quá khứ được hắn coi như một quyển sách, mọi thứ đều hiện ra rành rành trước mắt, rõ ràng như vừa mới được ngâm nga mấy lần. Thông thiên giáo chủ và Linh Bảo Thiên Tôn là hai tên gọi khác nhau của cùng một vị đại nhân vật. Không ngờ lại được gặp một trong những lão giả bỉ ngạn cổ nhất, người tượng trưng cho từ có tới không trong tam thanh, Linh Bảo Thiên Tôn. Không đúng. Có khi nào cũng giống kiểu tàn ngân của thiên đế trong bắc đầu loan giá, chứ không phải thông thiên, giáo chủ thật sự hay không? Cũng không đúng. Thiên đế đã vẫn lạc tàn ngân hư ảnh không có sức mạnh đối ứng, nhưng nếu đối mặt linh bảo thiên tôn, tàn ngân sẽ chẳng khác nào bản thể, hư ảnh có thể hóa thành chân thân, thời không như nhất. Hai người còn đang rối loạn, định bắt trước nhiên đang cổ Phật, đa bảo thiên tôn bỏ chạy, thì thân ảnh kia đã ảo ảo nhanh chóng lướt tới rồi, bảo quang sau đầu người đó. Nhìn như chậm mà lại rất nhanh tỏa rộng ra, bao phủ tất cả hư không, thanh thanh mông mông. Mạnh kỳ và lưu la cơ bản là không tránh kịp, hoảng hốt cảm nhận được mình bị thời gian cọ rửa như rơi khỏi bắt đầu đế giá chìm vào dòng sông thời gian. Không phải Linh Bảo Thiên Tôn mất tích đã lâu sao? Thể xác và tinh thần mạnh kỳ rung lên, ánh mắt lại trở về thanh minh, nhìn thấy chung quanh gợn sóng lấp lánh, từ từ chảy xuôi, ẩn chứa tuế nguyệt như ca, nhưng chảy qua rồi thì sẽ không ảnh hưởng gì tới nữa. Vị bỉ ngạn cổ xưa cưỡi trâu đi ngược dòng kia, cũng không hề liếc qua mình và lưu la lấy một cái. Ba quang xung quanh đột nhiên biến ảo, chiếu dọi ra một hòn đảo mạnh kỳ quen thuộc, một thế giới quen thuộc, một tòa điện các quen thuộc, chính là kim ngao đảo do mảnh vỡ hồng hoang suy diễn ra đó là thượng thanh cảnh ngày xưa ngang hàng với thanh vi cảnh đại xích thiên đó là bích du cung tiên ý cao xa đã để lại một vết khắc sâu trong cuộc đời của hắn trong bích du cung linh bảo thiên tôn vừa mới cưỡi châu đã ngồi ở trên ngũ khí cuồn cuộn giảng đại đạo diệu pháp bảo quang trong bắt sau đầu chiếu sáng tới từng ngóc ngách viên mãn vô ngần chỉ là những người ngồi nghe giảng bên dưới đã không còn rầm rộ như vạn tiên tới chiều mà chỉ có ít ỏi hơn 10 vị mà thôi tiếng giảng đạo loáng thoáng truyền vào tai mạnh kỳ và lưu la không có cổ xưa tang thương như trong tưởng tượng mà réo rắt như ở thời kỳ thịnh niên mỗi một câu đều khiến người ta phải chìm vào trầm tư khiến người tỉnh ngộ như đang trình bày đại đạo huyền diệu bí mật của kỷ nguyên ngay cả lưu la là thượng cổ đại thần kiến thức rộng rãi mà cũng nghe như si như say vô cùng chăm chú không muốn bỏ sót câu nào từ sau khi nhân hoàng tọa hóa bỉ ngạn diễn pháp đã là chuyện thế gian khó cầu Đúng lúc này, Linh Bảo Thiên Tôn hơi ngẩng đầu lên, một đôi mắt rõ ràng nhìn thẳng vào mắt Mạnh Kỳ, Lưu La. Phanh! Mạnh Kỳ và Lưu La như bị sét đánh, toàn thân run lên. Thái thượng vô cực nguyên thủy, Khánh Vân và Cửu Thiên Huyền khi Khánh Vân cùng đung đưa gợn sóng, cảm thấy một đôi mắt kia sao mà cao mặc sâu thẳm, hỗn độn khó hiểu, nhưng rõ ràng chính là đang đánh giá hai người họ, không biết cách bao nhiêu thời gian bao nhiêu lịch sử, đang đánh giá mình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bỉ ngạn là không thể dò ngó linh bảo thiên tôn thu mắt về gợn sóng lại đột ngột đung đưa bích du cung vỡ tan thành mảnh nhỏ ông ta lại ngồi xuống lưng châu tiếp tục dọc theo dòng sông thời gian mà đi ngược lên một luồng thanh quang khủng bố từ trong dòng sông bay tới rơi vào ông hóa thành một thanh trường kiếm cổ xưa trên có đạo văn ngưng tụ thành hai chữ thanh bình nơi thanh bình kiếm bay lên mạnh kỳ mơ hồ nhìn thấy kim ngao đảo nhìn thấy đống huyết dịch màu đen sẫm mấp máy quỷ dị kia hai người ảo não vì bị ngạn truyền pháp bị ngắt ngang quay qua nhìn nhau nhìn thấy sự khó hiểu trong mắt nhau, rồi cùng quay đi. Thời gian chảy qua vĩnh viễn không dừng lại. Mạnh Kỳ và Lưu La cơ bản không có năng lực ngược dòng mà lên, chỉ có thể nhìn Linh Bảo Thiên Tôn cầm thanh bình kiếm, sau đầu là vầng sáng trong bắt trọn vẹn, cưỡi khuê ngưu, đạp lên tuế nguyệt như nước, từng bước đi xa. Đột nhiên, ba quang lại cuộn trào mãnh liệt, hình ảnh biến ảo như xuất hiện một ngọn núi thanh tịnh, từng luồng khí thức khủng bố mạnh mẽ nối tiếp nhau hiện ra, làm vặn vẹo mọi cảm quan, khiến Mạnh Kỳ không sao nhìn kỹ được chỉ mơ hồ nhìn thấy thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, thái cực đạo đức đồ vân vân xen lẫn thành ngũ đức vẹn toàn phượng hoàng hoa văn. Linh Sơn, Linh Sơn hủy diệt chi chiến. Mạnh Kỳ trầm giọng, ngọn núi kia đã phải gánh trên lưng quá nhiều chuyện cũ, là một nơi cả ngày đêm cũng không dám quên, lúc nào cũng phải đề phòng, làm sao không nhận ra được. Nơi đó từng là đàn tràng Phật tổ, hạch tâm xa bà tịnh thổ trong lòng Linh Sơn. Yêu thánh giá Lâm Linh Sơn chỉ có một lần, chính là vạn Phật hủy diệt chi chiến, linh bảo thiên tôn cưỡi khuê ngưu đã xâm nhập vào phạm vi linh sơn hình bóng hoàn toàn trở thành mơ hồ chỉ nghe thấy một giọng nói to uy nghiêm vọng ra mặt kiếp ta vi tôn bùm bùm ánh sáng đủ màu vọt lên cảnh trong linh sơn không còn nhìn thấy gì được nữa lưu la trầm mặc mấy hơi thở dài không ngờ linh sơn chi chiến ông ấy cũng có nhúng tay linh sơn chi chiến vạn vật đồng trụy yêu tộc cũng bị tổn thương nặng nề kẻ còn sống đi ra ít ỏi không có mấy quan trọng là khi tôn ngộ không đánh xuyên qua linh sơn cứu ngư ma vương các đại thánh mới là lúc bỉ ngạn bắt đầu giao phong nói cách khác không tính các bỉ ngạn như a di đà phật bồ đề cổ phật trừ phi yêu thánh sống lại tề thiên đại thánh mở miệng nếu không không ai có thể biết được sau đó đã xảy ra chuyện gì hèn gì yêu thánh không kịp cứu các cường giả dưới trướng mạnh kỳ cũng cảm khái quang ảnh tiêu tán linh bảo thiên tôn cưỡi khuê ngư lại xuất hiện tiếp tục ngược dòng đi về hướng quá khứ ba quang lại cuộn trào mãnh liệt cảnh tượng mới hiện ra tiên giới chín tầng mông lung cao ngất sau đó bị từng đạo khí tức ngang qua cổ kim tương lai lay động, mọi thứ lại trở nên mơ hồ, vặn vẹo cảm quan mạnh kỳ và lưu la. Thiên đình rơi xuống chi chiến. Lưu la ngẩn người, ngư khí thổn thức. Không ngờ giờ này ngày này lại một lần nữa nhìn thấy cảnh tượng ác mộng năm xưa. Linh bảo thiên tôn cưỡi khuê ngưu, phá vỡ sương mù, đặt chân lên tầng trên cùng của cửu trọng thiên. Mạnh kỳ mơ hồ nhìn thấy một đoá khánh vân bao trùm cả giới đó, một đoá khánh vân u u ám ám, hỗn hỗn độn độn. Khánh vân thủy quang kim đăng vạn tái, liên hoa đoá đóa, chuỗi ngọc trầm phù, sáng rọi tướng chiếu, chính là thái thượng vô cực nguyên thủy khánh vân viên mãn. Nguyên thủy thiên tôn. Đây chính là lần đầu tiên theo đúng nghĩa hắn nhìn thấy nguyên thủy thiên tôn, cho dù là nhờ lịch sử hồi hiện mà nhìn trộm. Mạnh kỳ cả người xôi trào, tuệ nhãn mở ra, tận lực muốn nhìn cho rõ nguyên thủy thiên tôn, nhưng tất cả những gì hắn nhìn được chỉ là đoá khánh vân đó mà thôi. Khí tức cảm quan đều bị vặn vẹo, không nhìn được gì, nhưng ngay lúc này, mạnh kỳ nghe thấy một giọng nói tang thương cổ xưa vừa quen thuộc vừa xa lạ ẩn chứa chi ý ban sơ nhất từ nơi xa xăm vọng tới giống như đang cảm thán trở thành đạo quả quả thực không thể nhờ ngoại vật thanh âm vang vọng mạnh kỳ và lưu la đều suy nghĩ tới xuất thần hơn nửa ngày mới trở lại tỉnh táo nhìn thấy thông thiên giáo chủ cưỡi khuê ngưu sớm đã rời khỏi khi thiên đình rơi xuống hướng lên thượng du dòng sông thời gian tiếp tục đi tới cảnh tượng tây du hiện ra nhưng linh bảo thiên tôn lúc này lại vẫn luôn ngồi ở trong bích du cung giảng đạo vẻ không hề nhúng tay ngay sau đó ông lại cưỡi lên khuê ngưu tiếp tục ngược dòng đi lên nhưng khi mạnh kỳ cảm giác sắp trở lại phong thần chi chiến thân ảnh của linh bảo thiên tôn đột nhiên biến mất hoàn toàn biến mất ở chỗ đó của dòng sông thời gian xuất hiện đoạn lưu ngăn cách với quá khứ dòng sông thời gian bị cắt đứt mạnh kỳ và lưu la lại cùng lên tiếng gợn sóng lấp lánh không thể sửa đổi tầm mắt hai người lại thoáng mơ hồ sau đó phát hiện mình đã trở về trên bắc đầu đế giá, ở trong u ám hư vô, cảnh vừa rồi chứng kiến cứ như chỉ là một hồi mơ mộng. Trong mắt Lưu La Quang mang nhảy nhót, trầm ngâm một lúc, ta đã hiểu nguyên thủy rút phong thần, đạo đức đoạn Tây Du là để che giấu cái gì rồi. Mạnh kỳ giật mình, nguyên thủy thiên tôn mở ra thời gian căn nguyên, rút ra phong thần, tự diễn chân thật chi giới, là để che giấu tung tích linh bảo thiên tôn. Đạo đức thiên tôn đoạn ra Tây Du là để che giấu tung tích nguyên thủy thiên tôn. Nếu muốn biết hai người đó đã đi đâu, thì phải đem tam giới hợp nhất, phục hồi lại nguyên trạng dòng sông thời gian. Đây đúng thật là một nhiệm vụ gian nan. Nói tới đây, Mạnh Kỳ giật mình, ngưng trọng, nhưng mà cái câu kia của Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng có thâm ý nha. Trở thành đạo quả, quả nhiên không thể nhờ vào ngoại vật. Lưu la nhíu mày liễu. Đúng là câu đó, thoạt nghe thì tưởng là cảm khái đạo quả phiêu miểu huyền ảo. Nhưng nếu nhìn từ một khía cạnh khác, lúc trước mấy đại bỉ ngạn liên thủ đánh lên thiên đình, e chính là vì vật có thể giúp họ thành tựu đạo quả vật đó hẳn cũng chính là chỗ dựa khiến thiên đế có ý chia cắt với nguyên thủy thiên tôn và đạo đức thiên tôn tự lập ra môn hộ mạnh kỳ nhìn xa xa nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha